Chương 667, sắc đảm bao thiên. Đó là đương nhiên, nếu Hứa Vạn Sơn kia thực sự muốn so đo với ông em, không cần ông em ra tay. Ông anh đây cho đội kỷ luật của tổ đặc nhiệm xuất binh cũng có thể lấy được mũ quan của ông ta rồi. Mẹ kiếp, ai dám động vào cậu em của tôi thì người đó chính là kẻ thù của Thiết Chiêm Hùng tôi, hạ độc chết tên đó không cần phải thương lượng, muốn chơi lén Thiết Chiêm Hùng tôi ha ha. Tuy nhiên, hiện nay cậu không thể tìm được sư phụ, thì bản thân cậu phải cẩn thận một chút. Thực sự thì cũng không cần quá lo lắng, tôi tin dù Mai Thiên Tuyết có gặp cậu, nhưng khi biết được cậu thực sự là một cao thủ thất đẳng thì át hẳn cũng sẽ suy xét cho hậu bối có năng lực như cậu một chút thôi. Chắc là không chặt một chân đâu, nhưng da thịt của cậu em phải chịu đau một chút là chuyện không tránh khỏi rồi. Nghe nói Cung Vu Sơn có một trò chơi được gọi là khổ hình, cậu em tự lo cho bản thân mình đi nhé, ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng đột nhiên vui vì người khác gặp họa. Làm cho Diệp Phàm trợn trắng mắt, cười khổ nói. Anh Thiết, giờ mà anh còn cười được sao, anh muốn cậu em anh thành Lý Thiết Quải à? Nhưng mà anh Thiết, cậu em này đã kiếm cho anh viên thuốc rồi, cũng nên cho tôi chút ưu đãi đúng không nào, ha ha. Diệp Phàm cười gượng. Ưu đãi, muốn cái gì, cậu em lần này lập công lớn, muốn được nhận ưu đãi gì nào? Tuy nói giúp tôi khôi phục công lực là chuyện tư, nhưng kỳ thực tôi cũng vì quốc gia mà ra sức. Tôi khôi phục công lực lại có thể làm việc hiệu quả hơn cho quốc gia, cho nên có thể nói cậu đã gián tiếp dốc sức cho quốc gia rồi. Nhưng, mấy tháng trước cậu mới được lên thượng tá, muốn thăng quân hàm lên đại tá nữa thì chắc hẳn bây giờ không có khả năng đâu. Mà cậu lại lăn lộn ở chốn quan trường, đừng bảo anh Thiết xách cái ngai vàng chủ tịch huyện về cho cậu là không được đâu. Chuyện bên đó Thiết Chiêm Hùng tôi chắc chắn không nhúng tay vào, có mượn tay người khác cũng không được. Đây là kỷ luật lúc ban đầu của nhà nước khi thành lập tổ đặc nhiệm A, anh Thiết xin lỗi người anh em. Còn nếu cần tiền thì dễ, cho cậu 200 có lẽ cũng không khó khăn gì. Thiết Chiêm Hùng cười nói, cũng rất rõ ràng. Tiền tôi không cần, cái đó tầm thường quá, làm bẩn tình anh em của chúng ta. Anh cho tôi thêm một thùng này là được rồi, tôi chẳng có yêu cầu gì cao, khá dễ đúng không nào. Những cái khác tôi chẳng cần. Diệp Phàm đưa tay lên. Khua khua điếu thuốc đặc biệt hiệu gấu trúc trong tay. Một thùng, thứ hàng này, cậu em cũng dám nói ra à, một thùng này còn khó hơn cho cậu 200 ngàn đó. Anh Thiết không phải xưởng trưởng nhà máy sản xuất thuốc, mà dù có là xưởng trưởng thì cái mặt hàng cao cấp đặc biệt nhất này cũng không thể kiếm được một thùng. Nghe nói sản xuất loại thuốc lá này thao tác dưới sự giám sát nghiêm ngặt của nhân viên bảo vệ cục cảnh vệ trung ương. Ngẫm lại cũng đúng. Loại thuốc này sản xuất là để cho các cán bộ cấp tỉnh trở lên hút, loạn thì sẽ rắc rối to. Trước đây anh Thiết cho cậu một thùng, là vì trước đó anh Thiết đây hoàn thành nhiệm vụ lập được công lớn, khi hỏi tôi muốn gì, tôi liền nói muốn một thùng thuốc lá. Bây giờ, chắc là nhất thời không có cơ hội đó rồi. Mà, khẩu vị của cậu em cũng lên một chút rồi đúng không? Hốc mắt của Thiết Chiêm Hùng mở to không ít, hiếm khi thấy có vẻ mặt mướp đắng như vậy. Thì ra là như vậy. Thật ngại quá, là tôi chiếm mất công lao của anh Thiết. Diệp Phàm ngại ngùng gãi gãi đầu, không thể ngờ thùng thuốc lá đặc biệt lần trước lại là như vậy. Căn cản cũng chẳng ôm hy vọng gì, chỉ là hỏi thử xem thôi. Nhưng ông em, cũng không phải là không kiếm được, chỉ cần ông em chịu bỏ gì đó, ông anh đây có thể tìm cho cậu một thùng. Thiết Chiêm Hùng lại mỉm cười. Diệp Phàm thấy y mỉm cười, lập tức cảnh giác, ắt hẳn Thiết Chiêm Hùng cũng không có ý gì tốt. Có vẻ cáo đi chúc Tết gà. Nhưng Diệp Phàm vẫn chưa thăm dò thì Thiết Chiêm Hùng đã lật bài, cười nói. Anh Thiết lộ bài đây, chúng ta là anh em, không cần vòng vo, phàm tục quá đúng không nào? Cậu thấy cô bé nhà họ Triệu thế nào? Thiết Chiêm Hùng tung quân bài chưa lật. Cô bé nhà họ Triệu là cô bé nào, tôi không rõ. Diệp Phàm giả ngu, thầm nhủ, ắt hẳn là nói Triệu Tứ tiểu thư, không ngờ anh Thiết mà cũng để ý chuyện dám đó. Thực là kỳ lạ. Ha ha, cậu em còn giả ngu với anh. Ngoại trừ Triệu Tứ thì còn ai nữa? Mấy cô bé khác của Triệu gia đều đi nước ngoài rồi, chỉ có cô bé Triệu Tứ này là ở lại Thủy Châu thôi. Thiết Chiêm Hùng vừa nói đã vạch mặt được vẻ ngơ ngẩn giả bộ của Diệp Phàm. Ha ha, tôi với cô ấy không thân lắm, chẳng qua là gặp mặt được hai lần, hơn nữa lần trước cô nàng còn giật dây đại thiếu gia Hứa Thông vu cáo hãm hại tôi. May là lúc đó cô bé nhà họ Mai cũng có mặt ở đó, hai cô nàng đấu khẩu nhau một trận, lại gặp tướng quân Triệu Quát, cuối cùng mọi chuyện cũng cho qua.
Diệp Phàm cười nói, giải thích sơ qua. Không phải có chuyện đó chứ. Người ta để cậu ôm ở trên giường rồi, mà còn ở một đêm trong phòng nữa, cậu còn dám nói là không thân à? Vẻ mặt Thiết Chiêm Hùng mở ám cười. Trong lòng Diệp Phàm lạnh run, có chút tức giận, nói. Anh Thiết, có phải anh cho người theo dõi tôi đúng không? Trước đây tôi đã nói rồi, không được cho người theo dõi tôi nữa, nếu không đừng trách tôi tức giận ra tay không nể tình. Diệp Phàm vẻ mặt tối đen, không ngờ chuyện hôm trước ở Phi Vân Các cùng với Triệu Tứ Tiểu Thư và Tào Phi Nhi ba người ôm nhau ngủ lại bị Thiết Chiêm Hùng đem ra trêu chọc, chắc chắn là có người theo dõi, bằng không làm sao mà biết rõ như vậy. Chậm đã cậu em, anh Thiết không phái người theo dõi cậu, tại sao tôi biết chuyện này à, là do tướng quân Triệu Quát nói ra đó. Lúc đó cô bé Triệu Tứ đến Thủy Châu ông cụ nhà đó rất lo lắng, sợ cô bé ở Thủy Châu bị người ta ức hiếp. Cho nên mới bảo Triệu Quát mượn hai nữ binh của báo săn âm thầm theo cô bé Triệu Tứ, vì thế, ha ha, cái gì đó à, đừng nghĩ không ai biết, trừ phi là đừng làm. Ha ha ha, nhưng, anh cũng hâm mộ cậu em gan dạ. Nghe nói cậu em một rồng chơi hai phượng. Cái này mà để nhà họ Triệu biết, sau này cậu khó sống rồi. Nhưng tôi nghĩ chuyện này Triệu Quát chịu nói tôi nghe, chắc là có ý gì đó, cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt thần bí, không lộ chút lo lắng gì. Có ý gì, tôi nào biết, Triệu Quát người ta là một trung tướng, tôi chỉ là một thiếu tá nhỏ sao mà hiểu được ý của tướng quân chứ. Bằng không, tiểu đệ tôi sớm đã được thăng tướng rồi. Diệp Phàm vẻ mặt chua xót, trong lòng vẫn thầm mắng xui xẻo. Kỳ thực Diệp Phàm cũng mơ hồ đoán được chút gì đó, đơn giản là Thiết Chiêm Hùng muốn làm ông tơ bà Nguyệt, tác hợp cho mình và Triệu Tứ Tiểu Thư. Điểm này Diệp Phàm kiên quyết không chịu nói ra, trong đầu còn hơi sợ cái cô bé Triệu Tứ kia. Quả nhiên, Thiết Chiêm Hùng tung quả tú cầu nhà họ Triệu, nói. Tôi nói này cậu em, dáng vẻ cô bé Tứ nhà họ Triệu thì không cần nói, ở thủ đô có biết bao con cháu cấp bộ, cấp quốc gia đã gõ cửa nhà họ Triệu rồi. Nhưng Triệu Tứ người ta cứ ngẩn ngơ không chịu, cô bé có thể thân mật với cậu như thế, cậu đừng tưởng Triệu Tứ người ta là loại phóng đáng gì đó, ắt hẳn chuyện buổi tối hôm đó cậu cũng hiểu, người ta quan tâm đến cậu. Cho nên mới mời cậu uống rượu, cậu nên biết cô bé Tứ nhà họ Triệu bình thường mắt cao hơn trán, không có bao nhiêu thanh niên lọt vào mắt cô bé đâu. Thế nào, trước kết bạn, nói chuyện, thành hay không về sau tính. Dừng lại anh Thiết, cô bé đó, quá lợi hại. Tôi vô phúc không tận hưởng được, bỏ qua cho tôi đi mà. Diệp Phàm kêu lớn. Bỏ qua cho cậu, tôi là sợ cho cô bé Tứ kia, một chút béo bở cũng để cậu chiếm rồi, may là tối đó cậu cũng không làm cái chuyện lẳng lơ đó. Nhưng, ông nội người ta Triệu Bảo Cương là phó chủ tịch quân ủy là người không dễ nói chuyện đâu, tính tình của phó chủ tịch Triệu đó còn cuồng bạo hơn cả tôi đó. Trước kia ông lão đánh Mỹ, được gọi là người hung hăng nhất. Ngay cả nước Mỹ người ta cũng không sợ thì có thèm để ý con dê non như cậu không? Hơn nữa, cậu em có thể còn chưa hiểu, ngay cả anh Thiết tôi còn bị ông ấy phạt đứng, mẹ nó, suýt chút nữa là tiểu gia quần. Thiết Chiêm Hùng kiên nhẫn khuyên bảo, không ngờ chuyện xấu hổ này cũng nói ra. Không thể nào, anh Thiết, ai dám phạt anh đứng, thế không phải là tìm vào chỗ chết à? Diệp Phàm vẻ mặt không tin, trong lòng cũng là thầm kinh ngạc. Thầm nghĩ còn có người ngông nghênh thế sao? Triệu Bảo Cương kia quả là gan dạ. Không tin đúng không, cậu xem chuyện anh Thiết bị phạt đứng cũng không phải chuyện vẻ vang gì, anh Thiết tôi sao phải khoe khoang chứ? Đương nhiên, người có thể phạt anh Thiết đây không phải nhiều, cả nước mình cũng chỉ có mấy chục người. Chẳng hạn như Thượng tướng Ba Sao Một Gạch, Ủy viên Thường vụ tai to mặt lớn của Bộ Chính trị Trung ương, còn có ha ha, đừng tưởng anh Thiết là vô địch. Tôi cũng chỉ là một thiếu tướng nhỏ thôi, so với tai to mặt lớn như họ, tôi chỉ là tép siêu. Thiết Chiêm Hùng không ngờ lại cười khổ, hình như đó đúng là sự thật. Kỳ thực Thiết Chiêm Hùng biết sức của mình rất nhỏ, nên mới muốn mở rộng quan hệ lên thượng tướng. Nếu không phải là Triệu Bảo Cương, thì có đại tư lệnh quân khu nào mà dám phạt Thiết Chiêm Hùng đứng. Diệp Phàm đương nhiên kinh ngạc, đồng thời bán tín bán nghi, biết đồng chí lão Thiết này đang mở rộng địa vị nhà họ Triệu. Cái này không cần nói cũng biết. Đương nhiên, hắn cũng hiểu anh Thiết đang muốn tốt cho mình. Triệu gia là một cây đại thụ che trời, có thể bám lên đó thì chuyện mình lăn lộn trong chốn quan trường cũng dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí người ta có muốn bắt nạt mình đi nữa thì cũng phải suy xét ánh mắt của con hổ lớn Triệu gia kia. Nhưng,
thằng nhãi này đã quyết định, tuyệt không chui vào giọ, chợt cười nói. Cái này tính sau đi anh Thiết, thế nào, ha ha, trong nước tôi không đấu lại với Triệu gia rồi. Cổ tay của Triệu Bảo Cương là loại siêu cấp, ắt hẳn ném cái lọc thuốc cũng có thể đè chết tôi rồi. Nhưng, cùng lắm thì tôi vỗ mông, chạy ra nước ngoài. Ông ấy sao mà làm khó dễ tôi được nữa. Diệp Phàm lại dở trò rồi, làm cho Thiết Chiêm Hùng tương đối buồn bực. Thằng nhãi này có chút lo lắng cho trò đùa của Diệp Phàm, vỗ mông ra nước ngoài dạo chơi, người ta là một cao thủ thất đẳng, đi chỗ nào mà chả kiếm được cơm ăn. Nếu hắn đồng ý gia nhập CIA Mỹ, người ta chắc chắn sẽ hầu hạ hắn như lão tổ tông rồi. Cho hắn một đống tiền tài, rồi còn sắp cho hắn một hàng gái đẹp, nhà lớn xe hơi làm sao mà không có chứ. Nếu như vậy, không phải là làm tổ đặc nhiệm A quốc gia mất đi một vương bài ẩn giấu sao? Chương 668, nhắc tới đại tá thì sao? Cho nên, thằng nhãi này làm bộ quan tâm giả tạo, vội nói. Thôi được rồi, nếu người anh em thực sự không có ý gì thì tôi trở về Triệu Quát là được chứ gì? Đương nhiên, nói mập mờ là được, thực ra lúc đầu Triệu Quát cũng chỉ là nhắc một chút thôi, cũng không có ý tứ gì. Người ta là tiểu thư nhà họ Triệu sợ gì ế, thực ra chuyện này xem ra Triệu Quát cũng sẽ không đi rêu rao khắp nơi đâu. Hơn nữa đó cũng đâu phải là chuyện gì hay ho. Huống hồ, chuyện này xem chừng thì Phó Chủ tịch Triệu cũng không biết. Hơn nữa, chiếc dương đó ngay cả khói cũng không lọt ra ngoài, hai. Thật là tiếc quá, một cơ hội tốt như vậy mà. Khói ư, thôi, là tôi không có cái phước đó, đừng nói đến nữa. Diệp Phàm vội lắc đầu, đâu còn dám nhắc tới chuyện khói gì đó nữa, trên mặt hẳn rõ vệt đen. Tuy nhiên ông em à, tối ngày hôm đó còn có một người là Tào Phi Nhi. Thiết Chiêm Hùng lại quay ra chọc cười. Tào Phi Nhi thì làm sao? Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ cái cố Tào Phi Nhi đó cũng có gì khuất tất? Trong lòng lại bất an, không lẽ đó là giả? Tuy nói là mình cũng có chút bản lĩnh, nhưng còn có gia đình, có cha mẹ anh em, gia tộc bậc nhất đó không o ép mình chết được, nhưng o ép gia đình mình thì rất dễ dàng. Cho dù sau đó có thể trả thù nhưng còn có tác dụng gì, hơn nữa, Diệp Phàm cũng không muốn cả cuộc đời mình phải trốn chạy, có nhà không thể về, sống cuộc sống lang thang, vừa rồi đó, chỉ là một kẻ cứng đầu mới văng ra những lời lẽ hồ đồ đó. Địa vị của Tào Phi Nhi cũng không nhỏ, tối ngày hôm đó đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ của hai gia đình, ông anh tôi cũng là vì anh thôi, lúc đó nghe Triệu tướng quân nói ra sợ toát mồ hôi. Thiết Chiêm Hùng trên mặt lộ vẻ lo âu. Tuyệt đối không thể là giả được, khiến cho trong lòng Diệp Phàm đúng là có chút cảm động, hỏi. Lẽ nào Tào Phi Nhi thực sự có lai lịch gì đó? Không lẽ lại là con cháu của giới quân nhân hay của chính trị gì chăng? Theo cậu thì sao? Thiết Chiêm Hùng cười gượng với vẻ mặt thần bí, khiến cho Diệp Phàm càng thấy buồn bực, nhìn chằm chằm Thiết Chiêm Hùng, chờ hắn nói rõ tình hình thực tế. Tào gia ở Kinh Thành cũng thuộc giới quân nhân tai to mặt lớn, ông cụ là Tào Mộng Đức. Đương chức chủ nhiệm Tổng Bộ Chính trị, Ủy viên Quân ủy. Con trai cả Tào Quốc Khánh, đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính Quốc gia, thần tài chính tông đó, cỡ như đám ngọc sử giới của nhà họ Ngọc ở Ngư Dương thì sách xếp cho người ta cũng không xứng. Con gái của ông ta là Tào Phi Nhi, ha ha, chính là cô gái ôm nhau với cậu tối ngày hôm đó, không thể giả được thái tử nữ, ở Kinh Thành. Thực ra thì Tào gia và nhà họ Triệu cũng không hợp gì nhau. Tuy nhiên kỳ lạ là cô bé Triệu Tứ và Tào Phi Nhi lại là chị em thân thiết. Tuy nhiên, chuyện này cũng bình thường, đời trước đấu tranh là vì gia tộc dòng họ, đời sau giao du kết bạn với nhau thì bọn họ cũng sẽ không phản đối. Giao du thì cứ giao du, tranh đấu ngầm thì vẫn tranh đấu ngầm, ngoài mặt thì mọi người vẫn là hòa hợp êm thấm. Trước lợi ích quốc gia thì bọn họ thống nhất tuyệt đối, cái này cũng là việc tu dưỡng đạo đức của quân nhân chính trị bọn họ. Bọn họ mà chơi bời thì đều rất là mãnh liệt, nhìn chung là quốc gia thậm chí là tầm cỡ thế giới, không tính đếm được mất, còn về một chút vướng mắc nhỏ nhặt đó của đời con cháu, người ta cũng chẳng thèm để ý đến. Thiết Chiêm Hùng tiếp tục châm ngòi cho một quả bom. Lập tức khiến cho Diệp Phàm bùng nổ giống như ngọn lửa, yên đầu đặt não, hồi lâu không lên tiếng, trong lòng không ngừng gào lên mẹ nó, đúng là vận xui đến rồi. Thật lâu sau, mới thở dài, nói. Anh Thiết. Đúng là em đã đụng phải hai tổ ong bỏ vẽ, cho dù là tổ nào em cũng không đủ khả năng đụng tới. Đúng là xui xẻo, anh nói đi, bây giờ em phải làm sao, cùng lắm thì, hừ.
Ha ha ha, đây mới là khí khái cần phải có của một thằng đàn ông chứ, nhà họ Triệu đó như thế nào, và nhà họ Tào ra làm sao? Anh em chúng ta cũng không phải. Xem ra Tào Phi Nhi cũng không biết chuyện vướng mắc với cậu, còn cho rằng cùng với cô bé Triệu Tứ ôm nhau ngủ cả đêm, chỉ sợ cô ả ấy sẽ để lộ chuyện ra. Tuy nhiên ông em cũng có diễm phúc lớn nhỉ, cả hai cô em cao quý là vậy cũng qua tay cậu. Chuyện này nếu lọt đến kinh thành thì cũng gây sốc cho cả ngàn người. Chính vì thế đó, chuyện này xem ra cũng đáng. Người ta nói, chết dưới váy thạch lựu, thành ma cũng vẫn phong lưu. Làm thằng đàn ông, cần phải phong lưu thì vẫn phải phong lưu, chỉ cần xử lý tốt không gây rắc rối là được. Về việc phải giải quyết thế nào thì tôi tin là cậu sẽ có biện pháp, cậu chẳng phải là cao thủ trong chuyện này sao, cao thủ hơn cả ông anh này ý chứ, hậu viện đi mà. Tuy nhiên, bây giờ cậu không có hậu viện, cho nên những việc cậu gây ra cũng không cần phải lo lắng. Ha ha ha, Thiết Chiêm Hùng nói xong phá lên cười, vẻ mặt đắc chí. Mặc kệ, thôi được rồi, không nghĩ đến nữa, binh lên tướng ngăn, nước lên tường chặn. Diệp Phàm cũng vứt bỏ tất cả những suy nghĩ vớ vẩn, không nghĩ cái gì nữa. Ông em, vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cần phải nói cho cậu, anh Thiết này có khả năng sẽ bị điều đi rồi. Sau này tôi không ở Nam Phúc, thông báo cho cậu biết thế. Thiết Chiêm Hùng có chút lưu luyến. Điều đi, đi đâu? Diệp Phàm thực sự kinh ngạc, đương nhiên, lưu luyến là chủ yếu. Chưa dám chắc, có khi là về Bắc Kinh, cũng có thể là đi nơi khác, cũng có thể là đi nước ngoài đồn trú một thời gian dài. Vẻ mặt Thiết Chiêm Hùng cũng lộ rõ vẻ mặt dầu dĩ. Thân phận trong căn cứ tổ đặc nhiệm A của anh còn có hai người là Triệu Quát và quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ biết, đây là người ngoài. Hai người bọn họ không dám để lộ thân phận của cậu đâu, ngay như Triệu Quát, vẫn luôn muốn kết hợp cậu với cô ả Triệu Tứ, còn không phải vì ông ta biết thân phận phó soái của cậu sao. Bằng không, ông ta đâu có để ý đến cậu, ngoài mấy tay trợ thủ đi thực hiện nhiệm vụ tối ngày hôm đó ra, trong binh đoàn báo săn thì không có ai biết cậu đâu. Tuy nhiên, lúc trước phân trạm Hồng Kông là ngoại lệ, bởi vì Hồng Kông quá quan trọng, cho nên thông báo cho bọn họ thân phận của cậu. Phân trạm khác của tổ nòng cốt thứ 8 đều không biết thân phận thực sự của cậu. Nghe nói Mai Thiên Tuyết sau khi tranh cãi với cậu cũng đồng ý coi cậu là tay vua bài lâu dài, giấu đi. Không đến mức vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không cho cậu ra tay. Anh Thiết dù sao cũng hy vọng không bao giờ phải thấy huynh đệ ra tay, nhưng nếu để cậu ra tay thì chắc chắn là một chuyện lớn, có khả năng còn hy sinh tính mạng. Ôi, chỉ mong cái ngày đó không bao giờ đến, cậu cứ lăn lộn trốn quan trường đi. Thiết Chiêm Hùng có chút lạc giọng, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, lại dặn dò nói. Tuy nhiên, thân phận thượng tá báo săn của cậu trong giới quân nhân là cũng có tiền đồ. Đương nhiên khi nào cậu cần phất lên, cậu tự quyết định. Hơn nữa, có khi cậu tung ra danh nghĩa lão Thiết này đi làm chút việc vặt cũng được đó, tôi cũng không trách cậu đâu. Về phần tư liệu của cậu, chúng tôi sửa lại toàn bộ rồi, bây giờ cậu có thân phận là phó chủ tịch huyện thông thường, không cần lo những việc khác. Tôi thực sự là có chút hâm mộ cậu đó, tự do tự tại, làm quan cũng an nhàn thanh thản, ha ha. Anh Thiết, mong anh lên đường bình an. Em biết nơi anh phải đi đều là cơ mật tối cao của quốc gia, em cũng không hỏi nữa, nếu anh có thể nói cũng sẽ nói với em. Tuy nhiên, anh em ta mãi mãi là anh em tốt, có chuyện gì cấp bách cần sự giúp đỡ thì xin đừng quên là ở Nam Phúc vẫn còn có một người anh em tốt, hy sinh tính mạng cũng chẳng nề hà. Khi cần Thiết Diệp Phàm em tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Cái mạng này của em giao cho anh. Diệp Phàm không nói cái gì đại nghĩa, giọng điệu thân thiết. Lại lấy từ trong cặp ra hai viên thuốc, nói. Anh Thiết, đây là hai viên lôi âm long cửu long hoàn. Chất lượng tuy không tốt bằng loại anh dùng, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với loại mà đám Tề Thiên dùng ngày trước, cũng coi là loại hảo hạng. Xem ra có thể trợ lực cho cao thủ tứ đẳng đột phá đến ngũ đẳng, nếu dùng hai viên một lúc có khả năng còn tái tạo được năng lượng cao thủ lục đẳng. Đương nhiên, nền tảng phải là cấp bậc ngũ đẳng. Vị cao nhân ở ẩn kia bây giờ cũng đi ra nước ngoài rồi, sau này còn muốn làm ra loại thuốc này cũng khó. Người anh em tặng anh hai viên thuốc này là mong anh có thể đào tạo ra hai cao thủ ngũ đẳng lúc nào cũng mang bên người, cũng dễ bể chiếu ứng lẫn nhau. Lời cảm ơn tôi không nói nữa, người anh em tốt. Thiết Chiêm Hùng cũng không nói thêm nữa, nhận lấy chiếc lọ ngọc, ngẫm nghĩ một hồi, lập tức làm như vẻ mặt Diệp Phàm, ra hiệu cho Diệp Phàm im lặng.
thằng nhãi này trực tiếp gọi đến đường dây điện thoại tuyệt mật màu đỏ, nói. Thủ trưởng Trấn, đồng chí Diệp Phàm một lòng vì nước. Tận tâm tận lực, tìm đến vị cao nhân ở ẩn lấy về 3 viên thuốc, một viên là cho tôi dùng, có thể giúp tôi khôi phục được thân thủ lục đẳng, 2 viên còn lại có khả năng sẽ trợ lực tiếp tục bồi dưỡng ra 2 cao thủ ngũ đẳng thậm chí là lục đẳng. Chúng ta có nên tặng cho đồng chí Diệp Phàm một phần thưởng lớn không nhỉ, nếu không cũng thấy áy náy lắm. Thật sao? Bên trong nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Thượng tướng Trấn Đông Hải vọng tới, tỏ vẻ không tin. Tuyệt đối, bởi vì ngày trước dùng viên thuốc này đã đào tạo ra cho báo săn 4 vị cao thủ tam đẳng, chứng minh loại thuốc này có công hiệu. Thiết Chiêm Hùng giọng điệu kiên quyết. Cậu nghĩ cách, mau chóng tìm ra vị cao nhân ở ẩn, gọi đồng chí Diệp Phàm dẫn đường, chỉ cần có thể tìm ra vị cao nhân đó, tôi sẽ mời ông ta, cần gì sẽ cho nấy. Giọng điệu có chút gấp gáp của Trấn Đông Hải vang ra từ trong điện thoại, tin tức này đúng là gây khiếp sợ lòng người. Tuy nói ngày trước cũng chỉ nghe phong phanh về loại thuốc này, nhưng bây giờ thực sự là có bày ra trước mặt cũng không thể không khiến cho Thượng tướng Trấn Đông Hải một người luôn điềm tĩnh vững chãi như núi cũng phải có chút kích động. Không thể được rồi, vị cao nhân đó đã ra nước ngoài rồi. Loại cao nhân này luôn tự do tự tại 4 phương trời, có thể cả đời cũng khó mà gặp lại người ta. Hơn nữa. Nghe nói để điều chế ra được loại thuốc viên này đều được làm từ các loại dược liệu quý hiếm, ít nhất phải 100 năm mới được. Cho nên không thể nào có nữa đâu. Thiết Chiêm Hùng với bộ dạng thất vọng nói. Thực ra lão này cũng hơi phóng đại lên sự khó khăn của việc lấy thuốc, để tránh cho Diệp Phàm khỏi bị Trấn Đông Hải gây phiền hà. Vậy thì thôi, có 3 viên đã là may mắn lớn cho tổ đặc nhiệm A của chúng ta rồi, phải chăng là tôi hơi tham, có lẽ thế, ha ha. Trấn Đông Hải thoải mái ngay, tấm lòng ông ta cũng thực là phóng khoáng. Lại hỏi, thế đồng chí Diệp Phàm cần gì? Việc nâng cấp đại tá thì sao? Thiết Chiêm Hùng thăm dò nói. Diệp Phàm liền giỏng tai lên nghe, trong lòng có chút kích động, thật sự nếu có thể lên chức đại tá thì vị trí tướng quân cũng không xa nữa rồi. Điều này, đương nhiên là mong muốn của Diệp Phàm. Tuy nói Diệp Phàm không chuẩn bị để lăn lộn giới quân nhân, nhưng nếu có thể thăng quan thì cũng khá tốt. Không kích động là điều không thể. Con người mà, chẳng có ai chê mũ quan cao bao giờ cả. Chương 669, chố mắt đứng nhìn. Không được, tuổi còn quá nhỏ, kinh nghiệm quá ít ỏi, lập công thêm một lần nữa đã đưa lên đại tá rồi. Giọng điệu Trấn Đông Hải không chút thương lượng. Thế thì được rồi, tôi biết là cậu ấy còn thiếu một chút, nhưng, cái cậu ấy muốn là một thùng thuốc loại đặc biệt. Thiết Chiêm Hùng vòng vo, tung ra quân bài tẩy. Cấp nào? Trấn Đông Hải nói. Gấu trúc. Thiết Chiêm Hùng ói ra mấy chữ. Cái loại đó là để những nhân vật cấp cao hút, chuyên cung cấp cho ủy viên thường vụ cục chính trị. Quan to cấp phó quốc gia, mấy đại tư lệnh quân khu 1 năm cũng chỉ được mấy cây. Cậu ta chẳng qua chỉ là một thượng tá, tầng của cấp bậc kém quá xa, cấp cho loại đặc biệt bình thường được không? Trấn Đông Hải nói. Hơi lạnh lòng người đó, ha ha. Thiết Chiêm Hùng mặt dày mày dạn nói. Được rồi, thì cấp cho một thùng đặc biệt nhất, nhưng, danh sách của anh còn thiếu 2 cây, coi như gom lại cho Tiểu Diệp luôn, dù sao thì 3 viên thuốc kia anh cũng dùng 1 viên mà, hơn nữa còn là viên tốt nhất nữa chứ, thôi thì cống hiến 2 cây thuốc đi, ha ha ha. Trấn Đông Hải cười lớn. Sếp Trấn, tôi 1 năm chỉ có 5 cây, đi mất 2 cây thì còn gì mà hút nữa, thế này thì keo kiệt quá đúng không? Thiết Chiêm Hùng suýt chút nữa nứt hơi, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, đương nhiên là thấy tên nhãi này đang lén cười rồi. Ha ha, có được thì phải có mất chứ, anh khôi phục công lực, còn có tiền công lập được công lớn, khi lập được công lớn tôi luận theo công để thưởng, có thưởng công cho anh mấy cây thì người ta cũng không nói được gì đúng không nào. Mà, 1 thùng không ít, cả 20 cây, đừng nói là cậu, phải lấy thêm 4 cây đầu năm nay của tôi mới có mà đưa đủ cho tên nhóc kia đấy. Trấn Đông Hải nói thực tình hình, kỳ thực cũng rất đau lòng. Dù Trấn Đông Hải này là một nhân vật làm mưa làm gió, nhưng mỗi năm cũng chỉ được khoảng 10 cây. Đương nhiên, ông ta còn nắm quyền phê duyệt loại hàng hóa xa xỉ này trong tay, lấy danh nghĩa làm việc công để mưu cầu lợi riêng chiếm dụng vài cây cũng có. Trên thế giới này, chỗ nào cũng có khe hở để chui qua cả. Trên có chính sách thì dưới có đối sách chính là đây. Đương nhiên, trên tầng cao cũng biết chuyện này. Những khe hở này, đương nhiên cũng là do những kỳ thủ tầng cao này cố ý để lại. Bằng không, ai còn sẵn sàng bán mạng vì anh nữa?
Có lẽ có đồng chí nghĩ không thông, sao không trực tiếp cho chúng tôi nhiều thêm một chút là được. Kỳ thực cấp nhiều một chút cũng không khó, mấu chốt là cấp nhiều thì không có hiệu quả. Con người mà, chẳng hạn như Thiết Chiêm Hùng, một năm anh cho ông ta 20 cây loại đặc biệt cao cấp ông ta vẫn còn chê ít. Mà cho dù số lượng đó là dành cho ông ta đi chăng nữa. Nhưng một năm bạn chỉ cho ông ta 5 cây, số còn lại thì dựa vào việc ông ta lập đại công thì sẽ thưởng, lúc đó lại thưởng thêm cho vài cây, trong lòng đồng chí Thiết chắc chắn sẽ tương đối kích động, có phải bán mạng đi nữa cũng hăng hái hơn, đúng không nào? Cái này gọi là cách khích lệ đó. Được rồi, nếu ngay cả anh mà cũng phải tốn kém thì tôi còn gì để nói nữa. Thiết Chiêm Hùng bất đắc dĩ che máy, quay đầu lại trừng mắt nhìn Diệp Phàm, nhỏ giọng cười nói. Thế nào, anh Thiết đủ nghĩa khí chưa? Đợi khi nào một thùng 20 cây kia đem đến phải cho anh Thiết vài cây đấy, tôi chỉ lấy phần của tôi thôi, không cần nhiều đâu. Để ông em không xuyên tạc gì sau lưng tôi. Nhưng Thiết Chiêm Hùng vừa mới mở tay ra, trong điện thoại đã truyền ra giọng vang dội của Trấn Đông Hải, cười nói. Tên nhóc Thiết, anh chú ý một chút, đừng có lấy thùng thuốc của Tiểu Diệp đó, đó là tổng bộ đặc biệt thưởng riêng cho cậu ấy. Không cho phép bất cứ ai được cắt xén, bao gồm cả anh cũng không được. Nếu thiếu bao nào thì tôi sẽ giáo huấn anh đó. Lần trước bị ông Triệu phạt đứng rồi, hay là đứng chưa đủ, Trấn Đông Hải tôi cũng không ngại phạt anh đứng một ngày đầu, cứ tùy ý mà luyện đứng tấn, ha ha ha. Trấn Đông Hải gác máy, tổng bộ tổ đặc nhiệm A ở thủ đô cười to, chỉ cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt buồn bực của Thiết Chiêm Hùng lúc này. Tình hình như thế thằng nhãi kia gương mặt đau khổ. Xui xẻo, toàn là rơi vào kế của sếp Trấn. Không sao đâu anh Thiết, em lén đưa cho anh 2 cây là được rồi, dù sao cũng là phần của anh. Chúng ta cứ giấu đi, chắc là sếp Trấn cũng không thể phạt anh đứng thật đâu, người ta là ai, là một nhân vật lớn, làm sao để ý đến chuyện còn con này, ha ha. Diệp Phàm an ủi. Không được, cậu nghĩ anh Thiết là ai? Đó là mệnh lệnh của tướng quân Trấn nghiêm túc đưa xuống, tôi không thể làm trái lệnh. Chúng ta là quân nhân, quân lệnh như sơn, do cậu không lăn lộn bên quân đội nên khó mà cảm nhận được. Vẻ mặt Thiết Chiêm Hùng chính trực, nghiêm túc nói. Vậy em mà từ chối là bất kính rồi. Diệp Phàm đương nhiên vui vẻ. Thứ hàng tốt này không phải chia bớt chút nào càng tốt chút đó rồi, có ngốc thì cũng chẳng chê nhiều. Nhưng, cậu em à, cậu có thể đưa cho anh Thiết hút mà. Chẳng hạn một gói mở ra đưa mấy điếu cho anh Thiết hút, cái này chắc chắn là được. Khuôn mặt Thiết Chiêm Hùng vô cùng xấu xa, làm Diệp Phàm thầm cảnh giác, ra vẻ thoải mái, cười nói. Chuyện nhỏ, đưa vài điếu mời anh Thiết hút là chuyện nên làm mà. Không phải mấy điếu, phân như thế này này. Cậu nghe rồi đó, đến lúc đó cậu lấy ra 4 cây, không phải là 40 gói sao. Sau đó mỗi gói cậu đều lấy ra một điếu hút, số còn lại để cho tôi, coi như là tôi với cậu vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm, cái này xem như không trái quân lệnh của sếp Trấn rồi. Ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng đúng là gian manh, cười đến nỗi làm đồng chí Diệp Phàm cứ đứng chố mắt ra nhìn. Trong lòng thằng nhãi thầm nói, ngụy biện trong thiên hạ không ngờ là thế này, 4 cây 40 bao, không thể đưa cho anh được, tặng anh là trái với quân lệnh. Biến báo rồi, mỗi bao mình hút một điếu, 4 cây mới hút có 40 điếu, chê thực tế 4 cây thuốc mình mới hút được 2 gói, vậy là anh kiếm được 38 bao rồi, lợi hại. 2 cây phần anh chẳng những anh lấy đi rồi, mà còn đem cả phần Trấn tướng quân cấp cho mình nữa, tính toán trên đời này còn có cách này nữa à, đúng là người khôn khéo mà. Mở mang kiến thức, mở mang kiến thức. Biết trúng kế nhưng cũng không còn cách nào khác, Diệp Phàm đành cười khổ nói. Anh Thiết nên đổi tên là Thiết Bàn Tính đi, mấy hạt châu trên bàn tính của anh đang kêu cách cách kìa, lợi hái quá. Em không bằng anh được. Quá khen, ha ha. Thiết Chiêm Hùng cười khan. Sếp Hồ, bệnh tình của Trọng Chi tương đối ổn định rồi. Trải qua lần khai thông này nữa thì sẽ từ từ khôi phục, chắc là trong một năm sẽ không tái phát nữa. Nhưng, đương nhiên tôi cũng không giấu sếp Hồ nữa, muốn trị tận gốc căn bệnh của Trọng Chi phải tìm được người xuống tay. Chỉ có điều chuyện này tương đối khó, tuy nói là xã hội hiện đại rồi, có pháp luật, có nhà nước, nhưng cho dù ông có kiện người đó ra tòa thì cũng chẳng có căn cứ gì. Bệnh của Trọng Chi khá phiền phức, mặc dù là sử dụng những khoa học kỹ thuật hiện đại nhất của y học hiện nay cũng không thể biết được nguồn gốc căn bệnh. Hơn nữa, năng lượng của người kia cũng không nhỏ, không phải là người đó là quan lớn quyền cao chức trọng,
tiền tài giàu có. Tôi muốn nói là, người đó là thủ lĩnh của băng nhóm xã hội đen, hơn nữa cũng không phải một thủ lĩnh bình thường. Từ việc Trọng Chi bị hắn ta đánh lén thì tôi nghĩ Chủ tịch Hồ cũng biết được một chút rồi, người đó chắc chắn có thể xưng là một cao thủ. Ngoài mặt không thể nào kêu người đó đến chữa tận gốc căn bệnh của Trọng Chi, chúng ta chỉ còn cách tìm biện pháp khác. Nhưng hiện nay thời cơ chưa chín muồi, nên đợi thêm nữa. Hai, chuyện này tôi cũng có lỗi với Chủ tịch Hồ. Ông đã coi trọng khu kinh tế Lâm Tuyền chúng tôi như vậy, chẳng những tự mình đầu tư 20 triệu, mà còn đem một con số nhỏ trong lợi nhuận ra đầu tư. Lần này còn giới thiệu một người bạn đến đầu tư nữa, lòng tôi rất hổ thẹn. Diệp Phàm giúp Hồ Trọng Chi, con trai chủ tịch tập đoàn giấy Thái Hưng Thủy Châu Hồ Thế Lâm lưu thông máu, châm cứu, nói với chủ tịch Hồ tình hình thực tế. Diệp Phàm cũng hiểu, Hồ Thế Lâm mạo hiểm lỗ vốn đầu tư vào nhà máy giấy Lâm Tuyền chẳng phải là vì bệnh tình của con trai Hồ Trọng Chi sao? Mà Hồ Trọng Chi khi đó vì chú của nó Hồ Thế Hùng gây chuyện với Câu Trần Âm Quỳ gia tộc Câu Trần Nam Hải, làm cho Hồ Trọng Chi bị vạ lây. Bị người được xưng là Nam Hải nhất thần cước Câu Trần Âm Quỳ hạ độc thủ, chắc là dùng biện pháp điểm mạch, làm cho Hồ Trọng Chi bị bệnh nặng, không chết ngay, nhưng người trở nên ngu đần, khó có thể hồi phục được. Trên thực tế là một thằng ngốc, người này đúng là thâm độc, một đứa trẻ vài tuổi mà cũng có thể hạ độc, uổng cho y được xưng là Nam Hải nhất thần cước. Nhưng Nam Hải nhất thần cước này là cái tên quá lớn, được xưng là một trong bốn cao thủ trẻ tuổi nhất của giới quốc thuật Trung Quốc. Lúc này nhân sĩ trong vòng đã sáng tác một ca khúc để hình dung về bốn người này. Nam Hải nhất thần cước, Mạc Bắc Phi Điêu Ưng, Tây Cương Ba Ly Miêu, Đông Phương Thăng Thổ Địa. Mà Nam Hải nhất thần cước chính là chỉ chân thần Câu Trần Âm Quỳ, người này được xưng là hậu duệ của Câu Trần Đại Đế, hơn nữa bộ dạng của người này giống như Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, cho nên đã đổi tên thành Câu Trần Âm Quỳ. Nghe nói người này sống trên đỉnh lục chỉ của lục đảo Hải Nam. Độ cao cách mặt nước biển khoảng ngàn mét. Nhân khẩu trên đảo đó khoảng mấy trăm ngàn người, và họ Câu chiếm 6 phần. Gia tộc họ Câu là điển hình, họ này ngược dòng lịch sử có thể hơn ngàn năm trước. Người này rất mạnh bạo, là cao thủ khai nguyên thất đẳng, bản lĩnh thâm hậu, nội lực thuần khiết. Đặc biệt là lực tấn công ở chân rất lợi hại, có thể một cước đá gãy thân cây to như miệng chén. Lúc thực sự tức giận đá chết vài người chỉ là chuyện nhỏ. Lúc đó Thiết Chiêm Hùng nghe Diệp Phàm hỏi thăm người này thì đã khuyên Diệp Phàm, không có chuyện gì cậu ngàn vạn lần đừng chọc vào sát tinh đó, ngay cả tôi thấy y cũng phải đi đường vòng đó. Có thể thấy được sự lợi hại của người này, đương nhiên, Thiết Chiêm Hùng nói cũng hơi kiêm tốn một chút rồi, tổ đặc nhiệm A có một cao thủ bát đẳng chấn thủ, tuy nhiên người này là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Thực sự nếu tranh chấp với Câu Trần chân thần này, tổ đặc nhiệm A muốn tiêu diệt gia tộc Câu Trần thì cũng chẳng khó. Chẳng qua chỉ là nhà nước sẽ không thể làm như vậy, ảnh hưởng rất xấu, sẽ làm cho những gia tộc xa xưa khác của Trung Quốc sẽ rất thất vọng. Làm náo loạn lên không chừng bọn họ liên kết lại với nhau, vậy thì cả nước sẽ bước vào thời kỳ hỗn loạn, cái này, tầng cao chắc chắn không muốn thấy. Khi Diệp Phàm nghe nói Chủ tịch Hồ Thế Lâm lại đầu tư cho khu kinh tế Lâm Tuyền 20 triệu thì cũng đã sớm suy xét chuyện này. Trước mắt mình chẳng qua cũng chỉ là một cao thủ thất đẳng khai nguyên. Cùng đẳng cấp với Câu Trần Âm Quỳ. Tuy nhiên, thân thủ để tỉ thí thì không chỉ dựa vào đẳng cấp là được, thực lực kinh nghiệm cũng là những yếu tố quan trọng. Câu Trần Âm Quỳ lăn lộn trong giới giang hồ, đánh người bị thương dễ như ăn cháo. Kinh nghiệm đánh đấm của người này chắc chắn phong phú hơn mình gấp nhiều lần. Hơn nữa người này vào thất đẳng chắc hẳn đã 2 năm, sớm hơn so với mình, nội lực chắc chắn lợi hại hơn so với một thất đẳng đi lên toàn bằng dược vật như mình. Chương 670, ba tập đoàn lớn tranh chức lớp trưởng. Suy trước tính sau, cảm thấy bây giờ không nên đi Hải Nam ngay, mà ít nhất phải đợi thêm 1-2 năm nữa, đợi thời cơ chín muồi rồi xuất phát. Diệp Thiên Sinh, mặc kệ là chọc vào ai, cho dù có bồi thường số tài sản 100 triệu của mình, Hồ Thế Lâm tôi cũng không tiếc. Chủ tịch Hồ Thế Lâm kích động, nói. Cũng khó trách được một người làm ăn lâu năm như ông ta mà lại nói ra những lời này. Bệnh tình của con trai tuy nói là đã có chút chuyển biến tốt, nhưng cứ mãi ngốc nghếch thế này thì cũng không được, vấn đề là chuyện này sẽ kéo dài đến khi nào. Chủ tịch Hồ, tôi hiểu tâm trạng của ông, chuyện này không thể dùng tiền để giải quyết được, những kẻ càng liều mạng càng là loại người đáng sợ. Những người có bản lĩnh, nếu thực sự làm cho sự việc không thể giải quyết được, thì tôi sợ là sẽ gây họa cho người nhà ông.
Chuyện này tôi cho ông một tin chính xác, chắc chắn sẽ đi, hơn nữa sẽ đồng ý với ông, nhất định sẽ tìm được một biện pháp thích đáng xử lý tốt chuyện này. Tốt nhất là giải quyết trong hòa bình thì càng tốt. Trong vòng một năm, ông cho tôi thêm một năm được không? Diệp Phàm thương lượng, vì trong lòng hắn cũng rất hổ thẹn. Liên lụy đến người nhà. Hồ Thế Lâm dường như bị giáng một gậy vào đầu, lập tức tỉnh táo lại, ngồi xuống ghế, trầm mặc một lát. Thở dài nói. Chuyện đó kính nhờ Diệp tiên sinh rồi, nếu có chuyện gì mà cần dùng đến tiền cứ nói một tiếng là được, Hồ gia chúng tôi có phải chi tất cả của cải cũng cam tâm. Diệp tiên sinh, chuyện này không chỉ mình Trọng Chi khó chịu, mà cả vợ tôi, đặc biệt là mẹ tôi, ngày nào cũng ăn chay niệm Phật, bà cứ cho rằng bệnh của Trọng Chi là do hôm bà dẫn nó đi chùa Kim Quang gây ra, cho nên, mẹ tôi cứ luôn tự trách mình. Hai. Chủ tịch Hồ yên tâm đi. Diệp Phàm nhẹ nhẹ vỗ vai Hồ Thế Lâm, đi đến trước cửa còn nói thêm. Tiền thì không cần nữa đâu. Ra khỏi sân nhà Hồ ra, tâm tình Diệp Phàm không tốt, vẫn buồn bực. Từ ngày bị Quách Thu Thiên gặp ở sân gôn, cô nàng đó cũng thân với Diệp Phàm hơn. Thường có chuyện hay không có chuyện cũng chạy đến chỗ Diệp Phàm, bên ngoài là, hậu cần, chạy đến chỗ lớp trưởng Diệp xin chỉ thị, nhưng trên thực tế thì tâm lý của Quách Thu Thiên khá phức tạp, kỳ thực cũng cảm thấy Diệp Phàm này thật thần bí, chắc hẳn là muốn nắm được đuôi của Diệp Phàm. Đương nhiên, hồ sơ của Diệp Phàm người ta cũng sớm cho người điều tra, chỉ là một gia đình cán bộ nhỏ bình thường, chẳng có chỗ nào đặc biệt. Nhưng thái độ của Tề Chấn Đào đối với Diệp Phàm làm Quách Thu Thiên có nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao. Cảm giác thần bí đó cứ bám lấy cô nàng họ Quách, làm cho cô nàng luôn có ý đồ tiếp cận Diệp Phàm. Nhưng, hành động của Quách Thu Thiên là công cụ để Tiền Hồng Tiêu đem ra trêu chọc Diệp Phàm. Chân trước của Quách cô nương vừa bước đi, thằng nhãi Tiền Hồng Tiêu này đã bắt đầy nháy mắt cười nói. Anh Diệp, xem ra anh đã bò lên mùa thu rồi, ha ha. Mùa thu rất tốt. Xuân hoa thu thật, là mùa của thu hoạch. Diệp Phàm cười khan đáp lại. Chữ thu hoạch nói rất có lý đó. Anh Diệp, khi nào thì anh thu hoạch mùa thu, nhất định phải báo với anh em một tiếng, chúng ta cũng đến xem. Ngư Thái ngồi cạnh cũng cười xấu xa nói một câu hai nghĩa. Mấy anh em đừng có mà nghĩ lung tung, mùa thu tôi nói là mùa thu thật, thu này không phải thu kia. Diệp Phàm trêu chọc nói. Đúng vậy. Thu này không phải thu kia, ha ha ha. Đám Tiền Hồng Tiêu tất cả đều cười ổ lên. Nháy mắt đã đến giữa tháng 7 rồi. Ngày 18 tháng 7 năm 1995, một ngày tốt. Bởi vì, hôm nay là ngày khóa học anh tài vượt thế kỷ trường đảng tỉnh ủy chính thức, một lần nữa tiến hành bầu cử ban cán bộ lớp. Ban lãnh đạo trường đảng đều đến cả, để thể hiện sự công bằng, còn mời thêm cả phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Khương Vũ Tắc tiên sinh. Kỳ thực hiệu phó trường đảng Lôi Ngọc Phượng cũng biết chuyện, vì cử hành bầu chọn lớp trưởng, trong lớp sớm đã tràn ngập mùi thuốc súng. Nghe nói mấy hôm trước Hứa Thông và Chu Chí suýt chút nữa là đã đánh nhau ở quán rượu, người của hai bàn đem chén dĩa của quán rượu đập nát be bét, dù nói là sau này chuyện này cũng đã được giải quyết riêng cho qua chuyện. Nhưng cũng đã rơi vào tai hiệu phó Lôi, cho nên, hai ngày trước Lôi Ngọc Phượng và chủ nhiệm lớp Lâm Đức Trì đã mở riêng một chuyên đề liên quan đến giáo dục tư tưởng chính trị. Lôi Ngọc Phượng cảm thấy chuyện này rất lớn, người đứng sau lưng của hai tên này không dễ chọc vào, cha của Hứa Thông là nhân vật số một của thành phố Thủy Châu Hứa Vạn Sơn, còn kiêm luôn danh hiệu ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Còn Chu Chí thì lại là cháy của nhân vật số một thành phố Thương Hải Nạp Lan Nhược Phong, Nạp Lan Nhược Phong cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hơn nửa tổng sản lượng kinh tế thành phố Thượng Hải xếp hạng còn cao hơn so với thành phố Thủy Châu, vững vàng ở vị trí số một tỉnh Nam Phúc. Nghe đồn Nạp Lan Nhược Phong có khả năng được đề bạt lên vị trí phó bí thư chuyên trách tỉnh ủy. Cho nên, Lôi Ngọc Phượng cũng không dám làm lớn, thận trọng xử lý chuyện này. Chỉ cần xử lý không tốt một chút là có thể sẽ đắc tội với hai ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Tuy nói người đứng sau của hai tên này không ra mặt, ngay cả đánh tiếng cũng không, nhưng tên người và bóng cây thì luôn đứng phía sau, anh có muốn không để ý cũng không được. Nhưng có một nhân vật chính khiến cho Lôi Ngọc Phượng đau đầu. Đó là đồng chí Diệp Phàm. Nghe đồn ba người này hợp thành ba tập đoàn, bọn họ đều là những người đứng đầu, có nói là đại ca cũng không quá. Trước kia đứng đầu bảng xếp hạng đương nhiên là Hứa Thông, Chu Chí đứng vị trí thứ hai, số người trong vòng tròn của Diệp Phàm yếu nhất, xếp thứ ba. Hiện nay hình như gió đổi chiều,
dưới sự dẫn dắt của ủy viên vui chơi giải trí Thái Hồng Ngẫu Địa khu Đức Bình, cả 5 người đều gia nhập vào tập đoàn nhỏ của Diệp Phàm. Mà Quách Thu Thiên ủy viên đời sống cũng thực sự đâm một kích, lôi kéo 7-8 học viên vào đám Diệp Phàm. Lại thêm Vệ Thiết Thanh, Tiền Hồng Tiêu, Ngư Thái, cùng với hai cán bộ đảm nhiệm vị trí trưởng phòng ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy của Tào Dũng, cùng đội trưởng cảnh sát hình sự tỉnh ủy Hạ Hải Vĩ bên ngoài hỗ trợ, cũng kéo được vài người nhập bọn. Tính hết lại, chắc hẳn hiện nay gió đã đổi chiều, tập đoàn nhỏ của Diệp Phàm giờ lại nhiều nhân mã nhất. Tuy nhiên, Diệp Phàm ăn ở rất khiêm tốn, trông rất có vẻ bình thường. Nhưng Lôi Ngọc Phượng là ai? Trong lớp chắc chắn đã được bà ta ngầm cài người vào, đương nhiên những chuyện này cũng không thể lọt khỏi mắt xanh của bà rồi. Theo tâm lý của Lôi Ngọc Phượng, đương nhiên là không muốn Diệp Phàm ngồi trên ngai vàng lớp trưởng rồi. Chu Chí và Hứa Thông bất luận ai là ai lên cũng được, ít nhất là mình sẽ không đắc tội với cả hai bên. Nhưng hiện nay hình như có chút lơ lửng, tập đoàn nhỏ của Diệp Phàm giờ đông nhân mã nhất, nếu tính theo số phiếu thì Hứa Thông và Chu Chí chắc chắn sẽ không vượt qua được Diệp Phàm. Điều này khiến cho hiệu phó thường trực Lôi Ngọc Phượng trong lòng vô cùng buồn bực, sao một cán bộ cấp phó cục đến từ xó xỉnh lụi bại Ngư Dương lại có thể có một lực hút lớn như vậy? Lẽ nào tên nhãi con này lại có năng lực gì đặc biệt, hay chỉ do ăn nói lung tung? Hơn nữa vì chuyện này, Lôi Ngọc Phượng đã đặc biệt điều tra gốc gác của Diệp Phàm. Mới biết được hắn chẳng qua cũng chỉ xuất thân từ một gia đình cán bộ nhỏ bình thường. Thứ nhất không có chỗ dựa vững chắc, thứ hai cũng chẳng có tiền tài gì. Thế lực thì khỏi cần phải nói rồi, không thể nào so được với hai đại thiếu gia Hứa Thông, Chu Chí, tuyệt đối không thể so sánh. Suy nghĩ như vậy, nên hiệu phó Lôi có chút so đo. Cuối cùng, đồng chí Lôi Ngọc Phượng cắn răng một cái, quyết phải giải quyết tận gốc, bất kể thế nào cũng không thể để cho Diệp Phàm trở thành lớp trưởng của lớp học anh tài được. Lôi Ngọc Phượng có quyết định của chính mình, đương nhiên là đem số phiếu của học viên và của bộ máy trường đảng thành một khối. Cứ như vậy, chỉ cần thành viên bộ máy trường đảng không bỏ phiếu, cho dù số phiếu của đám Diệp Phàm có nhiều bao nhiêu cũng vô dụng. Bởi vì bộ máy cán bộ trường đảng chiếm hơn 10 phiếu, khi Lôi Ngọc Phượng đem kế hoạch này bàn với hiệu phó Lâm Đức Chỉ đã bị Lâm Đức Chỉ phản đối kịch liệt. Nói là chuyện chọn lớp trưởng là chuyện nội bộ của lớp, bộ máy lãnh đạo trường đảng có liên quan gì đâu. Ban lãnh đạo trường đảng tham gia vào sẽ làm người ta thấy phi nghĩa, và hiểm nghi là nhúng tay vào can thiệp chuyện của lớp. Nhưng dù cho Lâm Đức Chỉ có khô tay múa chân, thì trên thực tế Lôi Ngọc Phượng mới là nhân vật số một. Cuối cùng chuyện này được thông qua trong cuộc họp cán bộ trường đảng. Làm hiệu phó Lâm Đức Chỉ và Diệp Phàm tức giận dắt nhau đi uống hai bình rượu sái 58 độ. Tiểu Diệp, có một số chuyện, hai. Lâm Đức Chỉ giận dữ nói. Thầy, chuyện này em cũng có nghe nói rồi. Chẳng sao, chỉ là chức lớp trưởng thôi mà, ai làm được thì để người đó làm, ha ha. Diệp Phàm giả bộ tươi cười, cùng với Lâm Đức Chỉ hút xì gà Cuba, nhưng đương nhiên là đã được Diệp Phàm ngụy trang, nhìn chỉ như loại thuốc dê tự quấn. Tiểu Diệp, tôi thực sự hy vọng em có thể làm. Có người nói Lâm Đức Chỉ tôi là người cổ hủ, nhưng cổ hủ có gì không tốt? Sao cứ phải làm ngược với mình chứ, hai? Lâm Đức Chỉ nói thật lòng mình với Diệp Phàm. Chẳng là, sáng qua, đồng chí Lâm Đức Chỉ nghe được một tin bất ngờ. Trong cuộc họp đảng ủy ở trường đảng, hiệu phó Lôi đã thêm vào một điều kiện, nói là thầy giáo Lâm Đức Chỉ là hiệu phó của trường đảng, lại kiêm chủ nhiệm của lớp anh tài, nên đối với vấn đề lựa chọn người làm lớp trưởng ông có tiếng nói lớn nhất. Cho nên, hiệu phó Lôi đề nghị, phiếu của hiệu phó Lâm Đức Chỉ chiếm 2 phần phân lượng. Vậy là có ý gì? Mọi người chắc chắn có chút mơ hồ, nói cách khác, nếu tổng số phiếu của mọi người là 100 phiếu, vậy một phiếu của thầy Lâm Đức Chỉ là 20 phiếu. Chẳng khác nào là nắm quyền sinh sát đối với lớp anh tài rồi, nếu Chu Chí, Hứa Thông, Diệp Phàm cách nhau không quá 20 phiếu, thì một phiếu của hiệu phó Lâm Đức Chỉ có thể quyết định được chọn ai là lớp trưởng rồi. Bộ máy của trường đảng nghe hiệu phó Lôi đề nghị như vậy trên mặt ai cũng lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng mỗi người đều thầm nói, thế không phải là đem quyền chọn lớp trưởng giao cho ông Lâm Đức Chỉ cổ lỗ sĩ kia sao? Thực là kỳ lạ, mấy ngày trước hiệu phó Lâm còn chống lại hiệu phó Lôi. Lúc đó hiệu trưởng Lôi còn cứng rắn đàn áp xuống, giờ sao lại đột nhiên coi trọng hiệu phó Lâm như vậy, lẽ nào hiệu phó Lâm đã làm công tác đã thông tư tưởng cho hiệu trưởng Lôi? Nhưng, đối với vấn đề chọn lớp trưởng bộ máy đảng ủy của trường đảng cũng không có nhiều ý kiến lắm, chuyện này kể ra thì chẳng có lợi ích gì cho mọi người,
nên đương nhiên là họ đồng ý với đề nghị của hiệu trưởng Lôi rồi. Nhưng, kỳ lạ là hiệu phó Lâm Đức Trì lại phản đối, nói là hiệu trưởng Lôi trao cho mình quyền quá lớn, một phiếu sao lại bằng 20 phiếu, kết quả lại trải qua một trận bàn bạc, cò kè trả giá. Cuối cùng đổi một phiếu bằng 20 phiếu thành một phiếu bằng 10 phiếu, nói cách khác là hiệu phó Lâm nắm quyền lực 10 phiếu trong chuyện chọn lớp trường. Chuyện này Lâm Đức Trì suy nghĩ trăm lần vẫn không ra câu trả lời, còn cho rằng không biết có phải Diệp Phàm đã đi đường tắt với hiệu trưởng Lôi không. Chương 671, tên nhãi này dở trò. Trong lòng lập tức nổi giận, cho rằng mình với Diệp Phàm tương đối tốt, gần đây cũng không tệ, nhưng kết quả là giống như con rối gỗ bị Diệp Phàm trêu chọc, cho nên cảm thấy trong lòng rất tức giận. Tối qua, sau khi gặp Diệp Phàm, hiệu phó Lâm lạnh giọng cười nói. Học viên Diệp Phàm, thủ đoạn khá lắm, xem ra lão già cổ hủ tôi đây nên nghỉ việc rồi. Diệp Phàm nghe xong, trong lòng cả kinh, cảm giác giọng điệu Lâm Đức Trì rất lạ. Mới mấy hôm trước đây, quan hệ của mình với Lâm Đức Trì cũng khá hòa hợp. Trước kia Lâm Đức Trì còn gọi mình là Tiểu Diệp, sao giờ lại đổi thành đồng chí Diệp Phàm, giống như là có chuyện gì cần giải quyết vậy. Đây là gì chứ, ngày mai phải chọn lớp trưởng rồi, tình thế vốn đã không tốt rồi, nếu chủ nhiệm lớp Lâm Đức Trì còn phản chiến nữa thì có lẽ liên quân mình sẽ không thắng nổi, nói trắng ra là không cần phải đấu nữa. Vì hôm trước thầy Lâm Đức Trì cũng đã làm tư tưởng trước với mình rồi, khi đó còn nói giáo viên có lương tâm ở trường đảng còn có mấy người, cổ vũ mình yên tâm làm lớp trưởng. Ắt hẳn là thầy Lâm Đức Trì cũng âm thầm vì mình lôi kéo mấy phiếu của bộ máy lãnh đạo trường. Cho nên, nghĩ đến chuyện này, Diệp Phàm vội vàng hỏi. Thầy Lâm, thầy nói gì em không hiểu, thầy có thể nói rõ hơn không, để em có thể hiểu được chuyện này ạ? Thái độ Diệp Phàm tương đối thành khẩn. Chắc chắn không phải giả bộ. Nhưng Lâm Đức Trì cũng không thể dựa vào thái độ của Diệp Phàm mà tin tưởng hắn ngay, cố ý lạnh giọng nói trái với lòng mình. Chuyện cậu làm cậu còn không rõ, ngay cả đường bên hiệu trưởng Lôi cũng đi thông rồi, còn hỏi hiệu phó vô dụng như tôi đây làm gì? Thầy thật sự hiểu lầm rồi, mấy ngày qua, em chưa khi nào một mình đi gặp hiệu trưởng Lôi, hơn nữa, em cũng chẳng đi chạy bất kỳ mối quan hệ nào, huống hồ, ở Thủy Châu này. Em chỉ là một phó chủ tịch huyện nghèo, người ta là quan lớn cấp sở, cấp bộ có ai mà nhìn thấy em chứ? Diệp Phàm giải thích, vẻ mặt chua xót. Thực là không hề đi chạy trọt gì à? Thái độ của Lâm Đức Trì tốt hơn một chút, theo những ông hiểu về Diệp Phàm không giống kiểu người đó, miệng lẩm bẩm nói. Thế thì quái lạ thật. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Diệp Phàm, tảng băng trên mặt Lâm Đức Trì tan chảy, mỉm cười, nói. Tiểu Diệp. Kỳ thực là không chạy trọt gì đúng không? Chúng ta có thể kiên nhẫn báo cáo công việc với hiệu trưởng Lôi, thể hiện gần đây mình đã làm được những gì. Nhưng mấy chuyện đường ngang ngõ tắt là không được làm. Nếu không chạy trọt gì thì được rồi, cậu lo chuẩn bị cho tốt đi. Kỳ thực, những chuyển biến đột ngột của hiệu trưởng Lôi, Lâm Đức Trì không rõ, Diệp Phàm cũng như hũ nút, sau khi quay về nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu sao hiệu trưởng Lôi lại đột ngột thay đổi chủ ý. Hơn nữa lần thay đổi này rõ ràng là nhắm về phía mình. Lâm Đức Trì có cảm tình với mình, cái này ắt hẳn trong lòng hiệu trưởng Lôi cũng biết. Bởi vậy tăng thêm sức mạnh của Lâm Đức Trì trong việc lựa chọn lớp trưởng, trên thực tế không phải gián tiếp giúp mình sao? Sao bà ấy lại phải giúp mình, chuyện này đúng là có chút thú vị. Kết quả lựa chọn rốt cuộc cũng có. Diệp Phàm đương nhiên được hơn nửa số phiếu trong cuộc bầu cử của khóa học anh tài vượt thế kỷ chính thức làm lớp trưởng. Lần trước tuy nói trưởng ban Tống Nixon chỉ định lớp trưởng, nhưng kỳ thực cái này cũng hơi danh bất chính nên ngôn bất thuận, giờ, Diệp Phàm có thể ngửa mặt lên trời mà hét vang rằng. Ông đây là anh tài trong anh tài, là lớp trưởng đây. Chu Chí xếp thứ hai được chọn làm lớp phó, kỳ lạ là phó giám đốc sở Trương Vệ Thanh không được coi trọng lại chiếm vị trí thứ ba được chọn làm lớp phó, công tử của bá chủ đứng đầu Thủy Châu hóa ra chỉ xếp thứ tư, ngay cả chức lớp phó cũng chẳng mò ra được. Cuối cùng thằng nhãi này mới miễn cưỡng mò được danh hiệu ủy viên tổ chức, Hứa Thông suýt chút nữa phát cuồng, số phiếu vừa được công bố, mặt Hứa Thông đã đen hơn cả đáy nồi rồi. Mặt Chu Chí cười không thành tiếng, nhìn vẻ mặt trêu đùa nhìn Hứa Thông. Tên Diệp Phàm khốn nạn được Lâm Đức Trì tương trợ, hắn thắng rồi tôi chỉ biết tự trách mình xui xẻo. Quái lạ là thực lực Chu Chí rõ ràng là yếu hơn chúng ta, sao cuối cùng số phiếu ngược lại cũng leo lên đầu tôi. Ngay cả phiếu của Trương Vệ Thanh cũng nhiều hơn tôi, mẹ nó, là do ai quấy rối?
Trong quán rượu Hoàng Thành, Hứa Thông ngồi uống cạn chén rượu, khà một tiếng đập mạnh chén rượu lên mặt bàn suýt chút nữa thì bể. Phá rồi, anh Hứa, có phải là Diệp Phàm đã chạy trọt bên hiệu trưởng Lôi, cho nên mới có gần 20 phiếu bên bộ máy lãnh đạo trường, hơn nữa một phiếu của Lâm Đức chỉ chiếm 10 phiếu, vậy là có 30 phiếu rơi vào Diệp Phàm và Trương Vệ Thanh rồi, chúng ta không thua mới lạ. Mâu Cương phân tích cũng có lý. Chạy trọt hiệu trưởng Lôi, chắc là không có đâu. Cậu không nhìn xem, Thủy Châu này là địa bàn của ai, hừ. Hứa Thông hừ lạnh một tiếng, lắc lắc đầu, tuyệt đối không tin lời của Mâu Cường. Hẳn là không phải chạy bên hiệu trưởng Lôi đâu, cái này nhìn bên Chu Chí là có thể nhìn ra được, nhân mã bên Chu Chí rõ ràng là ít hơn nhưng lại nhiều hơn mình tới 3 phiếu, không ngờ số phiếu của Chu Chí cũng chỉ ít hơn Diệp Phàm 3 phiếu, nhiều hơn Hứa đại thiếu gia chúng ta 6 phiếu, số phiếu này từ đâu mà ra? Không thể nào là in bậy thêm mấy tờ chứ. Phượng Tam gia ngồi bên cạnh không kìm được khoe khoang sự thông minh của mình. In thêm phiếu là không thể, lúc đó khi đọc kết của chúng tôi đã cộng thẻ rồi, tổng số phiếu chắc chắn đúng, không hề nhiều hơn, chuyện này thật có chút kỳ lạ. Hứa Thông cũng nghi hoặc khó hiểu. Có gì lạ, có lẽ Chu Chí và Diệp Phàm liên kết, nên số phiếu của Hứa đại thiếu gia mới ít thế, số phiếu của Chu Chí vì vậy mới nhiều như thế. Vì họ có tập đoàn nhỏ của Diệp Phàm giúp đỡ. Thiếu gia Thẩm Khai như người bừng tỉnh mộng, Mâu Cương hét lớn. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Tên tiểu nhân Chu Chí này làm việc đúng là thần bí, chúng ta chẳng hề biết được chút tin tức nào cả. Hừ, người cười cuối cùng mới là anh hùng. Xoàng một tiếng, cái ly trong tay Hứa Thông cuối cùng cũng nở hoa trên mặt đất. Thủ hạ của Thẩm Khai lặng lẽ đến thu thập, trong lòng thầm thở dài. Đã là cái thứ 320 rồi, Hứa thiếu gia này đúng là chuyên gia đập chén, không, phải là đại sư đập chén mới đúng. Lớp học lại khôi phục được sự yên tĩnh, các học viên học tập bình thường. Nhưng, Diệp Phàm cảm thấy trong sự yên tĩnh này ẩn chứa bầy không khí không hề êm đềm, ắt hẳn là điềm báo sắp có bão táp xảy ra, Diệp Phàm âm thầm tự nhủ mình phải cảnh giác. Ngọn nguồn của tai họa này ắt hẳn là trên người Hứa Thông hoặc Chu Chí. Chúc mừng anh Diệp. Anh chính thức được chọn làm lớp trưởng rồi. Tống Trinh giao cụng ly với Diệp Phàm, nhấp một ngụm rượu nhỏ. Trên mặt lập tức đỏ hồng, giống như quả mật đào chín mọng. Người hái đào Diệp Phàm không khỏi nuốt nước miếng cào nhau, trong lòng thầm nghĩ, cô em Tống này càng ngày càng xinh đẹp. Trong lòng lại âm thầm thở dài, biết rõ người hái quả đào này không phải mình, mà là một người khác, vận mệnh của Tống Trinh giao sớm đã được gia tộc sắp đặt xong. Điều này Diệp Phàm sớm đã đọc được trong mắt mẹ cô, Tào Mai Phương. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng âm thầm thở ra, tình cảm của mình đối với Tống Trinh Giao, Diệp Phàm vẫn cảm thấy có chút phức tạp. Nếu nói Tống Trinh Giao có thích hợp làm vợ mình không, đương nhiên là thích hợp rồi. Cô nàng là kiểu thục nữ có thể quản chuyện gia đình, nhưng Tống Trinh Giao cũng không phải kiểu người lý tưởng để Diệp Phàm chọn làm vợ. Khi ở cạnh Tống Trinh Giao, Diệp Phàm không cảm thấy được tia phóng điện cực kỳ mãnh liệt được xưng tụng là thần quang của Cupid. Chúc mừng cái gì, không phải chỉ là một lớp trưởng thôi sao, chỉ là lớp trưởng của một lớp học thôi mà. Diệp Phàm thản nhiên cười, cũng không vui vẻ lắm. Kỳ thực trong lòng vẫn âm thầm đắc ý, lần này chiếc lớp trưởng có thể rơi vào tay mình, đoạt được nó từ tay của hai nhân vật mạnh như Hứa Thông và Chu Chí, đúng là không dễ, có thể hình dung như cướp thịt trong miệng hổ cũng không quá. Không phải nhờ Lâm Đức chỉ ngầm ra sức giúp đỡ thì có thể không thể thành công được. Có thể anh không biết, chức lớp trưởng của anh có thể liên quan đến chuyện tiền đồ của anh đó, sao anh chẳng vui chút nào vậy, hứ. Tống Trinh Giao rầu môi, có chút không vui. Liên quan đến tiền đồ của anh, sao có thể. Trong lòng Diệp Phàm vui vẻ, chẳng lẽ trưởng ban Tống muốn từ đây để thực hiện kế hoạch rút người đi huấn luyện ở trường đảng Trung ương. Còn làm bộ với em. Tống Trinh Giao bất mãn hừ giọng nói. Giả bộ cái gì nào, anh thực sự không hiểu em muốn nói gì. Diệp Phàm tiếp tục giả ngu. Em quên mất, có lẽ là anh thật sự chưa nghe nói. Không đúng, hình như lần trước có nói với anh rồi, không nhắc lại nữa đâu. Tống Trinh Giao giật mình một chút, cười nói. Ba em nói, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chuẩn bị rút người giỏi nhất trong lớp anh để đi huấn luyện ở lớp thanh niên Trung Quốc của ban tổ chức Trung ương. Anh là lớp trưởng, nếu không giỏi nhất thì sao lại được làm lớp trưởng, hơn nữa còn do bầu cử dân chủ chọn ra, đến lúc đó em nói với ba một chút nữa, hy vọng của anh sẽ rất lớn, hơn nữa, cũng có thể qua được miệng lưỡi của thiên hạ.
Thật sao, Trinh Giao, cảm ơn em. Lại đây, anh thưởng cho cái hôn nào, ha ha. Diệp Phàm cười đưa mặt lại gần. Không được, ở đây. Tống Trinh Giao đỏ mặt, nghĩ đến buổi tối hôm đó bị Diệp Phàm cưỡng hôn trên đồng cỏ, cả người lập tức nóng lên. Ở đây không được, vậy đi chỗ khác là được đúng không? Diệp Phàm giả bộ đứng lên đi, Tống Trinh Giao cuống đến mức vội hô lên. Không được là không được, ở đâu cũng không được, anh đừng có nằm mơ. Tối hôm đó là em hồ đồ, bị anh dùng sức. Đêm nay không thể hồ đồ thêm lần nữa sao? Diệp Phàm quay mặt qua. Không được. Tống Trinh Giao nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt không còn nụ cười nữa, mà thay vào đó là một vẻ buồn nhè nhẹ. Ắt là Tống Trinh Giao cũng cảm nhận được thái độ của người trong nhà rồi, cho nên, vừa nghĩ đến là trong lòng lại thấy buồn. Diệp Phàm đương nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền, không nhắc đến chuyện cợt nhả đó nữa. Nhưng cũng muốn thăm dò tâm ý của Tống Trinh Giao, cố ý đưa tay lên. Cầm tay Trinh Giao nhẹ nhàng nói. Em có tâm sự à, có thể nói với anh được không? Không, không có gì, em muốn mời anh đến nhà chữa bệnh cho ông nội, đi thôi. Tống Trinh Giao càng lộ vẻ mất mát, buồn bã đứng lên. Ối! Tống Trinh Giao lên tiếng, chưa kịp phòng bị gì thì đã bị Diệp Phàm hống hách kéo vào lòng, miệng mở cắn mạnh xuống. Chương 672, lợi ích của Tống gia. Lập tức, toàn thân Tống Trinh Giao chấn động, sau đó, bỏ qua tất cả, thỏa thích hùa theo, cả hai người dán chặt vào nhau, dường như muốn hợp lại thành một. Đôi môi kia ép chặt với nhau, gắn bó tương giao. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hai đôi môi dung hòa vào nhau, tạm thời quên hết tất cả. Anh thật ngang ngược. Tống Trinh Giao hơi lưu luyến, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, đẩy bàn tay lang sói của Diệp Phàm đang sờ soạng trước ngực mình ra, rồi xoay người chạy ra khỏi cửa. Chân ông cụ Tống đã được Diệp Phàm châm cứu nhiều lần, đã dần dần hồi phục lại. Cho nên, mỗi lần Diệp Phàm đến Tống gia trị chân người nhà Tống gia đối xử với Diệp Phàm tương đối nhiệt tình. Nhưng mẹ của Trinh Giao, Tào Mai Phương dù nói không lạnh nhạt, nhưng mỗi lần Diệp Phàm và Trinh Giao đứng gần nhau đều bị bà tìm cớ tách ra. Diệp Phàm thật ra cũng chẳng sao, biết Tào Mai Phương không thích mình nên cũng không quá thân cận với Trinh Giao, sau khi tâm tình hạ xuống thì cũng thấy thả lỏng một chút. Diệp Phàm chữa bệnh cho ông cụ Tống không phải để tiếp cận Tống Trinh Giao, chủ yếu là muốn nối với sợi dây này, hoặc là làm một vụ giao dịch cũng được. Tuy nhiên, thật ra Tống Trinh Giao có khi cãi lại mẹ một chút, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời dạy bảo của mẹ. Diệp Phàm sau khi châm cứu xong, chân trước vừa bước đi thì Tống Trinh Giao đã bị Tào Mai Phương gọi vào phòng, bà Tào nói. Trinh Giao, nghe nói gần đây con với Diệp Phàm đi rất gần nhau. Không, không có, chúng con cũng chỉ gặp có mấy lần, anh ấy cả ngày ở trường đảng, bận rộn chuyện học tập. Tống Trinh Giao trong lòng tối lại, vội vàng giải thích. Không thể nào. Mấy tiếng trước không phải còn ở cùng một chỗ với cậu ta sao, hơn nữa, còn tương đối thân mật. Tào Mai Phương mở miệng, chung quy là vẫn chưa nói ra chuyện hai người ôm nhau, chủ yếu là sợ con gái trong lòng khó mà chấp nhận được. Mẹ cho người theo dõi con. Tống Trinh Giao có chút bất mãn, miệng mở to đến nỗi có thể ngậm được một bình rượu, giọng cũng cao hơn mấy lần. Không có, mẹ chẳng phải đặc vụ, theo dõi làm con làm gì. Lúc đó vừa hay có một gì nhìn thấy. Tào Mai Phương giải thích, thấy mặt con gái lập tức đỏ lên, không khỏi thở dài, bộ dạng thành khẩn, nói. Hai, Trinh Giao, con còn rất trẻ, nhiều chuyện của người lớn con chẳng hiểu gì, đợi con hiểu được thì đã quá muộn rồi. Có một số chuyện là chuyện đại sự cả đời, sai lầm rồi là khó sửa được, hiện nay Diệp Phàm đối với Tống gia, chẳng qua chỉ là một thầy thuốc dân gian, con không cần phải đối tốt với cậu ấy như vậy. Tống gia chúng ta cũng sẽ không bạc đãi cậu ấy biết Tống gia có thể đem đến chuyện tốt gì cho mình, nói trắng ra đơn giản là có thể giúp cậu ấy được đề bạt. Cậu ấy tiếp cận con, chắc chắn là có tính công lợi. Nếu ba con không phải là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, con nghĩ cậu ấy có để mắt đến con không? Đương nhiên, Trinh Giao nhà ta rất đẹp, ai gặp cũng thích. Nhưng, mẹ nói thật với con, Diệp Phàm không thích hợp với nhà chúng ta. Mẹ! Con còn trẻ, giờ nói chuyện đó làm gì, còn sớm quá. Tống Trinh Giao vội nói, trong lòng có chút khó chịu, tuy nhiên không thể hiện ra ngoài mà thôi. Rất sớm, đợi khi con xảy ra chuyện gì thì muộn mất rồi. Mẹ muốn, tiêm phòng, cho con trước, làm bạn với đàn ông trẻ tuổi,
con phải chú ý chừng mực, không thì con gái luôn là người chịu thiệt. Tào Mai Phương mặt trở nên ngưng trọng. Mẹ, con nói với mẹ rồi, con với Diệp Phàm không có gì, chỉ là bạn bình thường thôi, mẹ không cần lo lắng gì hết. Huống chi Diệp Phàm cũng không tệ, năng lực tốt, trẻ vậy đã là phó chủ tịch huyện, hơn nữa cũng là một thầy thuốc giỏi, chân của ông nội chạy khắp nơi mà chưa ai chữa được, chỉ có Diệp Phàm là có cách. Mẹ xem ông nội, ba cũng thích anh ấy. Nếu chúng ta chịu giúp anh ấy, với năng lực của anh ấy, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ lên chủ tịch huyện. Tống Trinh Giao cãi lại, đầu đã cúi xuống. Nhìn xem, còn nói là bạn bình thường, ôm nhau mà là bạn bình thường à. Tào Mai Phương mặt trầm xuống, hỏi, giọng cũng đề cao lên gấp N lần. Ôm, chúng con không có. Tống Trinh Giao thề thốt phủ nhận. Người ta thấy cả rồi, hừ. Con nghĩ mẹ không biết à, thanh niên các con, giờ mà ở cạnh nhau, không phải hôn thì cũng sờ soạng, chẳng đứng đắn chút nào. Cuối cùng, ai chịu thiệt, không phải con gái các con à. Đàn ông thì mất cái gì chứ, sau này tuyệt đối không được thế nữa, chờ con hiểu ra hối hận thì muôn rồi. Giọng Tào Mai Phương lại đề cao lên không ít. Ai nói anh ấy không đứng đắn, anh Phàm là người tốt, không phải như mẹ nghĩ đâu. Tống Trinh Giao thật sự mạnh miệng. Đột nhiên kiên quyết lên. Còn cố cãi nữa à, miệng cũng để cho nó hôn, bước tiếp theo không phải là lên giường sao, thực sự là mẹ tức chết mà. Tào Mai Phương chỉ vào Tống Trinh Giao, bàn tay cũng đưa lên cao, giống như muốn đánh người. Thân một chút thì đã sao, anh Phàm không phải loại người như vậy, anh ấy sẽ không để con phải chịu thiệt. Tống Trinh Giao nước mắt lưng tròng, nhìn bàn tay đang giơ lên không trung, giận dỗi đẩy cửa chạy vào phòng, chùm chăn khóc. Hai, con gái mà không giữ, thì biết làm sao? Tào Mai Phương đuổi theo, ngồi trên giường con gái an ủi. Mẹ nói thật với con đừng thấy ông nội với ba con thân thiết với cậu ấy. Thực sự là vì bệnh của ông con chưa khỏi. Giờ còn cần cậu ấy là thầy thuốc, đương nhiên phải đổi đãi tốt với cậu ấy một chút. Hai, Trinh Giao, con cũng 20 rồi, cũng phải nghĩ cho ba, cho Tống gia chúng ta một chút. Ba con giờ đã là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Nam Phúc, còn muốn lên một bước, có thể là đề lên phó bí thư tỉnh ủy, ba con đương nhiên cũng muốn ngồi lên vị trí chủ tịch tỉnh rồi. Cái này chỉ dựa vào Tống gia là không được. Trước đây tuy ông nội con là nhân vật số một tỉnh Nam Phúc, nhưng đã về hưu nhiều năm rồi, đạo lý người đi trà lạnh mẹ nghĩ con cũng hiểu. Mặc dù ở Nam Phúc ông ấy cũng có chút ảnh hưởng, nhưng đề bạt lên chủ tịch tỉnh không có mạng lưới ở Nam Phúc chắc chắn không được. Phải xem sự lôi kéo, cân bằng, dính dáng lợi ích bên thủ đô, không có một số người ở thủ đô ủng hộ, ba con có muốn tiến thêm thì ắt hẳn không có khả năng. Ông nội con cũng không muốn nhìn thấy cảnh Tống gia xuống dốc dưới thế hệ của cha con, dù nói là không thể muôn đời hưng thịnh, nhưng thịnh được thời nào hay thời ấy. Tống Trinh Giao vừa khóc, vừa đấu tranh, miệng nói. Không phải còn nhà ngoại sao? Tào gia của mẹ cũng là đại gia ở thủ đô. Dựa vào thân phận chủ nhiệm tổng bộ chính trị giới quân đội của ông ngoại, còn có cậu Tào Quốc Khánh bộ trưởng bộ tài chính nữa. Có họ giúp đỡ, còn có ông nội bản địa Nam Phúc trước đây cũng có mạng lưới quan hệ, chẳng lẽ ba không ngồi được vị trí chủ tịch tỉnh sao? Con ơi con chưa lớn, nghĩ đơn giản quá. Tào gia không phải mình ba con cần được giúp đỡ, đợi Tào gia giúp đỡ còn không ít người. Hơn nữa, cậu hai con, cậu ba con không phải đang ở thời kỳ mấu chốt à? Con nghĩ đi, ba con với cậu hai, cậu ba đều đang ở lúc mấu chốt, Tào gia có thể ưu tiên giúp ba con không? Hai, con gái lấy chồng rồi thì như cốc nước hắt đi vậy, hạt nặng hạt nhẹ, chuyện này mẹ nghĩ con cũng biết. Chuyện của ba con nhờ hết ở con, có lẽ, Tống gia chúng ta phải nợ con rồi. Tào Mai Phương giở chiêu bài bi thương, làm cho Tống Trinh Giao đang nằm trong chăn khóc thút thít cũng thầm chấn động, rất phức tạp. Cậu hai chưa đến 50 đã được làm phó chủ tịch thành phố Hải Môn, đường đường là cán bộ cấp thứ trưởng, lại còn là ủy viên thường vụ thành phố trực thuộc Trung ương Hải Môn, ngay lập tức không thể đề bạt trực tiếp lên, nếu được đề bạt không phải là vào Trung ương rồi sao? Cậu ba Tào Thiên Hạ, mới đầu 40, là sư đoàn trưởng sư đoàn Vương Bài số 1 quân khu Nam Kinh. Bọn họ đều mới lên ngựa, chẳng lẽ có thể đoạt cơ hội của ba? Tống Trinh Giao bất mãn tiếp tục cãi mẹ. Con bé ngốc. Bọn họ đúng là mới lên chức, nhưng cậu cả con đã 2 năm không nhúc nhích, chắc hẳn năm sau sẽ động, cơ hội được tặng cho cậu cả con. Cha con cũng không phải mới lên chức à,
So với bọn họ, Tào gia chúng ta đương nhiên sẽ ưu tiên nghĩ cho họ rồi. Hai. Tào Mai Phương thở dài, cảm giác bất đắc dĩ. Không phải nghe nói ông ngoại với Cố Tư lệnh của Cố gia quan hệ tốt lắm sao, có Cố gia tương trợ, chuyện nhỏ này có thể xử lý được đúng không? Tống Trinh Giao biết được quả không ít, trực tiếp đâm ra. Cố Hồi Niên, ông ấy đường đường là đại tư lệnh quân khu Thẩm Dương, con cứ suy nghĩ cho kỹ, ông ấy sao có thể thực lòng làm ăn với ông ngoại con. Thế cục ở thủ đô cũng không tốt lắm, bọn họ giúp Tào gia một chuyện, chắc hẳn Tào gia phải giúp lại Cố gia bọn họ một chuyện. Kỳ thực cũng tương đương với làm hai chuyện, bọn họ làm chuyện gì, toàn là chuyện lớn, liên quan đến nhân vật cấp quân kỳ trở lên, phối hợp với quan lớn cấp thứ trưởng. Điều động, đề bạt của những nhân vật này, không phải dễ. Tương trợ một người, sẽ gây ra một trận động đất nhỏ cho cả thủ đô. Thủ đô không phải chỉ dừng lại ở Tào gia và Cố gia, còn có Triệu gia, Trấn gia là những dòng họ bá vương tương đối lâu đời, lực lượng của chúng ta vẫn còn yếu. Mà, có lẽ con chưa hiểu được, con trai thứ ba của Cố gia Cố Tuấn Phi rất có cảm tình với con. Ông nội cũng nghĩ con hơn với cậu ấy, con thấy thế nào? Tuấn Phi tốt nghiệp cao học ở Cambridge, Anh Quốc, hiện đang đảm nhiệm chức trưởng phòng bộ chính trị, chỉ hơn con một tuổi, chắc hẳn thêm một thời gian nữa sẽ là quan lớn cấp phó giám đốc sở, không thì ít nhất cũng là bí thư một huyện lớn, làm chủ quản nhỏ một phương, sau này có thể làm một quan lớn ở biên giới. Con nghĩ lại đi. Diệp Phàm giờ mà muốn lên chức phó giám đốc cấp sở thì phải đi một chặng dài, có lẽ cả đời, cậu ta chỉ dừng lại ở chức cục trưởng. Phó cục trưởng đến cục trưởng là một bước lớn, trong thể chế quan trường, những cán bộ chín thành chín trở lên, cả đời đều khó bước qua được khoảng cách này. Trinh Giao, con cũng được coi là hiểu lý lẽ, mẹ tin là con hiểu rõ chuyện này. Tào Mai Phương kiên nhẫn phân tích thế cục ở thủ đô, phương hướng quan trường cho con gái. Cố Tuấn Phi, cái người đeo mắt kính à, con không thích, mẹ đừng nói nữa, nói gì con cũng không làm bạn với hắn đâu. Tống Trinh Giao đột nhiên mạnh mẽ, cứng rắn lên, trốn trong chăn khóc lớn. Khiến người làm mẹ như Tào Mai Phương nhất thời không biết phải thế nào, thở dài, không nói nữa, bỏ ra khỏi phòng. Vừa đến đại sảnh, ông cụ Tống cười nói. Sao, con bé Trinh Giao giận rồi à? Hai, ba, nó vẫn chưa hiểu chuyện, có nhiều chuyện không rõ. Thực sự là một cái cây cứng. Tính tình thẳng thắn, nhất thời vẫn chưa nghĩ thông. Tào Mai Phương thở dài, cảm thấy đau đầu. Chương 673, cảm tính lớn hơn lý tính. Được rồi, từ từ đã, không cần gấp, Trinh Giao cũng còn nhỏ, đợi 3-4 năm nữa, xem người ta lừa gạt nhau sẽ quen thôi. Ba tin là nó sẽ từ từ trưởng thành, cái này cần phải có thời gian mài giũa. Cũng xem như là quy luật trưởng thành. Ông cụ Tống cười ha hả, xem ra tương đối lạc quan. Ba, Trinh Giao chưa yêu bao giờ, đây là lần đầu tiên của nó. Con sợ nó lún sâu vào rồi thì khó kiềm chế. Con gái một khi đã vào rồi thì khó có thể kiềm chế được. Hơn nữa, nếu để cho người của Cố gia nhìn thấy nó kết giao với tên nhãi kia, sẽ dẫn đến chuyện thị phi, khi đó nếu như hỏng chuyện thì sắp xếp ở thu đô lại xảy ra họa. Tào Mai Phương không muốn như vậy, lắc đầu, vẻ mặt sầu lo. Mai Phương, em coi trọng chuyện này quá rồi. Giờ là thời hiện đại, không thể quá để ý đến chuyện môn đăng hộ đối. Trinh Giao lớn rồi, nó có suy nghĩ của mình, không thể vơ đũa cả nắm được. Hơn nữa, nếu em cứ cứng rắn giữ chặt, anh sợ sẽ gây ra chuyện lớn hơn. Đừng thấy bình thường Trinh Giao ngoan hiền như mèo con, nhưng thực ra khi giận lên cũng không vừa đâu. Huống hồ biểu hiện đó cũng không sai, anh cũng có chút không đành lòng. Tống Sơ Kiệt nhíu mày. Thật sự có chút không đành lòng. Sơ Kiệt, một ngựa về một ngựa, con hơi kích động rồi đó. Giờ đã ngồi lên vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mà còn làm việc cảm tính như vậy. Con phải dùng lối tư duy lý tính mà nhìn, phân tích tất cả. Quá cảm tích không thể làm nên nghiệp lớn đâu, quá lý tính có khi lại thiếu mất tình cảm mãnh liệt. Chúng ta phải chú ý nắm chắc mức độ trong tay, điểm này ba nghĩ con là người hiểu nhất. Ban tổ chức cán bộ các con gánh vác trọng trách khảo hạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Phải lý tính, nhưng cũng không có thể thiếu cảm tính. Lý tính nhất định phải lớn hơn cảm tính, nhưng lại không thể hoàn toàn vứt đi. Người xưa thường nói, một tướng công thành vạn cốt khô, có lúc phải độc ác một chút, người không quyết đoán khó thành người tài. Nhất thời có thể cho anh được lợi, nhưng không có thêm lần nữa, cuộc sống của chúng ta trên thế giới này,
thường do vô số chuyện tạo thành. Còn phải suy xét tất thảy, sai một bước có thể tiếc nuối cả đời. Cho nên, ở đây tính quyết đoán vô cùng quan trọng, lấy chuyện Trinh Giao mà nói, cũng không phải tên nhóc Diệp Phàm kia không tốt, mấu chốt là cậu ta không phải người thích hợp. Trong chuyện này, lý tính nhất định phải lớn hơn cảm tính. Còn về những luẩn quẩn nhất thời trong lòng Trinh Giao, ba nghĩ, thời gian sẽ là phương thuốc trị bệnh hay nhất, từ từ sẽ tốt thôi. Ông cụ Tống suy xét một hồi. Con hiểu rồi ba. Tống Sơ Kiệt gật đầu, kỳ thực chuyện này ông sao mà không hiểu, chỉ là không đành lòng nhìn thấy con gái Trinh Giao trong lòng bị dày vò mà thôi. Xoay người nói với vợ Tào Mai Phương. Nhưng, tạm thời em đừng biểu hiện thái độ quá cứng rắn trước mặt Diệp Phàm, dù sao chân ba cũng cần cậu ta tiếp tục chữa trị, chuyện này là quan trọng nhất. Đương nhiên, Tống gia chúng ta cũng không để thằng nhóc Diệp Phàm phải chịu thiệt, một khi chữa khỏi chân cho ba, anh sẽ có bồi dưỡng thích đáng cho cậu ta. Em biết, chân của ba đương nhiên không gì quan trọng bằng. Anh không thấy, mấy ngày qua Diệp Phàm đến nhà chúng ta em đã đối xử với cậu ta tương đối tốt sao, những chuyện này em đương nhiên hiểu rõ mà. Tào Mai Phương gật đầu. Ha ha, xem ra các con vẫn chưa hiểu. Sơ Kiệt, những lời con vừa nói là hành động theo cảm tính, thực sự là cảm tính lớn hơn lý tính. Con bị tình thân mê hoặc, tình thân quan trọng, không sai, nhưng cũng không thể so với đại nghiệp của Tống gia chúng ta. Hai, chân của ba không sao cả. Sơ Kiệt, chuyện của con quan trọng hơn, nếu chuyện trị chân cho ba xung đột với chuyện thăng chức của con, thì nhất định phải nhìn trước ngó sau. Kỳ thực chân ba không chữa cũng chẳng quan trọng, dù sao cũng không chết, chỉ hơi khó chịu thôi. Ông cụ Tống vẻ mặt thoải mái, nói. Ba, ba không cần nói nữa. Con là người như vậy. Chân của ba không gì quan trọng bằng, con chẳng cần thăng chức, chỉ mong chân ba khỏi hẳn thôi. Thái độ Tống Sơ Kiệt rất rõ ràng. Đúng, chân ba nhất định phải chữa khỏi, nhưng vị trí của Sơ Kiệt cũng phải nghĩ cách để được điều lên. Ông ngoại ở thủ đô lên tiếng rồi. Nói là anh thăng chức cũng có thể giúp đỡ được Tào gia. Tình hình trước mắt, thế lực của Tào gia chúng ta và Cố gia ở Nam Phúc rất yếu, ông cụ hy vọng chúng ta phải gia tăng lực lượng này. Nam Phúc tuy nói không phải vị trí mũi nhọn của cả nước, nhưng tổng sản lượng kinh tế cũng chiếm vị trí ổn định toàn quốc. Hơn nữa vị trí địa lý lại trọng yếu, mỗi một chủ tịch nước đều coi Nam Phúc là cửa khẩu quan trọng, phải nắm chắc trong tay. Tào Mai Phương tung ra tâm ý của người nhà mẹ đẻ. Cái này không cần em phải nói, nhân vật số 1, số 2 của Nam Phúc tuy không phải họ Trấn, nhưng ở một phương diện khác chủ tịch Trấn nắm chắc tỉnh Nam Phúc trong tay. Nhân vật số 1 tỉnh ta hiện nay Quách Phác Dương, hẳn là người của Triệu Bảo Cương đưa lên. Nhưng vì sao phái bản địa của chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm đắc thế, cứng rắn, mạnh mẽ, như vậy, kỳ thực là có bóng dáng Trấn gia ở thủ đô chống đỡ. Phó bí thư quản lý công tác đảng hiện tại chưa trực diện lộ mặt Cố Phong Sơn. Dù nói Cố Phong Sơn không thuộc hệ Trấn gia, nhưng cũng là một phái của hệ Tào gia nhà em. Nghe nói Tào gia có giao dịch trói buộc gì với cha vợ Tào, chắc hẳn là trong này có điểm gì đó. Tống Sơ Kiệt vẻ mặt nghiêm trọng, nói. Ha ha ha, xem ra Sơ Kiệt cũng ngửi được mùi rồi, kỳ thực không phải. Hệ Trấn và hệ Tào không có giao dịch gì đó, chỉ là một loại trao đổi lợi ích thôi, ắt hẳn là hệ Tào phải chịu thiệt một chút. Dụng tâm của hệ Trấn kỳ thực ai cũng rõ, đơn giản là muốn để cho Tào gia thân mật với Cố gia đấu với Triệu gia thân mật với Quách gia, hai đổ đánh nhau, chắc chắn phải có một con bị thương, Trấn gia là ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, chuyện này cũng chẳng đơn giản thế đâu, phức tạp lắm. Làm người ta rất khó suy nghĩ được chân tướng. Sơ Kiệt, có thời gian con cân nhắc chút đi, ba già rồi, không rảnh cả ngày cân nhắc chuyện này. Ông cụ Tống dùng ánh mắt của một người ngoài cuộc phân tích tất cả. Đương nhiên, cái nhìn của ông con trai Tống Sơ Kiệt và con dâu Tào Mai Phương cũng chỉ đành gật đầu bừa, chỉ là trong lòng vẫn đặt dấu chấm hỏi. Từ hôm khai giảng đến nay, nháy mắt đã 3 tháng trôi qua, đã đến ngày 11 tháng 9 rồi. Buổi sáng trong lớp học Lâm Đức Trì tuyên bố một tin giật gân. Nói là trải qua khảo hạch của bộ máy đảng ủy của trường cùng với các đồng chí trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, tán thành. Quyết định đề cử Diệp Phàm được chọn làm người chủ bị đi học khóa học hậu bị thanh niên xuất sắc trung ương sang năm của ban tổ chức trung ương. Hầu hết các học viên trong lớp chỉ biết đỏ mắt rồi bất đắc dĩ, vì đám người này biết không thể so sánh được với những biểu hiện ưu tú của Diệp Phàm. Nhưng, chỉ có Hứa Thông và Chu Chí Môi co giật, trên mặt thản nhiên. Tuy nhiên,
Trong lòng Hứa Thông không bình tĩnh như khuôn mặt, phải dùng từ đang nổi cuồng phong để hình dung cũng không quá. Trong lòng chua xót, hung hăng mắng, Diệp Phàm, chúng ta chờ xem, mày có phải là người cười cuối cùng không? Tối đó Diệp Phàm và một vài người bạn thân đến Bát Bảo Các, đương nhiên là đến ăn mừng. Biểu hiện của Diệp Phàm rất khiêm tốn, mấy người bạn cũng không gióng trống khua chiêng. Tuy nhiên, đám người Diệp Phàm vừa đến, cô nàng bì cổ mông to kia liền ra đón, chắc hẳn là tới vài lần rồi, nên đám Diệp Phàm cũng quen với cô. Tiền Hồng Tiêu mờ mịt liếc nhìn cái mông siêu bự của cô nàng, cười nói. Da của cô nàng, càng lúc càng làm người ta muốn ăn, ha ha ha. Ông chủ Tiền, tôi không phải đồ ăn. Bì cổ liếc nhìn Tiền Hồng Tiêu, nhẹ nhàng thu mông lại, làm cho Diệp Phàm, Ngư Thái, các đồng chí nam nhìn rất trong mắt. Diệp Phàm thầm nói, mông này, đúng là mông to, có thể so với cái nồi thép to của mẹ nuôi. Bộ ngực đương nhiên càng không nhỏ, là loại hàng đàn ông nhìn vào là muốn phun máu. Cô nàng bì cổ này xuất thân từ nông thôn, nhà nghèo, là một cô nàng thuần khiết. Cùng lúc đó, trong quán rượu Hoàng Thành, Phượng Tam gia lộ tia cười nhạt, nhìn Hứa Thông cười nói. Hứa thiếu gia, tối nay đám Diệp Phàm đến quán Bát Bảo ăn mừng. Tôi đã nói với bì cổ rồi, có cơ hội phải xuống tay, nhất định phải làm cho tụi nó thân bại danh liệt, vĩnh viễn không có cơ hội xoay chuyển nữa. Đúng, có bì cổ ra tay, tên nhãi kia sao tránh được cặp mông siêu bự đó. Bì cổ nói, đêm nay sẽ thử sức một lần. Nhưng, bì cổ cũng có nói, mấy tháng nay Diệp Phàm đến nhà hàng Bát Bảo 7-8 lần, nhưng hình như đều có những lãnh đạo nghiêm túc đi cùng, không dễ xuống tay. Nhưng, quen khoảng 3 tháng rồi, chắc hẳn Diệp Phàm sẽ không nghi ngờ, đã có cơ hội xuống tay rồi. Khóe miệng Mâu Cương cong lên, tương đối thâm độc. Các anh chị em, 3 ngày nữa là lớp huấn luyện kết thúc, hai, thực sự quyến luyến mọi người rồi. Diệp Phàm đưa ly lên, cùng mọi người cùng ly, bộ dạng có chút mất mát. Lớp trưởng, cái đó cũng chẳng dễ dàng gì, đợi lớp huấn luyện kết thúc, anh đưa mọi người đến khu kinh tế Lâm Tuyển du ngoạn một khen được không? Hi hi hi. Thái Hồng ngẫu cười, liếc nhìn Diệp Phàm, nói thêm. Đừng ngại mọi người làm càn, ăn hết của lớp trưởng là được rồi. Cái đó thì dễ, chỉ sợ mọi người chê chỗ tôi, không muốn đến. Kỳ thực không khí, cảnh sắc của Ngư Dương chúng tôi rất độc đáo, lắng đọng. Đến lúc đó tôi đưa mọi người đi săn, đảm bảo mọi người sẽ rất vui. Diệp Phàm cười nhạt, có vẻ đắc ý. Đi săn, có thể dùng súng thật không? Tiền Hồng Tiêu lập tức hứng thú. Cái này hơi khó, nhưng tôi sẽ cố nghĩ cách, tin là có thể kiếm được mấy thanh. Chính tông thì chính tông, nhưng có điều gần đây loại hàng này hơi khó. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Kỳ thực không phải là không kiếm được, chỉ là Diệp Phàm không muốn lấy. Cái thứ này luôn chọc vào mắt người khác, mà súng ống lại là hàng quốc cấm, làm người, phải khiêm tốn một chút. Bằng không, với thân phận của hắn, hừ một tiếng thì xách vài khẩu súng trường đi cũng chẳng là vấn đề gì. Chỉ cần chính tông là được, cũ cũng không sao, ha ha. Vệ Thiết Thanh cười nói, cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc. Từ việc Diệp Phàm có quen biết với mấy quan lớn trong giới quân đội, muốn xách đi vài cây có lẽ cũng không khó. Lập tức, toàn thân Tống Trinh Giao chấn động, sau đó, bỏ qua tất cả, thỏa thích hùa theo, cả hai người dán chặt vào nhau, dường như muốn hợp lại thành một. Đôi môi kia ép chặt với nhau, gắn bó tương giao, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hai đôi môi dung hòa vào nhau, tạm thời quên hết tất cả. Anh thật ngang ngược. Tống Trinh Giao hơi lưu luyến, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, đẩy bàn tay lang sói của Diệp Phàm đang sờ soạng trước ngực mình ra, rồi xoay người chạy ra khỏi cửa. Chân ông cụ Tống đã được Diệp Phàm châm cứu nhiều lần, đã dần dần hồi phục lại. Cho nên, mỗi lần Diệp Phàm đến Tống gia trị chân, người nhà Tống gia đối xử với Diệp Phàm tương đối nhiệt tình. Nhưng mẹ của Trinh Giao, Tào Mai Phương dù nói không lạnh nhạt, nhưng mỗi lần Diệp Phàm và Trinh Giao đứng gần nhau đều bị bà tìm cớ tách ra. Diệp Phàm thật ra cũng chẳng sao, biết Tào Mai Phương không thích mình nên cũng không quá thân cận với Trinh Giao, sau khi tâm tình hạ xuống thì cũng thấy thả lỏng một chút. Diệp Phàm chữa bệnh cho ông cụ Tống không phải để tiếp cận Tống Trinh Giao, chủ yếu là muốn nối với sợi dây này, hoặc là làm một vụ giao dịch cũng được. Tuy nhiên, thật ra Tống Trinh Giao có khi cãi lại mẹ một chút, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời dạy bảo của mẹ. Diệp Phàm sau khi châm cứu xong, chân trước vừa bước đi thì Tống Trinh Giao đã bị Tào Mai Phương gọi vào phòng, bà Tào nói.
Trình Giao, nghe nói gần đây con với Diệp Phàm đi rất gần nhau. Không, không có, chúng con cũng chỉ gặp có mấy lần, anh ấy cả ngày ở trường đảng, bận rộn chuyện học tập. Tống Trình Giao trong lòng tối lại, vội vàng giải thích. Không thể nào, mấy tiếng trước không phải con ở cùng một chỗ với cậu ta sao, hơn nữa, còn tương đối thân mật. Tào Mai Phương mở miệng, chung quy là vẫn chưa nói ra chuyện hai người ôm nhau, chủ yếu là sợ con gái trong lòng khó mà chấp nhận được. Mẹ, mẹ cho người theo dõi con. Tống Trình Giao có chút bất mãn, miệng mở to đến nỗi có thể ngậm được một bình rượu, giọng cũng cao hơn mấy lần. Không có, mẹ chẳng phải đặc vụ, theo dõi làm con làm gì. Lúc đó vừa hay có một gì nhìn thấy. Tào Mai Phương giải thích, thấy mặt con gái lập tức đỏ lên, không khỏi thở dài, bộ dạng thành khẩn, nói. Hai, Trình Giao, con còn rất trẻ, nhiều chuyện của người lớn con chẳng hiểu gì, đợi con hiểu được thì đã quá muộn rồi. Có một số chuyện là chuyện đại sự cả đời, sai lầm rồi là khó sửa được, hiện nay Diệp Phàm đối với Tống gia, chẳng qua chỉ là một thầy thuốc dân gian, con không cần phải đối tốt với cậu ấy như vậy. Tống gia chúng ta cũng sẽ không bạc đãi cậu ấy biết Tống gia có thể đem đến chuyện tốt gì cho mình, nói trắng ra đơn giản là có thể giúp cậu ấy được đề bạt. Cậu ấy tiếp cận con, chắc chắn là có tính công lợi. Nếu ba con không phải là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, con nghĩ cậu ấy có để mắt đến con không? Đương nhiên, Trình Giao nhà ta rất đẹp, ai gặp cũng thích. Nhưng, mẹ nói thật với con, Diệp Phàm không thích hợp với nhà chúng ta. Mẹ, con còn trẻ, giờ nói chuyện đó làm gì, còn sớm quá. Tống Trình Giao vội nói, trong lòng có chút khó chịu, tuy nhiên không thể hiện ra ngoài mà thôi. Rất sớm, đợi khi con xảy ra chuyện gì thì muộn mất rồi. Mẹ muốn tiêm phòng cho con trước. Làm bạn với đàn ông trẻ tuổi, con phải chú ý chừng mực, không thì con gái luôn là người chịu thiệt. Tào Mai Phương mặt trở nên ngưng trọng. Mẹ, con nói với mẹ rồi, con với Diệp Phàm không có gì, chỉ là bạn bình thường thôi, mẹ không cần lo lắng gì hết. Huống chi Diệp Phàm cũng không tệ, năng lực tốt, trẻ vậy đã là phó chủ tịch huyện, hơn nữa cũng là một thầy thuốc giỏi, chân của ông nội chạy khắp nơi mà chưa ai chữa được, chỉ có Diệp Phàm là có cách. Mẹ xem ông nội. Ba cũng thích anh ấy. Nếu chúng ta chịu giúp anh ấy, với năng lực của anh ấy, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ lên chủ tịch huyện. Tống Trình Giao cãi lại, đầu đã cúi xuống. Nhìn xem, còn nói là bạn bình thường, ôm nhau mà là bạn bình thường à? Tào Mai Phương mặt trầm xuống, hỏi, giọng cũng đề cao lên gấp N lần. Ôm, chúng con không có. Tống Trình Giao thề thốt phủ nhận. Người ta thấy cả rồi, hừ, con nghĩ mẹ không biết à? Thanh niên các con, giờ mà ở cạnh nhau, không phải hôn thì cũng sờ soạng, chẳng đứng đắn chút nào. Cuối cùng, ai chịu thiệt, không phải con gái các con à. Đàn ông thì mất cái gì chứ, sau này tuyệt đối không được thế nữa, chờ con hiểu ra hối hận thì muôn rồi. Giọng Tào Mai Phương lại đề cao lên không ít. Ai nói anh ấy không đứng đắn, anh Phàm là người tốt, không phải như mẹ nghĩ đâu. Tống Trình Giao thật sự mạnh miệng, đột nhiên kiên quyết lên. Còn cố cãi nữa à, miệng cũng để cho nó hôn, bước tiếp theo không phải là lên giường sao, thực sự là mẹ tức chết mà. Tào Mai Phương chỉ vào Tống Trình Giao, bàn tay cũng đưa lên cao, giống như muốn đánh người. Thân một chút thì đã sao, anh Phàm không phải loại người như vậy, anh ấy sẽ không để con phải chịu thiệt. Tống Trình Giao nước mắt lưng tròng, nhìn bàn tay đang giơ lên không trung, giận dỗi đẩy cửa chạy vào phòng, chùm chăn khóc. Hai, con gái mà không giữ thì biết làm sao. Tào Mai Phương đuổi theo, ngồi trên giường con gái an ủi. Mẹ nói thật với con đừng thấy ông nội với ba con thân thiết với cậu ấy. Thực sự là vì bệnh của ông con chưa khỏi, giờ còn cần cậu ấy là thầy thuốc, đương nhiên phải đổi đãi tốt với cậu ấy một chút. Hai, Trình Giao, con cũng 20 rồi, cũng phải nghĩ cho ba, cho Tống gia chúng ta một chút. Ba con giờ đã là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Nam Phúc. Còn muốn lên một bước, có thể là đề lên phó bí thư tỉnh ủy, ba con đương nhiên cũng muốn ngồi lên vị trí chủ tịch tỉnh rồi. Cái này chỉ dựa vào Tống gia là không được. Trước đây tuy ông nội con là nhân vật số một tỉnh Nam Phúc, nhưng đã về hưu nhiều năm rồi, đạo lý người đi trà lạnh mẹ nghĩ con cũng hiểu. Mặc dù ở Nam Phúc ông ấy cũng có chút ảnh hưởng, nhưng để bạt lên chủ tịch tỉnh không có mạng lưới ở Nam Phúc chắc chắn không được. Phải xem sự lôi kéo, cân bằng. Dính dáng lợi ích bên thủ đô,
không có một số người ở thủ đô ủng hộ, ba con có muốn tiến thêm thì ắt hẳn không có khả năng. Ông nội con cũng không muốn nhìn thấy cảnh Tống gia xuống dốc dưới thế hệ của cha con, dù nói là không thể muôn đời hưng thịnh, nhưng thịnh được thời nào hay thời ấy. Tống Trinh Giao vừa khóc, vừa đấu tranh, miệng nói. Không phải còn nhà ngoại sao? Tào gia của mẹ cũng là đại gia ở thủ đô, dựa vào thân phận chủ nhiệm tổng bộ chính trị giới quân đội của ông ngoại, còn có cậu Tào Quốc Khánh bộ trưởng bộ tài chính nữa. Có họ giúp đỡ, còn có ông nội bản địa Nam Phúc trước đây cũng có mạng lưới quan hệ, chẳng lẽ ba không ngồi được vị trí chủ tịch tỉnh sao? Con ơi con chưa lớn, nghĩ đơn giản quá. Tào gia không phải mình ba con cần được giúp đỡ, đợi Tào gia giúp đỡ còn không ít người. Hơn nữa, cậu hai con, cậu ba con không phải đang ở thời kỳ mấu chốt à, con nghĩ đi, ba con với cậu hai, cậu ba đều đang ở lúc mấu chốt, Tào gia có thể ưu tiên giúp ba con không? Hai, con gái lấy chồng rồi thì như cốc nước hắt đi vậy, hạt nặng hạt nhẹ, chuyện này mẹ nghĩ con cũng biết. Chuyện của ba con nhờ hết ở con, có lẽ, Tống gia chúng ta phải nợ con rồi. Tào Mai Phương giở chiêu bài bi thương, làm cho Tống Trinh Giao đang nằm trong chăn khóc thút thít cũng thầm chấn động, rất phức tạp. Cậu hai chưa đến 50 đã được làm phó chủ tịch thành phố Hải Môn, đường đường là cán bộ cấp thứ trưởng, lại còn là ủy viên thường vụ thành phố trực thuộc Trung ương Hải Môn, ngay lập tức không thể đề bạt trực tiếp lên, nếu được đề bạt không phải là vào Trung ương rồi sao? Cậu ba Tào Thiên Hạ, mới đầu 40, là sư đoàn trưởng sư đoàn Vương Bài số 1 quân khu Nam Kinh. Bọn họ đều mới lên ngựa, chẳng lẽ có thể đoạt cơ hội của ba? Tống Trinh Giao bất mãn tiếp tục cãi mẹ. Con bé ngốc, bọn họ đúng là mới lên chức, nhưng cậu cả con đã 2 năm không nhúc nhích, chắc hẳn năm sau sẽ động, cơ hội được tặng cho cậu cả con. Cha con cũng không phải mới lên chức à. So với bọn họ, Tào gia chúng ta đương nhiên sẽ ưu tiên nghĩ cho họ rồi. Hai. Tào Mai Phương thở dài, cảm giác bất đắc dĩ. Không phải nghe nói ông ngoại với cố tư lệnh của cố gia quan hệ tốt lắm sao, có cố gia tương trợ, chuyện nhỏ này có thể xử lý được đúng không? Tống Trinh Giao biết được quả không ít, trực tiếp đâm ra. Cố Hồi Niên, ông ấy đường đường là đại tư lệnh quân khu Thẩm Dương, con cứ suy nghĩ cho kỹ, ông ấy sao có thể thực lòng làm ăn với ông ngoại con? Thế cục ở thủ đô cũng không tốt lắm, bọn họ giúp Tào gia một chuyện, chắc hẳn Tào gia phải giúp lại cố gia bọn họ một chuyện. Kỳ thực cũng tương đương với làm hai chuyện, bọn họ làm chuyện gì, toàn là chuyện lớn, liên quan đến nhân vật cấp quân kỳ trở lên, phối hợp với quan lớn cấp thứ trưởng. Điều động, đề bạt của những nhân vật này, không phải dễ. Tương trợ một người, sẽ gây ra một trận động đất nhỏ cho cả thủ đô. Thủ đô không phải chỉ dừng lại ở Tào gia và Cố gia, còn có Triệu gia, Trấn gia là những dòng họ bá vương tương đối lâu đời, lực lượng của chúng ta vẫn còn yếu. Mà có lẽ con chưa hiểu được, con trai thứ ba của Cố gia Cố Tuấn Phi rất có cảm tình với con. Ông nội cũng nghĩ con hơn với cậu ấy, con thấy thế nào? Tuấn Phi tốt nghiệp cao học ở Cambridge, Anh Quốc, hiện đang đảm nhiệm chức trưởng phòng bộ chính trị, chỉ hơn con một tuổi, chắc hẳn thêm một thời gian nữa sẽ là quan lớn cấp phó giám đốc sở, không thì ít nhất cũng là bí thư một huyện lớn, làm chủ quản nhỏ một phương, sau này có thể làm một quan lớn ở biên giới. Con nghĩ lại đi. Diệp Phàm giờ mà muốn lên chức phó giám đốc cấp sở thì phải đi một chặng dài, có lẽ cả đời, cậu ta chỉ dừng lại ở chức cục trưởng. Phó cục trưởng đến cục trưởng là một bước lớn, trong thể chế quan trường, những cán bộ 9 thành 9 trở lên, cả đời đều khó bước qua được khoảng cách này. Trinh Giao, con cũng được coi là hiểu lý lẽ, mẹ tin là con hiểu rõ chuyện này. Tào Mai Phương kiên nhẫn phân tích thế cục ở thủ đô, phương hướng quan trường cho con gái. Cố Tuấn Phi, cái người đeo mắt kính à, con không thích, mẹ đừng nói nữa, nói gì con cũng không làm bạn với hắn đâu. Tống Trinh Giao đột nhiên mạnh mẽ, cứng rắn lên, trốn trong chăn khóc lớn. Khiến người làm mẹ như Tào Mai Phương nhất thời không biết phải thế nào, thở dài, không nói nữa, bỏ ra khỏi phòng. Vừa đến đại sảnh, ông cụ Tống cười nói. Sao, con bé Trinh Giao giận rồi à? Hai, ba, nó vẫn chưa hiểu chuyện, có nhiều chuyện không rõ. Thực sự là một cái cây cứng. Tính tình thẳng thắn, nhất thời vẫn chưa nghĩ thông. Tào Mai Phương thở dài, cảm thấy đau đầu. Chương 674, lật ngửa ván bài. Tuy nhiên, khiến Mỹ Cổ buồn bực cả đêm, cơ bản không tìm được cơ hội ra tay. Bởi vì bạn học Diệp Phàm vẫn ở cùng một chỗ với y, Mỹ Cổ thử vài lần,
người thanh niên có tên Diệp Phàm kia, tuy nói ánh mắt có lúc biểu hiện được tà đáng, nhưng chỉ là xem, cũng chưa có thực sự hành động. 9 giờ tối, Diệp Phàm vừa mới trở lại trường đảng, vừa ngồi xuống, cầm bút đang định sửa chữa một chút bảng tổng kết đào tạo, thì chuông điện thoại chợt reo lên. Đặt vào tai để nghe, lại sửng sốt, không ngờ là mẹ Trinh Giao, Tào Mai Phương gọi tới. Phải nói người phụ nữ này gần đây không thể nào vừa mắt mình, nhất là sau khi đến Tống gia châm cứu cho ông cụ Tống vài lần, tuy nói vậy trên mặt Tào Mai Phương vẫn luôn biểu hiện tốt, vẻ mặt ôn hòa, miệng không bao giờ nói ra những câu châm chọc khiêu khích. Chỉ có điều Diệp Phàm cũng hơi thân với Trinh Giao, Tào Mai Phương môi sẽ lại theo thói quen giật giật một chút, một tia lạnh sẽ chợt lóe qua trong mắt kia. Sau đó vài lần đôi mắt Diệp Phàm hạ xuống, nhưng thật ra nhìn xem rất khẩn thiết. Phỏng chừng lúc đó Tào Mai Phượng bận tâm tới mặt mũi ông cụ Tống mới không nổi giận ngay. Tôi ở Bát Bảo cách không xa trường đảng của cậu, cậu lập tức lại đây, tôi có việc quan trọng tìm cậu. Tào Mai Phương giọng điệu có vẻ hơi cứng nhắc, dường như là giọng ra lệnh, khiến Diệp Phàm cảm thấy rất khó chịu. Vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại vì Trinh Giao nên cũng đành đồng ý. Chẳng bao lâu liền vào phòng số 308. Phòng không lớn lắm, chỉ có một mình Tào Mai Phương. Ngồi đi. Tào Mai Phương liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, giọng điệu thật lạnh nhạt nói. Cảm ơn cô. Diệp Phàm cũng không mặn mà gì, lên tiếng không khách khí ngồi xuống, trong lòng cũng dự đoán đêm nay Tào Mai Phương có chuyện quan trọng chứ không phải tán gẫu cùng mình, chắc chắn là có liên quan đến Trinh Giao. Có lẽ là lúc nên ngả bài ra, vừa mới châm cứu xong. Ông cụ Tống chân cũng tốt gần nửa, số lần bệnh cũ tái phát cũng giảm rất nhiều, có lẽ Tống gia cho rằng mình đã không có tác dụng nhiều lắm. Hừ, mọi việc đều phải giấu, nói vậy các ngươi cho rằng tôi còn trẻ nên dễ lừa có phải không? Diệp Phàm trong lòng rối bời, cũng không lên tiếng, chờ phu nhân quan lớn Tào Mai Phương tung ra quân bài chưa lật. Bì cổ lại bước vào, dọn xong đồ ăn, rót rượu, yên lặng đóng cửa lại đi ra ngoài. Ăn đi! Tào Mai Phương giật giật chiếc đũa, gắp một miếng thịt bò mỏng lên, cẩn thận tước. Vẫn chính là phong cách rất quý phái, có vẻ nhã nhặn. Ha ha, cảm ơn, cháu vừa mới từ nơi này đi ra, ăn không nổi nữa. Diệp Phàm lắc đầu, vì nể mà tê xê Tào Mai Phương, cầm lấy một ly hồng rượu uống một ngụm, yên lặng như kiểu cảm thụ vị chua xót. Ước chừng vài phút trôi qua, Tào Mai Phương cũng ăn no, lau qua miệng một chút. Lại thuận tay dùng khăn sạch trên bàn lau vài giọt nước trên mặt bàn. Có thể hút thuốc được không? Diệp Phàm hỏi, vẫn là tôn trọng bà ta. Cứ tự nhiên. Tào Mai Phương hừ một tiếng. Răng rắc. Sau khi Diệp Phàm vừa mới châm lửa, phát hiện mặt bàn vừa mới lau khô kia là một chồng tiền mặt, tất cả đều là tiền giá trị lớn trăm ngàn, xem độ dày kia, ước chừng có trên dưới 50 ngàn. Diệp Phàm liếc mắt nhìn chồng tiền mặt một cái, không hề hé răng. Chờ Tào Mai Phương lên tiếng trước. Chủ tịch huyện Diệp, cảm ơn cậu mấy ngày qua chiếu cố lão gia nhà tôi. Y thuật đích xác không tồi, mọi người Tống gia chúng tôi rất cảm kích cậu. Tào Mai Phương cũng không nói đến tiền, trước tiên nói một câu cảm ơn. Hừ, viên đạn bọc đường Diệp Phàm trong lòng hừ một tiếng, miệng cũng cười nói. Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Dù sao Trinh Giao cũng là bạn của cháu, cũng nên thế mà. Vừa nghe thấy Diệp Phàm nhắc tới Trinh Giao, Tào Mai Phương kia liền lộ ra một cái cười yếu ớt, lập tức kiềm chế, trên mặt lại hiện ra một vẻ nghiêm trọng, nhẹ nhàng đẩy chồng tiền ra trước mắt Diệp Phàm nói. Đây là 50 ngàn tệ, là Tống gia trả cho cậu thù lao chữa bệnh cho ông cụ. Ha ha, cháu đã nói trước rồi, cháu và Trinh Giao là bạn bè, ông nội Trinh Giao cũng coi như là bề trên của cháu, tiền này cháu không thể nhận. Diệp Phàm vẻ mặt rất thản nhiên. Nhẹ nhàng giơ tay đẩy chồng tiền trở lại. Mí mắt Tào Mai Phương giật mạnh, mặt trầm xuống nói. Phó Chủ tịch huyện Diệp, Tống gia chúng tôi và cậu tạm thời chỉ có quan hệ người bệnh và thầy thuốc, không cần lôi Trinh Giao vào. Hơn nữa về sau, tôi không muốn thấy cậu ở cùng với Trinh Giao. Cô Tào, đây là ý của Trinh Giao. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Tào Mai Phương một cái hỏi. Có phải ý của Trinh Giao hay không có gì khác nhau sao? Trinh Giao là người nhà họ Tống. Tào Mai Phương nhấn mạnh hai chữ Tống gia, ý là cậu đừng rằng con nữa. Cháu và Trinh Giao chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, cô hà tất phải làm như vậy. Diệp Phàm liếc mắt nhìn bà ta một cái, nói. Bạn bè bình thường, giữa nam và nữ có quan hệ bạn bè sao?
Đừng coi tôi là kẻ ngốc, đây là 50.000, cũng không phải là ít rồi, cậu nhận đi. Mặt Tào Mai Phương trong phút chốc đã dần dần hiện ra khí phái của một phu nhân quan lớn. Hừ, như vậy là cô can thiệp vào tự do của thanh niên chúng cháu. Diệp Phàm ý không vui, hừ một tiếng, giọng điệu cao thêm một chút. Tự do, cậu cũng xứng đáng nói về tự do với tôi à? Đừng ở trước mặt tôi đùa cợt, cậu cần cẩn thận suy nghĩ về điều này, nếu Tống gia chúng tôi không có điều kiện như vậy, thì cậu có bám chặt như vậy không? Tào Mai Phương cũng cao giọng, trong ánh mắt chợt lóe lên vẻ khinh miệt, hoàn toàn là kiểu từ trên cao nhìn xuống. Hừ, Tống gia thế lớn, nhưng Diệp Phàm tôi cũng không phải loại liếm mặt nịnh bợ người khác. Trước kia không phải các người đã nhờ tôi châm cứu trị liệu cho ông cụ Tống sao, về phần tôi và Trinh Giao, quả thực là bạn bè bình thường. Con người như tôi, tuy nói nghèo, nhưng cũng là người đàn ông có khí phách, cho nên, cũng chẳng thèm thấy sang bắt quàng làm họ làm gì. Lời nói của Tào Mai Phương khơi dậy ngạo khí của Diệp Phàm, cho nên trực tiếp phải nói hừ, cũng không khách khí nữa. Ha ha, có chí khí, có chí khí. Không ngờ Tào Mai Phương mỉm cười, thanh âm cũng sắc nhọn như vậy, bà ta luôn luôn biểu hiện ra ngoài khí chất cao quý rất không hài hòa. Người phụ nữ kia liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói thêm. Ông cụ nói, Tống gia bây giờ còn nợ cậu một chữ tình này về sau sẽ trả lại cho cậu. Ví như, về sau vào thời khắc cất nhắc mấu chốt, cậu có thể tìm ông cụ Tống, nhưng trước tiên phải nói rõ một chút, chỉ một lần thôi, về sau sẽ không được dùng lại nữa. Còn một điều nữa tôi phải nói cho cậu rõ, đừng tưởng cậu ở Lâm Tuyền có một chút thành tựu thì kiêu ngạo. Ở cái tỉnh Nam Phúc này, thanh niên xuất sắc hơn cậu ít nhất cũng xếp đầy mấy xe lửa lớn. Hôm nay trường đảng có phải đã tuyên bố đề cử cậu là cán bộ hậu bị ban học tập ở trường đảng Trung ương hay không? Nếu không có ông Tống giúp đỡ, cơ hội kia sẽ dành cho cậu hay sao? Cậu còn trẻ, đừng quá tự cho mình là đúng, bây giờ, dựa vào năng lực cũng không nhất định có thể làm được việc, về phương diện này rất phức tạp. Lại nói với cậu một chút, đừng lui tới gặp Trinh Giao nữa, bằng không, hừ. Bản mặt Tào Mai Phương kia giống như đáy nồi, đến cuối cùng không ngờ lại uy hiếp, xem như rất quyết tâm. Được, được, Tào Mai Phương, Diệp Phàm tôi chỉ là một phó cục trưởng, đừng cho rằng tôi nhất định phải dựa vào đề bạt của các ngươi. Đi huấn luyện ở trường đảng Trung ương, việc này tôi nhận tình cảm của Tống gia, nên để chuyện này. Về sau các người không nợ Diệp Phàm tôi cái gì, còn về việc sau này có cần đề bạt gì tìm các người, thì tôi không thèm. Tôi cũng không tin, không có người Tống gia, Diệp Phàm tôi không thể đứng trong quan trường. Về phần Trinh Giao, yên tâm, chỉ cần cô ấy không tìm tới tôi Diệp Phàm sẽ không bao giờ tìm cô ấy trước, hừ. Khuôn mặt Diệp Phàm trở lên xám xịt, lạnh như băng. Hừ, hy vọng cậu có thể nhớ kỹ lời cậu nói, tôi đi đây. Tào Mai Phương sắc mặt biểu cảm, nhắc tới rồi rời đi. Cách một tiếng, trong phòng vang lên âm thanh một cái chén vỡ, làm bì cổ vừa mới toát ra đầu, Diệp Phàm hét lên một tiếng lớn. Mang cho ta nửa bình rượu, phải là chính cống, mẹ kiếp, phải có sữa mới đúng là phụ nữ sao? Bì cổ sợ hãi, khẩn trương đi lấy rượu, thuận tiện đưa tin này báo cáo với Hứa Thông. Chưa đến nửa giờ, Diệp Phàm đã uống đến bình rượu 58 độ thứ hai. Hơn nữa lúc trước còn uống cùng các học sinh, đoán chừng là 4 bình. Người đã trở lên choáng váng mơ hồ, cứ lúc tức khí tự nhiên giải trừ hiệu lực của rượu, nhưng lần này Diệp Phàm muốn mua rượu, hơn nữa uống được nhiều lắm, cho nên ánh mắt cũng trở lên choáng váng. Chạy đằng nào? Phòng cửa đột nhiên bị một người đẩy mạnh mở ra, một phụ nữ tóc tai bù xù, mặc một áo mỏng, ào ào tiến về hướng Diệp Phàm. Tuy đã hơi say, nhưng Diệp Phàm vẫn còn phản ứng theo bản năng. Tùy tay chụp tới, khống chế bóng đen kia, cúi đầu kinh ngạc hỏi. Sao lại là cô? Anh Diệp, tôi. Không đợi các nữ nhân viên phục vụ bát bảo, cô nàng bì cổ nói ra một câu hoàn chỉnh, sau đó âm thanh cạc cạc của một đống người xung quanh cười vang. Thủ lĩnh, không ngờ dám đối đầu với Mâu Cương, tên này liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, lạnh như băng nói. Họ Diệp, buổi tối đừng có sinh sự, đưa cô nàng kia cho chúng tao. Trả lại mày, rốt cuộc sao lại thế này? Diệp Phàm liếc mắt nhìn mông bì cổ một cái, hỏi. Anh Diệp, những người này, người, đầu tiên sờ mông tôi, sau đó. Giọng nói bì cổ run rẩy, sợ hãi, toàn thân run lên, ngay cả nói cũng không lên câu.
đừng sợ, có tôi ở đây, cứ nói rõ ra. Diệp Phàm an ủi Bì Cổ, đến Bát Bảo cũng ăn cơm gần 10 lần, cho nên cũng biết mông cô nàng Bì Cổ, chỉ có điều lúc ấy cảm thấy tên cô nàng này hơi kỳ lạ thôi, cũng không nghĩ nhiều. Kia, người kia sờ mó không đủ, cưỡng ép tôi cởi cho hắn sờ, hơn nữa, nói là buổi tối bảo tôi theo anh ta, còn muốn. Bì Cổ run rẩy, rốt cuộc cũng nói cho hết. Phải không Mâu Cương? Diệp Phàm liếc mắt nhìn Mâu Cương một cái, sắc mặt bắt đầu u ám. Hãy bớt xàm ngôn đi, họ Diệp, đêm nay nể mặt cùng lớp tôi cũng không làm khó dễ cậu, bằng không, ha ha. Mâu Cương thị uy, phía sau vài tên đồng lõa liếc mắt nhìn cái, vài người cũng là phối hợp ăn ý, cả đám đều nắm tay, chuẩn bị tư thế tiếp cận. Đương nhiên, loại trận này dọa không nổi cao thủ Diệp Phàm, liếc mắt khinh miệt nhìn bọn họ một cái, cười nói. Muốn chơi phải không? Vừa lúc này ông đây đã lâu không giãn chút gân cốt, xương cốt này đều thành rỉ sắt rồi. Chương 675, hất cánh tay trên. Mày thật không biết xấu hổ, theo ông đi lên, đánh hạ sấp tên tiểu vương này, cái gì đây, muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân à? Mâu Cương vừa nói, một đống người vọt lên, đương nhiên, Mâu Cương không hề nhúc nhích, giống như đang chơi trò chơi, người ta nghiễm nhiên là chủ soái mà. Bá bá bá. Liên tiếp các tiếng kêu vang lên, ba người lập tức ngã xuống, một đám ôm đầu xoa chân, kêu rên không ngừng, xem ra có vẻ rất đau đớn. Còn hai người nữa, xem ông đây. Một người như tháp sắt, thân cao to tầm thước 9 đứng sau Mâu Cương bước lên, một bước lớn, một chân đá vào Diệp Phàm, người kia mang giày ít nhất số 44, mang theo gió thổi, hung hãn quét một đường ngang qua đầu Diệp Phàm. Có chút bản lĩnh, phỏng chừng một cước có sức 500-600 cân. Diệp Phàm trong lòng rung động, gặp thanh niên tháp sắt, Mâu Cương đứng phía sau cười thâm hiểm, giật mình, có chủ ý. Một quyền đấm thẳng qua, tuy nhiên, Diệp Phàm một quyền trông bình thường, kỳ thực khá kỳ dị. Thình thịch, một tiếng rung mạnh, thanh niên tháp sắt trai tráng không hề lo lắng, phi đập ra ngoài. Tuy nhiên, một tiếng thình thịch nữa, thẳng tắp niệng trên người Mâu Cương đang cười thâm hiểm, Mâu Cương lập tức như rẻ lau bị đánh vào góc, đập vào ghế gỗ. Hạ mình trên mặt đất lăn vài cái, trên đầu một dòng máu tươi chảy ra, hai cái răng cửa phi ra ngoài như đạn, như là đạn đạo mini, tuy nhiên, loại đạn đạo này là loại răng nanh. Phỏng chừng là ở miệng lâu quá, cũng không chịu nổi sự yên tĩnh. Tự do thôi, mọi người đều hướng tới mà, kể cả răng cửa cũng vậy. Kỳ dị chính là thanh niên trai tráng như tháp sắt không bị thương nhiều lắm, thân hình khổng lồ kia chừng 90 cân đè lên trên người Mâu Cương. Khẩn trương nâng Mâu Cương dậy, tuy nhiên phát hiện trên mặt lão kia là một mảnh tay áo, ngay cả môi đều bị ghế sắc bén phủi ra một vài lỗ hổng dữ tợn. Đánh chết hắn, có việc gì tôi chịu trách nhiệm. Mâu Cương khàn khàn gào thét, tuy nhiên không có nhiều tác dụng lắm, bởi vì đồng bọn anh ta đang kêu rên, duy nhất có một vài thanh niên trai tráng kia có vẻ khỏe hơn, nhưng cũng đang đứng yên thất thần nhìn vẻ mặt thản nhiên của Diệp Phàm, hắn liếc mắt một cái, họ cũng nao núng không dám, nhảy tới nửa bước. Thằng nhãi này giống như bị đánh đần người ra rồi. Còn muốn chơi sao, người cao to, thân thể cậu để làm bao cắt được. Diệp Phàm thản nhiên quét mắt nhìn thanh niên kia một cái, kéo ghế đặt mông ngồi xuống. Xoay người sang Bì Cổ an ủi. Cô không sao chứ, bọn không không dám làm gì cô đâu, chỉ cần có Diệp Phàm tôi ở đây, bọn họ không thể động đến một sợi lông của cô. Vài phút sau, tiếng cảnh báo vang lên chói tai, đát đát đát. Dưới lầu xông lên một đám cảnh sát oai hùng. Ông chủ Bát Bảo, Trương Phi Nham vẻ mặt tử khí chạy theo sau đi lên, phát hiện người kia kêu thảm thiết, miệng kêu đau đớn. Sao lại thế này, toàn bộ úp mặt vào tường, không được nhúc nhích. Một người thủ lĩnh vóc dáng cao, giống cảnh sát quát, âm thanh nghe như sét đánh. Anh ở đồn công an nào, tôi muốn thấy đồn trưởng của các anh. Mâu Cương che miệng, run rẩy cùng đồng bọn đứng lên. Tôi chính là Trần Chân Vân, ngươi. Sở trưởng Trần vừa mới lọt ra câu nói này, Mâu Cương đã quát. Còn không bắt thằng nhóc này lại, răng cửa ông đây đều rớt ra. Tôi chính là Mâu Cương, trưởng phòng tổng hợp, thuộc cơ quan điều tra, sở công an tỉnh. Anh Mâu, rốt cuộc sao lại thế này? Trần Chân Vân thấp nhất, đột nhiên cúi thấp hơn một chút. Sao lại thế này, việc này không đơn giản sao? Vị này trưởng phòng Mâu cùng đám người này kêu nữ nhân viên Bì Cổ phục vụ lại sờ soạng hết người, cô ta từ nông thôn đến,
không thể trêu vào hỏa sát thần, sợ cũng sợ cho minh bạch. Tuy nhiên, đám người này lại càng quá đáng, không ngờ yêu cầu bì cổ cởi hết quần áo cho bọn họ chơi cái gì 3B4 niết, một đám xúc vật. Diệp Phàm lạnh như băng nói. Nói láo, rõ ràng cô này đưa rượu tới phòng mày, kết quả bị mày ôm đồm muốn đi việc xấu xa kia. Cô nàng nhát gan này, bị người ta sờ soạng không dám hé răng, cuối cùng tên khốn khiếp này uống rượu, không ngờ ở trong phòng tàng tiệu với nhau. Cô nàng liều mạng không theo, vừa đúng lúc tôi và các bạn đi ngang qua, tôi là ai, đường đường chính chính là cảnh sát nhân dân. Đương nhiên phải ngăn cản hành động của tên xúc sinh này, tuy nhiên, tên xúc sinh này đã thương tôi và các bạn tôi còn bị rơi hai chiếc răng cửa đây này, hắn chính là tội phạm. Mâu Cương gầm rú, quay đầu vào sở trưởng Trần hạ lệnh nói. Lập tức báo cáo phân cục Đông Thành, đây là vụ án hình sự. Vâng, mang thẳng đến phân cục Đông Thành. Đồn trưởng Trần mặt lạnh băng, vài cảnh sát hoảng quá bắt tay vào làm ngay. Từ từ đã, không có bằng chứng các anh dựa vào gì bắt người. Việc này phải hỏi người bị hại là bì cổ đã. Diệp Phàm vung tay lên, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Chân Vân, nhìn chăm chú làm thằng nhãi này có chút sợ hãi, trong lòng thầm nhủ, thằng nhóc này, ánh mắt thật đúng là lạnh như băng, hình như là một loại mắt lang sói. Lập Từ hừ một tiếng nói. Việc này ngươi không cần lo lắng, cùng dẫn đi. Ba người cảnh sát kia còn muốn tra khảo người, khi bị Diệp Phàm trừng mắt nhìn, lập tức lui về sau. Sở trưởng Trần nhướng mày, hừ nói. Đừng hỏi trước, mang về cục đã. Vị tiên sinh này, dù sao cũng phải mang đến cục để hiểu rõ tình hình rồi tính sau. Được, trợ giúp công an phá án là nghĩa vụ của từng công dân, điều này thật ra nên làm. Diệp Phàm gật gật đầu đi, theo lên xe cảnh sát. Tuy nhiên, theo trực giác Diệp Phàm cho thấy đồn trưởng Trần và tên thằng nhãi Mâu Cương có vẻ hơi kỳ lạ. Bởi vì ngay thời điểm mình đồng ý trợ giúp phá án, đôi mắt hắn phát hiện đồn trưởng Trần kia nhìn Mâu Cương với ánh mắt khác lạ. Chợt trong lòng tối sầm lại, thầm nghĩ. Chẳng lẽ buổi tối hai người này có âm mưu với nhau, hay thật ra là tôi phòng ngự trước? Việc bé không xé ra to, Mâu Cương nếu là trưởng phòng tổng hợp công an tỉnh, đồn trưởng Trần muốn nịnh bợ ông ta cũng là chuyện bình thường. Chờ đợi cục cảnh sát nếu bọn họ kết hội kết phường sẽ không có lợi. Kể cả là hai người không biết nhau, phỏng chừng đồn trưởng Trần kia cũng sẽ bênh vực Mâu Cương, dù sao Mâu Cương cũng là lãnh đạo anh ta. Cho nên cũng là một mình đơn độc, vờ vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho bí thư Lý Sương Hải, nhân vật số 1 của thành phố Thủy Châu. Thủy Châu thành có gần 5 triệu người, toàn thành chia làm 4 khu, gồm Đông Thành, Tây Thành, Nam Thành và Bắc Thành. Thực ra tên chính thức là Đông Thành Khu. Đông Thành Khu này chính là một thành phố trực thuộc tỉnh, cùng cấp với thành phố Mạc Hương. Vào phân cục Đông Thành Khu, Diệp Phàm tự nhiên bình tĩnh đi vào, tin tưởng Lý Sương Hải sẽ xử lý tốt việc này. Một hồi lấy khẩu cung 6 người riêng rẽ. Không lâu, Diệp Phàm từ đại sảnh bị dẫn vào phòng thẩm vấn, cảm giác có chút không đúng, miệng hỏi. Đồng chí công an, tôi không hiểu, tôi là đến giúp các anh phá án. Sao lại đưa tôi đến chỗ này? Đồng chí Diệp Phàm, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lan Thiên Thành, anh bị nghi là kẻ ẩu đả người khác, khiến người khác bị thương, cần phải thẩm vấn. Hơn nữa, còn ở dạng tình nghi. Đồng chí cảnh sát Lan Thiên Thành vóc dáng cao, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ẩu đả, lời này ai nói, tôi là vì cứu nhân viên phục vụ bì cổ mới ra tay, hơn nữa, cũng là để tự vệ. Vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao? Bọn họ 4-5 người cùng lúc ra tay với cô nàng kia, tôi không có cách nào đành phải tự vệ, sao bây giờ lại trở thành kẻ tình nghi đánh người. Hơn nữa, trong hoàn cảnh này, chẳng lẽ tôi không tự vệ mà trơ mắt nhìn bọn họ làm nhục cô nàng bì cổ, lại còn phải vươn đầu ra cho bọn họ đánh phải không? Còn nữa, cái gì chưa thực hiện được, chỉ ăn nói lung tung, các anh dựa vào cái gì có thể phát ngôn lung tung như thế? Diệp Phàm giọng điệu bình tĩnh, tuy nhiên, có chút chất vấn. Cứu cô nàng bì cổ, còn muốn nói dối à? Đội trưởng Lan hừ một tiếng lạnh băng nói, một công an phía sau lấy tay đẩy Diệp Phàm vào phòng thẩm vấn. Tuy nhiên Diệp Phàm nhất định không nghe, một chút ý tứ chịu thẩm vấn cũng không có. Còn muốn đùa giỡn sao, thằng nhóc, mày trợn mắt lên mà nhìn xem, đây là phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự phân cục Đông Thành, bọn đạo tặc cứng đầu cứng cổ hơn mày nhiều nhưng vào đây cũng mềm như bún. Người lúc trước đứng phía sau đẩy Diệp Phàm một cái là người công an khỏe mạnh kia, cười lạnh nhạt, vẻ mặt khinh miệt.
vậy anh thử lại không? Diệp Phàm tức giận, khí thế của một cao thủ thất đẳng đều đã bốc lên rồi khiến cho người công an khỏe mạnh kia vô cớ lùi một bước, chợt không hiểu ra sao cả, trong lòng hơi chấn động quái, thằng nhóc này có chút tà hồ, giống như người đột nhiên thay đổi thành người khác vậy. Ngồi xuống, một vài công an ngồi sau cảm thấy rất mất mặt, cùng kêu giống lên, một công an còn giơ côn điện lên, đốm lửa tỏa ra đằng sau. Từ từ đã, rốt cuộc sao lại thế này? Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng nói uy nghiêm, bí thư Lý Sương Hải nhanh chóng tiến vào, hướng tới mấy thủ hạ hỏi lạnh như băng. Bí thư Lý. Vài cảnh sát nhanh nhẩu thi lễ, quét mắt nhìn Diệp Phàm có chút bất an, cảm giác kỳ lạ. Lý Sương Hải là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật kiêm cục trưởng công an, một nhân vật lớn như vậy sao đột nhiên lại vào phân cục Đông Thành, bình thường khó có thể nhìn thấy người này. Bí thư Lý, tôi là vì... Diệp Phàm đem chuyện cứu người nói ra trước. Không đúng, bí thư Lý, hắn nói dối. Lúc này đội trưởng Lan có chút tức giận, đứng lên. Nói dối như thế nào, đội trưởng Lan, anh nói cho rõ một chút. Lý Sương Hải không khách khí, hoàn toàn là giọng cấp trên hỏi cấp dưới. Đây là khẩu cung của cô nàng bì cổ, chúng tôi còn ghi âm, ngài nghe một chút. Lan Thiên Thành ấn phím mở, Lý Sương Hải ngồi một bên nghe. Một tay lật trang ghi chép. Khuôn mặt bắt đầu nghiêm trọng lên. Diệp Phàm nghe xong, trong lòng nhủ thầm, không xong rồi, xem ra là bẫy của Mâu Cương, cô nàng bì cổ này nhất định là có vấn đề. Lập tức nói. Bí thư Lý, cô nàng bì cổ kia nhất định có vấn đề, tôi hy vọng anh có thể điều tra rõ. Vừa rồi cô ta không phải nói như vậy, chạy một mạch về phía tôi cầu cứu, cái này có thể là trả thù. Tôi tin tưởng mình trong sạch. Nếu tôi chọc người sẽ không mong đem chính mình ra làm cho minh bạch. Các ngươi đi xuống trước, nếu tôi gọi lên, hãy hỏi trước. Lý Sương Hải vung tay lên, bảo những người khác ra ngoài. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm một lúc, nói. Lúc ấy hiện trường có ai khác không? Chương 676, khó cả đôi đường. Không có, buổi tối tôi cùng bạn học uống rượu, sau đó trở về nhà, sau đó cô Tào mời tôi đến nói chuyện một chút. Tuy nhiên không lâu sau cô cũng đi rồi. Một lát sau thấy nhân viên phục vụ bát bảo tên là Bì Cổ chạy vào, hô hoán, theo sau là Mâu Cương và đồng bọn tiến vào, ngay trước mặt tôi muốn đánh, bắt người. Tôi không có cách nào cả, không thể dương mắt nhìn Bì Cổ bị làm nhục, như vậy tôi làm sao là một người đàn ông chứ? Diệp Phàm điềm tĩnh nói hết mọi việc, liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Sương Hải một cái. Sau đó nói thêm. Tôi tin bí thư cũng hiểu rõ cách đối nhân xử thế của tôi, để bắt tên sát nhân tôi ngay cả tính mạng cũng không để ý, chẳng lẽ lại ở tử lầu đùa giỡn với một cô nàng nông thôn sao? Như vậy thì thật không biết thưởng thức, vừa rồi Bì Cổ cãi lại, đổi trắng thay đen, tôi cuối cùng xem như đã hiểu, có thể cô ta đã cùng Mâu Cương thương lượng trước đó. Anh có khúc mắc gì với Mâu Cương không? Lý Sương Hải mặt không chút thay đổi, cũng không biểu hiện thái độ thế nào, hỏi. Xem ra Lý Sương Hải không hoàn toàn tin lời nói của mình, cũng khó trách anh ta. Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng, nói. Vâng, Mâu Cương và Hứa Thông là cùng hội, chúng tôi vốn đều là bạn học ở trường đảng, một lớp. Trước kia vì có chút khúc mắc nên có chút không thoải mái, hơn nữa lần trước tuyển lớp trường, Hứa Thông không được chọn, cho nên, phỏng chừng muốn gây sự. Hứa Thông là ai? Lý Sương Hải hỏi đến cùng. Con trai bí thư tỉnh thành Hứa Vạn Sơn, tuy nhiên chuyện lần này không thấy anh ta ra mặt, dự đoán là giấu mặt ở phía sau, Mâu Cương và Bì Cổ có thể là một quân cờ trong tay anh ta. Diệp Phàm phân tích nói, việc này thật đúng là không dễ dàng xử lý, cho dù anh là bị vu cáo hãm hại, nhưng hiện tại nhân chứng Bì Cổ đảo ngược đen trắng, anh tạm thời lại không tìm ra căn cứ chính xác khác, mọi chứng cứ đối với anh đều tương đối bất lợi. Nếu anh không thể đưa ra căn cứ xác thực, có thể anh tạm thời sẽ phải gánh tội danh là người bị tình nghi phạm tội. Vừa rồi đồng chí của phân cục đã kiểm tra thương tật, ba người bị đánh gãy chân, Mâu Cương bị anh đánh rớt hai răng cửa, theo luật pháp là cấu thành phạm tội gây thương tích. Hai trán Lý Sương Hải nhíu lại, cảm giác rất khó giải quyết. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói thêm. Hơn nữa, Mâu Cương cũng không phải người đơn giản, chính anh ta cũng là trưởng phòng tổng hợp thuộc cơ quan điều tra của Sở Công an tỉnh. Bố anh ta Mâu Tư Thành cũng là người có thân thế, là chủ nhiệm phòng đôn đốc tỉnh ủy tỉnh chúng ta. Anh đã hoài nghi việc này do Hứa Thông là chủ mưu gây lên, dự đoán Hứa Thông kia được một đám người luôn luôn chú ý,
Bí thư Hứa là số một ở tỉnh thành, ông ta sẽ không quản những việc nhỏ này. Chỉ có điều Hứa Thông gây rối, việc này tương đối khó giải quyết. Tuy nhiên anh yên tâm, tôi sẽ đích thân điều tra rõ việc này, nếu anh thật sự là thấy việc nghĩa thì làm thì chúng tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho anh. Tuy nhiên, trước khi điều tra rõ vụ án, anh hiện tại vẫn là kẻ tình nghi, tạm thời có thể anh phải chịu oan ức vài ngày mà ở lại phân cục Thành Đông. Điều này không thể được, 3 ngày nữa ban huấn luyện của chúng tôi sẽ kết thúc, nếu bị các anh giữ ở đây, tôi sẽ không thể tốt nghiệp. Hậu quả của việc này bí thư Lý hiểu rất rõ, đặc biệt đối với một cán bộ mà nói. Diệp Phàm kiên quyết lắc đầu. Như vậy đi, nếu anh có thể tìm được một nhân vật có tiếng tăm ở Thủy Châu bảo lãnh cho, chúng tôi có thể cho anh trở về học trước, nhưng anh phải có mặt bất cứ lúc nào điều tra lấy chứng cứ. Lý Sương Hải có vẻ thật sự muốn giúp Diệp Phàm, thực ra không hẳn như vậy, trong lòng Lý Sương Hải có tính toán khác. Hứa Thông nếu là con trai Hứa Vạn Sơn, Hứa Vạn Sơn là người cứng rắn, mạnh mẽ ở vùng này, vẫn đi theo chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm. Lần này bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương vẫn muốn mỉa mai Hứa Vạn Sơn, lần trước nhờ Lý Sương Hải phá án, mới lấy chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật thành phố Thủy Châu Đặng Kiến Quân gán cho Lý Sương Hải. Đây chỉ là một việc nho nhỏ để dằn mặt Hứa Vạn Sơn. Nếu chuyện lần này có thể mượn tay Diệp Phàm, làm lòi ra con trai Hứa Vạn Sơn, Hứa Thông, vậy càng được lợi. Cho nên vừa nghe thấy Diệp Phàm nhắc tới Hứa Thông đứng sau, Lý Sương Hải giật mình, nhận thức rõ đây là một cơ hội tốt, cho nên quyết định giúp Diệp Phàm một tay. Nếu như thả Diệp Phàm ra, phỏng chừng Hứa Thông sẽ không chịu nổi mà nhảy ra chỉ trích, nếu làm ầm ĩ cuối cùng có thể dẫn Hứa Vạn Sơn nhảy ra thì càng tốt. Hứa Thông không thể không có tật xấu, chỉ có điều một mình Lý Sương Hải cũng không xuống tay được tốt thôi. Lời nói của Lý Sương Hải cũng khiến Diệp Phàm thầm cảnh giác, suy nghĩ, Lý Sương Hải trả lời rất thẳng thắn, bằng lòng mạo hiểm bị Hứa Vạn Sơn chỉ trích để ra mặt, rõ ràng biết mình là người bị tình nghi vẫn thả mình ra, chẳng nhẽ anh không sợ lạc mất người sao? Diệp Phàm đột nhiên nghĩ tới Thiết Chiêm Hùng trước kia giảng thế cục ở tỉnh có nói một chút, cảm thấy lần này mình có bị Lý Sương Hải lợi dụng hay không, trở thành một quân cờ đấu tranh anh dũng. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng là bất đắc dĩ, chẳng nhẽ không ra ngoài, điều này tuyệt đối không được. Nếu ngày mai trường học biết mình là người bị tình nghi, còn là phạm tội chưa đạt nữa, thì có lẽ mình cực kỳ đen đủi, cho nên, có thể qua một cửa trước thì qua một cửa, mặc dù làm một quân cờ cũng phải lập tức đi trước. Hơn nữa, lần này có thể mượn tay Lý Sương Hải giáo huấn Mâu Cương và Hứa Thông một chút cũng là thu hoạch tốt, dù sao thời buổi này, muốn thu hoạch được cũng phải trả giá, không có bánh từ trên trời rơi xuống. Làm quân cờ cũng có lợi, ít nhất có thể cắn trước một số người. Lý Sương Hải phải lợi dụng mình làm sao không cần Lý Sương Hải gạt bỏ thế lực phía sau anh ta, gạt bỏ phiền toái. Được, tìm người có danh tiếng không khó. Diệp Phàm thuận miệng đáp. Nghĩ đến những người có danh tiếng ở Thủy Châu mà hắn biết, Tề Chấn Đào chắc chắn không được, việc này quá mất mặt, hơn nữa tôn thần này cũng quá lớn, ảnh hưởng quá xấu. Tống gia cũng không được, người ta không thừa cơ nước đục thả câu là tốt lắm rồi. Tiếp theo Ngư Thái cũng vậy, đám người Tào Dũng phân lượng quá nhẹ, không là người có tiếng tăm. Ở tiểu cục cấp tỉnh quan Nhất Khuông không coi là cái gì. Hồ Thế Lâm làm nghề giấy Thái Hưng ở Châu Thủy là một danh nhân. Chỉ có điều trong lòng Diệp Phàm hổ thẹn, con của anh ta gặp chuyện tới bây giờ còn chưa giải quyết được, hiện tại đi làm phiền anh ta, ra mặt hắn có dày cũng không làm được. Suy tính trước sau, chỉ thấy giáo sư của mình, giáo sư Lan Cơ Văn là tương đối tốt, ông ta là phó hiệu trưởng Đại học Hải Giang, đường đường là cán bộ cấp giám đốc sở, hơn nữa ở trong trường cũng là người giữ bí mật, sẽ không làm cho dư luận xôn xao, nếu có lời nói của ông ta bảo đảm chắc chắn là được. Tuy nhiên, không biết giáo sư Lan Cơ Văn có lo ngại hay không thôi. Diệp Phàm có chút không yên tâm liền gọi điện thoại cho Lan Cơ Văn, cũng giải thích rõ nguyên nhân. Không ngờ được Phó Hiệu trưởng Lan đồng ý ngay, chưa đến 15 phút, Phó Hiệu trưởng Lan đã tự mình tới phân cục Đông Thành. Có người có tiếng tăm ở Thủy Châu là người đảm bảo, Diệp Phàm đương nhiên có thể đi ra, chỉ có điều việc này bản thân bị tình nghi, ngay lập tức cũng khó có thể tiêu trừ. Mâu Cương đương nhiên thiếu chút nữa nổi khùng. Nhưng không có cách nào khác, chỉ có điều trừng mắt căm giận nhìn Diệp Phàm lên xe, quát. Họ Diệp, chờ xem. Ha ha, anh Mâu, tôi bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp chiêu. Tuy nhiên, lần sau anh nên dùng răng giả. Diệp Phàm thản nhiên cười,
liếc mắt qua một bên nhìn Bì Cổ một cái, cười nói. Cô Bì, ăn ở phải có lương tâm, bằng không, sẽ gặp báo ứng, hừ. Tôi. Bì Cổ dường như có lời khó nói, bị Diệp Phàm cười, trong lòng thấy sợ hãi, vội vã rút về phía sau mâu cương, không dám ngẩng đầu. Giáo sư, chuyện lần này đã phiền đến thầy, ôi. Diệp Phàm ngượng ngùng nói. Tôi tin tưởng cậu, một người bất chấp mạng sống đuổi bắt kẻ phạm tội, hơn nữa cậu vì đập nước thiên thủy tạo phúc cho người, tuyệt đối sẽ không làm việc này. Tuy nhiên, cậu phải nắm chắc sẽ rửa sạch tội cho chính mình, bằng không, việc này sẽ rất phiền toái. Lan Cơ Văn thở dài, rất hòa nhã. Tôi hiểu rồi, cảm ơn giáo sư, ơn nghĩa này tôi sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Diệp Phàm gật gật đầu, trong mắt phun ra sát khí. Ông Trần, ông lập tức tiếp cận một người cho tôi. Diệp Phàm đem chuyện mâu cương nói một lần cho Trần Khiếu Thiên. Sau khi gác điện thoại lại trực tiếp gọi điện cho Phương Viên, bảo anh ta theo dõi Hứa Thông và Thẩm Khai. Lần này vì đối phó với mâu cương, ngay cả người cổ hủ Trần Khiếu Thiên đều cũng bị Diệp Phàm kêu ra. Ngẫm nghĩ lại một chút lại gọi cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh Hạ Hải Vĩ, với vẻ mặt thản nhiên cười nói. Anh Vĩ, anh chuyển tới Đức Bình chưa? Còn chưa có quyết định xuống dưới, tuy nhiên, may mà có ông em, tên này muốn được đi vào. Phỏng chừng còn phải đợi một thời gian, ban tổ chức cán bộ đòi hỏi tuyển chân chính, quá trình này tương đối phức tạp, hy vọng không có gì thay đổi, ôi. Hạ Hải Vĩ thở dài, vừa cười vừa nói. Lần này thật đúng là con mẹ nó thoải mái, trước kia báo vài lần đều cấp tên Tiếu Duệ Phong tìm chút cớ xuống dưới. Lần này, ha ha ha. Như thế nào nữa, nói nghe đi. Để thằng em tôi cũng vui vẻ một chút. Diệp Phàm cũng đoán được một ít tin tức. Ở bộ máy đảng ủy tỉnh, bí thư Lý Sương Hải tự mình điểm của tôi, nói ra tên, Tiếu Duệ Phong mồm mép co giật vài cái, chung quy không phản đối nữa. Phỏng chừng biết là phản đối cũng không làm được gì, hiện tại bí thư Lý là người tâm phúc của tỉnh, nghe nói sau lưng ông ta là bí thư Quách. Hơn nữa, bí thư Mã cũng gì theo bí thư tỉnh ủy Quách. Tiếu Duệ Phong có gan trời cũng không dám đến chỗ bí thư Quách để tìm phiền phức. Và lại, tên kia còn muốn để phó giám đốc thường trực sở, nếu làm cho giám đốc sở Mã, anh ta còn để cái giám. Hạ Hải Vĩ vẻ mặt đắc ý không dứt. Tôi đây bỗng chốc thấy kính phục anh Vĩ, đi nhanh về phía trước, tiến bộ là tất nhiên. Diệp Phàm cũng khá cao hứng, sớm cùng Hạ Hải Vĩ uống rượu vài lần, cảm thấy người này rất thành thật. Rất chú trọng tình nghĩa anh em. So với Lý Sương Hải còn tốt hơn nhiều. Tuy nhiên còn lâu mới nhận thức bằng Lý Sương Hải, nhưng Diệp Phàm không thấy tình anh em ở người như anh ta. Phỏng chừng là do một chữ lợi ở trên đầu, có lẽ là một loạt các vấn đề, chính mình còn không khiến cho Lý Sương Hải bằng lòng kết giao thật lòng với mình. Thực ra, con người khó mà không có quan niệm thứ bậc. Ví dụ như, người bình thường và người ăn xin không phải là cùng một thứ bậc kết giao với người ăn xin sẽ thấy rất mất mặt. Tiềm thức giai cấp. Cấp bậc của con người ta sẽ tự nhiên sẽ bộc lộ ra. Cứ yên tâm đi, cậu Diệp, gọi Tào Dũng đi, chúng ta cùng nhau uống vài chén, thế nào? Ngay ở nhà hàng Bát Bảo, gần trường học của cậu, rất thuận tiện. Hạ Hải Vĩ đề nghị nói. Nhà hàng Bát Bảo. Diệp Phàm giống như phản xạ có điều kiện, chấn động, cười đau khổ nói. Anh Vĩ, đừng nhắc đến nhà hàng Bát Bảo nữa, hai. Chương 677. Đạt được tiên cơ. Sao vậy? Hạ Hải Vĩ cảm giác được cái gì đó. Bị người ám hại. Diệp Phàm hung hăng nói ra những lời này. Rốt cuộc sao lại thế này? Mẹ kiếp, dám hại anh em tôi, nói nhanh lên, tôi sẽ đánh gãy chân nó. Hạ Hải Vĩ giống như thổ phỉ, nói ra những lời thô tục. Nhưng anh ta rất thành thật, đương nhiên, cũng chỉ có thể trước mặt người anh em Diệp Phàm anh ta mới có thể như thế. Buổi tối đến nhà hàng Bát Bảo. Diệp Phàm đem sự việc thuật lại một lần, đương nhiên, cũng có ý nhờ Hạ Hải Vĩ giúp đỡ. Diệp Phàm có chút lo lắng Lý Sương Hải sẽ coi mình như một quân cờ để lợi dụng, sẽ không suy xét đến ích lợi được mất của chính mình. Cho nên đi vòng muốn nhờ Hạ Hải Vĩ ra mặt, mượn một chút lực lượng tỉnh thính. Trong điện thoại không thấy nói nửa lời, phỏng chừng Hạ Hải Vĩ đang suy tính được mất. Dù sao người đối mặt với Diệp Phàm chính là Mâu Cương, việc này chỉ có điều phải trực tiếp xung đột người. Ba của anh ta là chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy tên tuổi vang dội, mà Hạ Hải Vĩ hiện lại ở kết cốt mắt trên, nếu bởi vậy mà chuyện mình đi Đức Bình bị thất bại thì thật đáng tiếc. Đương nhiên,
Diệp Phàm cũng không nói ra Hứa Thông liên quan đến việc này, sợ dọa Hạ Hải Vĩ chạy mất. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng muốn mượn việc này để xem Hạ Hải Vĩ có phải người có đáng tin cậy hay không. Nếu lời nói đưa đẩy chứng tỏ người này không thể kết thân, chỉ có thể làm bằng hữu bình thường. Chú em Diệp, có cái gì cứ nói thẳng, anh Hạ này sẽ giúp bất cứ giá nào. Hạ Hải Vĩ đồng ý tương trợ, cũng khiến cho Diệp Phàm tương đối vui mừng. Cười nói, không cần anh trực tiếp ra tay, tôi muốn mượn dùng lực lượng trên sở của anh, theo dõi đám người Mâu Cương kia, có cái gì nói thẳng cho tôi, về phần thi thố áp dụng thế nào tôi sẽ nghĩ cách. Đương nhiên, việc này anh bí mật đi làm, tốt nhất ngay cả bí thư lý cũng không cần nói, để khỏi phải phiền toái không cần thiết, trước mắt án này do phân cục Đông Thành xử lý, không cần ảnh hưởng tới việc lên chức của anh Hạ. Chú em nói thế thì coi anh như người ngoài rồi, tôi sẽ kín đáo theo dõi. Yên tâm, tôi sẽ chọn người hoàn toàn của tôi. Còn muốn áp dụng thi thố cái gì ông anh này tuyệt đối không qua loa, anh chờ nghe tin tức tốt là được. Mâu Cương phải không, còn là đồng sự của anh, phòng tổng hợp, khiến anh ta phi mất hai răng cửa thật hay, ha ha ha. Hạ Hải Vĩ rất thẳng thắn. Cụng ly rượu, thằng nhóc kia được thả rồi à. Nghe xong Mâu Cương nói, khóe miệng Hứa Thông co giật vài cái, u ám như mực. Phó hiệu trưởng Lan Đại học Hải Giang bảo lãnh, thằng nhóc này lại chó ngáp phải ruồi, ông đây còn đi mất hai răng cửa, việc này không thể để yên, không đem hắn làm cho thối, tôi sẽ không phải Mâu Cương. Mâu Cương bụng miệng mình, thiếu chút nữa cắn vào môi. Đừng nóng vội, tuy nói tạm thời được thả ra, nhưng hắn vẫn là kẻ tình nghi, chắc chắn không thể rửa sạch tội, chỉ cần tạo thành bằng chứng. Ta xem Lan Cơ Văn còn có thể bảo đảm cho hắn được không? Hứa Thông này sinh ác độc. Đúng vậy, chỉ cần tạo thành chứng cứ, hắn muốn trở tay cũng không có khả năng. Hơn nữa, 3 ngày nữa là kết thúc khóa huấn luyện rồi, anh Hứa, anh phải nắm chặt. Chỉ cần nắm chặt không tha, tôi tin tưởng, hắn sẽ bị ra khỏi danh sách cán bộ thanh niên dự bị huấn luyện trường đảng Trung ương. Tốt nhất là đem thằng nhãi này nhốt vào đại lao, mẹ kiếp, xem hắn còn có thể làm gì. Mâu Cương gần như nghiến răng nghiến lợi, bặm miệng lại, phát hiện răng cửa hở, lại than vãn tiếc nuối chiếc răng của mình, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Việc này trước mắt tôi không ra mặt, ba anh là chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy, lấy chút gì còn không dễ dàng hay sao? Hứa Thông cười nói, việc này dễ thôi, sau khi tôi trở về lập tức sẽ làm, chỉ có điều không thể để bì cổ rơi vào tay hắn. Mâu Cương nói, phải nhanh chóng đưa đi, Thẩm Khai. Việc này cậu làm đi. Hứa Thông phân công. Việc này quá đơn giản, tìm một chỗ nhốt lại là được. Thẩm Khai hắng giọng cười nói. Thẩm Khai đi không được hay lắm, phỏng chừng chuyện lần trước Thẩm Khai đã bị thằng họ Diệp theo dõi. Hơn nữa, Lý Sương Hải có vẻ sẽ giúp họ Diệp, bằng không tối nay họ Diệp không thể ra được. Thẩm Khai sẽ là mục tiêu rất lớn, không chừng sẽ bị Lý Sương Hải theo dõi. Mâu Cương lắc đầu, cảm thấy không ổn. Đương nhiên, chúng ta nghĩ được thì người khác cũng nghĩ được. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có một chỗ thích hợp nhất. Lúc này Phượng Tam ra bên cạnh uống một ngụm, hai đồng tiền, rung đùi đắc ý nói. Nói nghe thử xem nào, đừng thừa nước đục thả câu, lần này không cho thằng họ Diệp đó biết thế nào là lễ độ, thì Hứa Thông tôi sống không yên. Hứa Thông gần như nghiến răng. Trực tiếp giấu trong nhà Mâu thiếu gia. Tôi tin tưởng Lý Sương Hải ít nhiều cũng phải nể mặt chức danh chủ nhiệm phòng điều tra của ba anh Mâu. Phượng Tam gia đưa ra mưu ma trước quỷ. Điều này chưa thể khẳng định an toàn 100%, cha tôi chỉ là một cán bộ cấp giám đốc sở, hơn nữa phòng điều tra tỉnh ủy tên tuổi vang danh, kỳ thật chỉ có thể cố gắng không nịnh hót để sống. Lý Sương Hải là một chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, chưa chắc đã sợ ba tôi. Mâu Cương nói tới đây, liếc mắt nhìn Hứa Thông một cái. Nói, hay là giấu trong nhà Hứa Thông, dựa vào chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy của bác Hứa, lại ở khu nhà riêng của cán bộ tỉnh ủy nữa, không có giấy thông hành đặc biệt thì không thể vào được. Lý Sương Hải dù có trăm lá gan cũng không dám vào. Phải làm độc một chút, muốn đem dấu bì cổ 100% an toàn, việc này trôi qua, Diệp Phàm vào nhà giam, khi đó hắn làm gì có cách nào trở tay. Nhà tôi an toàn thì an toàn đấy. Tuy nhiên ông già phải vài ngày nữa mới ra nước ngoài, ông ấy ở nhà không bố trí được tốt. Hứa Thông lắc lắc đầu, đương nhiên không muốn đem quả bom bì cổ về nhà giấu. Lúc này Thẩm Khai ngồi một bên cười nói. Tôi nghĩ đến một chỗ khác tuyệt đối an toàn,
các người đã quên quân khu tỉnh Tào Hồng lớn nhỏ sao? Nhà bọn họ ở tại quân khu, hơn nữa là tòa nhà cao nhất quân khu, không có giấy thông hành tuyệt đối không vào được. Hơn nữa, ba của Tào Hồng là phó tư lệnh quân khu tỉnh, nhà riêng của ông ta chắc chắc có người canh gác. Hơn nữa, hai ngày trước tôi nghe anh ta nói trong nhà có người thân đến, dẫn theo con nhỏ, đang muốn tìm bảo mẫu, chúng ta đưa Bì Cổ đi làm bảo mẫu, dặn dò cô ta đừng ra ngoài là được. Ha ha ha! Trong phòng vang lên những cười hiểm độc. Vẫn là đầu óc Thẩm Khai sáng suốt, Lý Sương Hải dù có lợi hại, ông ta cũng không dám cầm súng vào quân khu điều tra phải không? Ông ta dù có lá gan to, cũng phải có quyền lực mới được. Hứa Thông luôn miệng khen, khiến Thẩm Khai vô cùng vui sướng. Diệp Phàm vừa mới trở về trường đảng, nhìn chung đã sửa chữa xong bài tổng kết đợt huấn luyện, thời gian đã đến 11 giờ, màn đêm đã buông xuống rất sâu. Ngày mai dự đoán bão táp sẽ đến, ha ha. Diệp Phàm thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, sớm đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng trong lòng âu sầu khó có thể tiêu tan ngay, biến số của việc này nhiều quá. Không lâu, theo dõi thời gian dài ở lầu Sở Thiên thuộc Thủy Châu, người của phủ họ Diệp, Trần Khiếu Thiên gọi điện thoại tới, nói là không phát hiện ra Mâu Cương có hành động gì lạ, chỉ uống rượu ở Hoàng Thành, anh ta cùng đám người Hứa Thông, Thẩm Khai uống rượu nói chuyện phiếm. Ở cùng chỗ với mấy người Hứa Thông, quái, bọn chúng chẳng lẽ không hành động gì? Diệp Phàm miệng thì thào, đột nhiên mọi việc trước mắt trở lên tối sầm, vội hỏi. Ông Trần, có thấy cô nàng Bì Cổ kia không? Chính là cô nàng mông to hả? Trần Khiếu Thiên hỏi lại. Đúng vậy, biệt danh mông lớn, không khác lắm so với cái chảo sắt, liếc mắt một cái có thể thấy được. Tôi nghi cô ta là người của Hứa Thông, phỏng chừng việc này là Hứa Thông bắt cô nàng kia hãm hại ta. Diệp Phàm trao mày nói. Không có, tôi còn đi tìm xung quanh, không phát hiện ra cô nàng nào như vậy, chỉ thấy vài cô mông bé, đang chơi trò chơi cùng mấy người Hứa Thông. Trần Khiếu Thiên trêu chọc nói. Không thể tưởng tượng lão này cũng có lúc khôi hài, xem ra những người cổ hủ cũng không phải tất cả đều có một khuôn mặt, bọn họ cũng chỉ là người thôi. Không có, chẳng nhẽ bị Hứa Thông giấu rồi, hay là đã đưa đi đâu. Trong lòng Diệp Phàm nóng lên, không thể tưởng tượng Hứa Thông ra tay nhanh như vậy. Chính mình đã bố trí Trần Khiếu Thiên hành động ngay, chẳng lẽ mình vừa đi thì Hứa Thông đã đưa Bì Cổ đi. Đã mất cơ hội đầu tiên rồi. Có khả năng, công tử cho tôi biết đi. Khi này trong đó phỏng chừng cũng chậm trễ vài giờ, Hứa Thông cũng đủ thời gian đem giấu cô nàng đại mông kia đi. Nếu không như vậy, tôi sẽ xuống tay, bắt toàn bộ bọn người Hứa Thông, Mâu Cương về sơn trang của chúng ta, tôi không tin bọn họ có thể ngạo mạn nữa. Giọng nói Trần Khiếu Thiên đột nhiên trở lên trầm ngâm. Ông già này, phỏng chừng lại muốn xử bọn chúng không theo quy tắc, phi thường, rồi, phỏng chừng muốn giết người cũng nên. Diệp Phàm trong lòng kinh sợ, khẩn trương nói. Không cần, một chuyện nhỏ, không cần như vậy. Ông Trần, hiện tại đang là xã hội pháp chế, có chính phủ và bộ máy chấp hành pháp luật, không thể vì chúng ta mà làm sằng bậy. Đối với việc giết người phóng hỏa mà nói, mặc dù ông làm bí mật, cũng sẽ có lúc bị lộ, ông trời có mắt, ngàn vạn lần đừng có làm việc ngốc, không đáng đâu. Đương nhiên, ông giúp tôi theo dõi bọn chúng là được, việc bên này tôi sẽ tìm cách khác. Tôi tin rằng cô nàng Bì Cổ kia dù đã rời đi thì cũng không đi được xa. Diệp Phàm gác điện thoại, sau đó trực tiếp gọi đến chỗ Lý Sương Hải. Sau khi nghe nói Bì Cổ không ở nhà hàng Bát Bảo, Lý Sương Hải cũng rất sửng sốt, trầm ngâm một lát nói. Diệp Phàm, cậu phải chuẩn bị cả tình huống xấu nhất. Có lẽ chuyện này nhất thời nửa phần cũng không giải quyết được. Nếu Bì Cổ còn ở Thủy Châu, còn dễ giải quyết một chút, nếu đã rời khỏi tỉnh, sẽ rất phiền toái. Trung Quốc lớn như vậy, muốn tìm một người như mò kim đáy bể. Kể cả vẫn ở Thủy Châu, thành phố chúng ta có trên 5 triệu nhân khẩu, cũng không khác mò kim đáy bể lắm. Tuy nhiên, tạm thời còn chưa xác định Bì Cổ có về nhà hay không, tôi lập tức phái người điều tra một chút. Nếu thật sự mất tích tôi sẽ lập tức hành động, phát động toàn bộ nhân viên tìm kiếm. Tuy nhiên, cậu Diệp, thành phố Thủy Châu này, không giống với Mạc Hương của cậu. Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các cấp lãnh đạo tỉnh, tất cả đều theo dõi hành động của chúng ta. Làm động tác quá lớn là không được, ví như nói tìm kiếm toàn thành. Trừ khi gặp vụ án đặc biệt lớn, giống như chuyện cô nàng Bì Cổ này, bây giờ còn chưa xác định rõ cô ta đã rời đi chưa hay ẩn nấp chỗ nào rồi, cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể âm thầm lục soát mà thôi.
Nếu Bỉ Cổ phạm tội giết người, đương nhiên chúng ta có thể lục soát toàn thành. Tuy nhiên Bỉ Cổ lại không như vậy, chỉ là một người tình nghi thôi. Lý Sương Hải nói xong câu cuối, giống như những lời xuất phát từ nội tâm. Chương 678, Điều binh khiển tướng. Sau khi buông điện thoại, Diệp Phàm mặt đen sầm lại, mắng. Phỏng chừng họ Lý kia cơ bản không bắt đầu hành động, hoặc là anh ta có mưu đồ khác. Sẽ không phải là muốn lấy Bỉ Cổ làm mồi nhử, sau đó, khiến ta thành quân cờ để đấu một trận lớn với Tôn Tử, chim cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên việc này không thể chờ đợi, chỉ có 3 ngày thời gian, ban huấn luyện sẽ kết thúc. Ngày mai Hứa Thông và Mâu Cương nhất định sẽ ra tay. Phỏng chừng sẽ trực tiếp đến trường đảng tỉnh ủy, cho đến khi khóa học kết thúc, ta chắc chắn thành danh nhân rồi, ẩu đả cái gì, phạm tội, hiểu được nháo tâm. Ngẫm nghĩ lại một chút, lại nhấc điện thoại lên, nói. Trương Cường, cậu lập tức dùng năng lực điều tra tình báo báo săn, điều tra rõ cho tôi 3 người là trưởng phòng Mâu Cương của Cục Hình sự Sở Công an tỉnh Nam Phúc, Phó Cục trưởng Hứa Thông của Cục Kiểm sát chống tham nhũng của tỉnh, cùng với Thẩm Khai của tập đoàn Tinh Huy. Sao lại vậy anh Diệp, bọn họ làm gì anh à? Trương Cường lập tức kích động, cảm thấy vô cùng hứng thú. Là thế này, buổi tối tôi ở nhà hàng Bát Bảo. Diệp Phàm kể qua tình hình lại với Trương Cường. Mẹ kiếp, dám vu cáo hãm hại anh Diệp, tôi lập tức phái người đi điều tra quanh đất Thủy Châu. Đương nhiên, sẽ không để anh Diệp lo lắng, chúng tôi tự sẽ có biện pháp. Nếu Bỉ Cổ còn chưa rời khỏi Thủy Châu, tôi tin tưởng có thể bắt cô ta trong phạm vi Thủy Châu. Về tư liệu 3 người Hứa Thông, tôi lập tức đi điều tra. Trương Cường tức giận nói. Trương Cường, việc này không ổn, không thể phái nhiều người làm, ảnh hưởng không tốt. Báo săn có kỷ luật riêng, chúng ta làm lãnh đạo, không thể làm trái được, nếu có người bắt được, sẽ rất phiền toái. Huống chi báo săn cũng không phải của chúng ta, cậu chỉ cần điều tra rõ tư liệu về bọn chúng, mặt khác không cần phiền đến cậu. Diệp Phàm khẩn trương nói, chỉ sợ gặp phải điều gì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Trương Cường. Phải biết rằng báo săn có kỷ luật nghiêm, đối với việc an toàn quốc gia không liên quan thì không cho phép nhúng tay vào. Phỏng chừng, bên trong báo săn chắc chắn có bộ phận giám sát điều này, nếu gây động phỏng chừng người ta đã biết rồi. Không có việc gì anh Diệp, tôi sẽ có biện pháp. Cái này gọi là làm cấp trên có chính sách, cấp dưới có đối sách. Tôi nghĩ dù bộ phận giám sát có biết chúng ta là lãnh đạo vì làm trong sạch chính mình, điều này có gì là trái với kỷ luật. Không chừng bọn họ cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, như vậy không phải sẽ chẳng có chuyện gì sao. Huống chi chúng ta sẽ thực hiện bí mật, quyết tâm sẽ không nhắc đến tên anh Diệp. Hơn nữa, một đại đội báo săn cũng không có bao nhiêu người, bình thường quân đội một đại đội có trên dưới 120 người, mà tất cả quân binh chúng ta đều là tinh anh, cho nên biên chế đã rút lại. Một đại đội chỉ có đến 30 người, sắp xếp mới 10 người, không có ban, 2 người thành một đội. Đừng xem quan binh chính thức báo săn chúng ta có 300 người, muốn làm hậu cần có thêm hàng ngàn người. Chúng ta cần lấy hậu cần làm trọng, toàn bộ vì quân chính quy báo săn phục vụ. Anh Diệp có thể chưa rõ lắm, tuy nói quân chính quy báo săn và hậu cần tổng cộng cũng hàng ngàn người, nhưng cấp bậc cũng không phải là thấp. Cho nên, gọi là binh đoàn báo săn, kỳ thật phó quân đoàn binh đoàn báo săn Vịnh Lam Nguyệt, mà nòng cốt đương nhiên là lãnh đạo tổ nòng cốt thứ 8 tổ đặc nhiệm A của quốc gia. Tổ nòng cốt thứ 8 cấp bậc là cao, phỏng chừng có thể so sánh cùng phó quân khu lớn. Cho nên, anh yên tâm, không cần hành động quá lớn, toàn bộ đều là thân tín của tôi. Thái độ Trương Cường rất kiên quyết. Ồ, thì ra là thế, tôi không có việc gì Trương Cường, cậu phải hiểu được, dù sao tôi cũng không phải là quân dân, chỉ có điều giữ chức phó soái, chỉ là có danh thôi. Diệp Phàm khuyên, tôi hiểu, anh Diệp, tôi sẽ không để mình gặp phiền toái. Nói thật, có thể giúp sức cho đại cao thủ như anh Diệp, dù là vào hang cọp cũng đáng, về sau làm lái xe riêng cho anh Diệp, làm tay đấm ngầm vài lần cũng có hứng thú, ha ha ha. Trương Cường lên gân, đột nhiên mỉm cười, hạ quyết tâm dù Diệp Phàm có khuyên can. Ôi, anh em tốt! Diệp Phàm thở dài. Trước mắt cũng chỉ có thể chờ đợi. Ngẫm nghĩ một chút lại gọi điện thoại cho Hạ Hải Vĩ. Hạ Hải Vĩ cũng đã hành động rồi. Nói là đã sớm cho người theo dõi. Hiện tại lại tăng số người điều tra cô nàng tên Bỉ Cổ. Mãi cho đến tận sáng, Diệp Phàm cũng chưa chợp mắt, tuy nhiên,
cuối cùng kết quả cũng làm người ta tương đối thất vọng. Trương Cường báo lại không có tìm được người tên là Bì Cổ. Tuy nhiên, chi tiết về cô nàng tên Bì Cổ do báo săn điều tra đã rõ như ban ngày, khiến Diệp Phàm không thể không cảm thán trước hiệu suất làm việc của báo săn. Nghe nói cô này hợp tác với Hứa Thông, bởi vì Hứa Thông thích trò chơi Mông, cho nên lấy một cái tên cùng âm với Mông là Bì Cổ để gọi thôi. Tên thật của cô này là Hoàng Hoa Thái, 21 tuổi, đến từ vùng núi xa xôi Đại Hưng An. Cô này mông mau vượt qua dân quê khi bằng chậu rửa chân, đừng xem Hoàng Hoa Thái đã tiếp Hứa Thông hơn một năm, cô này không ngờ có chỗ hay. Mà Hứa Thông cho Hoàng Hoa Thái nhiều tiền, nghe nói cô này gửi về nhà xây được một tòa nhà 3 tầng, có những 20 phòng, ở chỗ núi Đại Hưng An còn mở một khách sạn. Đương nhiên người nhà Bì Cổ không biết điều này, làm cho hàng xóm nhìn với ánh mắt hâm mộ, cũng không biết con gái mình dùng chính mông mình để đổi lấy. Trương Cường nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, đêm qua sau khi nhận được chi tiết Bì Cổ, lập tức phái người đêm tối đến nhà ba mẹ Bì Cổ ở núi Đại Hưng An. Không lâu sau Lý Sương Hải cũng điện thoại đến, nói là đến sáng nay cũng không phát hiện cô nàng Bì Cổ kia ở đâu, phỏng chừng đã rời đi hay là trốn đi, việc này có nội tình. Xem ra Mâu Cương và Hứa Thông đã sớm sắp xếp, lần này không muốn đưa Diệp Phàm vào đại lao là không thể. Vừa mới gác điện thoại, Lý Sương Hải cũng liền đi vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy, vào văn phòng chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Mã Quốc Chính. Tối hôm qua đám người Hứa Thông kia có hành động gì không? Xem ra Mã Quốc Chính đã sớm biết được, quét mắt nhìn Lý Sương Hải một cái trực tiếp hỏi. Bản thân Hứa Thông thực ra không có hành động gì, cùng Mâu Cương ở Hoàng Thành uống rượu cả đêm, uống rượu nói chuyện phiếm, chơi bời vài cô gái lêu lổng. Lý Sương Hải nói, không có chút gì bất thường sao? Mã Quốc Chính đột nhiên nhíu mày lại. Có, phỏng chừng dùng để hãm hại Phó Chủ tịch huyện Diệp Phàm từ Ngư Dương đến, một người tên là Bì Cổ, tên thật là Hoàng Hoa Thái hình như đã mất tích. Đến sáng nay, tôi phái người cũng không điều tra ra tung tích cô ta. Đến nhà hàng Bát Bảo điều tra, họ nói nữ nhân viên phục vụ kia đã sớm bỏ việc, hôm qua cũng đã phát tiền lương, có lẽ đã về nhà. Đây đương nhiên là họ nói vậy, tôi điều tra rõ về Bát Bảo, phát hiện Bì Cổ mới làm ở Bát Bảo chưa lâu, không đến 3 tháng. Việc này có chút không bình thường, chẳng nhẽ Hứa Thông đã sớm tính kế hại Diệp Phàm, cho nên, Bì Cổ là do họ xếp vào nhà hàng Bát Bảo. Vẻ mặt Lý Sương Hải có chút nghiêm trọng, nói. Ừ, rất có khả năng, xem ra bọn họ kết thù kết oán đã lâu. Tuy nhiên, Bì Cổ này trốn đi, Phó Chủ tịch huyện Diệp Phàm chắc chắn sẽ phiền toái. Cậu nói xem, Diệp Phàm có thể đọ cùng Hứa Thông không, hắn có khả năng phân cao thấp với Hứa Thông không? Chỉ sợ thực lực quá yếu. Mã Quốc Chính như chuyện hài, quét mắt nhìn Lý Sương Hải một cái. Tên Diệp Phàm này tuy xuất thân không có gì lớn, nhưng tôi cảm thấy người này không đơn giản. Lần trước chúng ta mượn tay của hắn giết người phạm tội, cơ hội này tỉnh ủy bắt Hứa Vạn Sơn, kẻ đắc lực cho Đặng Kiến Quân. Nghe nói rất vừa lòng bí thư tỉnh ủy Quách, nói phải một lần gặp đồng chí công thần Diệp Phàm. Lý Sương Hải thật ra vì Diệp Phàm nói một vài lời hay. Ừ, thằng nhóc kia hẳn là một phúc tướng. Nghe nói thân thủ không tồi, nhưng thật ra có thể lung lạc lại đây hay không? Nếu lần này có thể mượn tay hắn để làm Hứa Vạn Sơn chịu một vố đau, bí thư Quách kia nói không sai, thật đúng là phải gặp hắn một lần. Tuy nhiên, lực lượng của hắn quá yếu, so với Hứa Thông còn kém xa, nếu phải đấu một trận, chúng ta phải giúp đỡ hắn một chút. Bằng không, lực lượng cách quá xa, bị đấu gục ngay còn có ý nghĩ gì chứ? Ha ha! Mã Chính Quốc cười. Đột nhiên trong lòng trầm tư. Không phải. Lý Sương Hải đột nhiên lắc đầu. Ồ, Sương Hải, ông còn điều gì cần nói? Mã Quốc Chính hơi ngạc nhiên một chút. Phỏng chừng vài giờ nữa, ba của Mâu Cương, cũng chính là chủ nhiệm phòng điều tra tỉnh ủy Mâu Tư Thành hẳn là sẽ hành động, dự đoán sẽ trực tiếp đến trường đảng tỉnh ủy. Phòng điều tra tỉnh ủy làm phiền xuống, Cục Công an thành phố Thủy Châu chúng ta cũng không làm được gì. Kết quả đành phải đem Diệp Phàm về phân cục Thành Đông khảo tra. Diệp Phàm đi vào, màn kịch sẽ bắt đầu. Lý Sương Hải đột nhiên mỉm cười. Trò hay, có trò gì hay xem. Diệp Phàm bao nhiêu tuổi, có thể đấu được phòng điều tra tỉnh ủy, đổi lại là tôi, cũng có chút nể nang. Tuy nói phòng điều tra tỉnh ủy chỉ có một ít nhân viên làm việc vặt, nhưng Mâu Cương lần này cũng bị Diệp Phàm đánh gãy hai răng cửa, hơn nữa đồng bọn anh ta cũng có ba người bị gãy chân tay.
điều này theo pháp luật đã cấu thành phạm tội, hơn nữa thương cũng không nhẹ. Diệp Phàm không tìm được chứng cứ có lợi, hắn sẽ phải ngồi tù. Hơn nữa con trai Hứa Vạn Sơn là Hứa Thông cũng không phải cái đèn cạn dầu, ở cái thành phố Thủy Châu này, anh ta cũng có khá nhiều nơi để lợi dụng. Dù sao ba anh ta cũng là nhân vật số một của tỉnh, các khâu ngành trong tỉnh đều phải nể mặt anh ta. Diệp Phàm đi vào, cậu muốn mượn tay hắn làm ầm ĩ điều gì, việc đó sẽ khó khăn. Hơn nữa, việc này cần chút khéo léo, Hứa Thông thế nào lại kết thủ oán với Diệp Phàm, hai người không liên quan với nhau. Căn bản là không ở cùng tầng lớp, ôi! Mã Quốc Chính không có từ nào thở dài, đương nhiên không phải vì kêu oan cho Diệp Phàm. Chỉ có điều hơi có cảm giác tiếc nuối. Về việc kết thù kết oán tôi thật ra có thể đoán ra. Gần đây ban tổ chức cán bộ trung ương không phải muốn làm một ban huấn luyện cán bộ trung ương trường đảng, trước mắt đang lựa chọn cán bộ trẻ tuổi của các tỉnh. Nghe nói Hứa Thông và Diệp Phàm hiện đang là thanh niên ưu tú đang học tập tại trường đảng tỉnh ủy. Hai người này là bạn học ở trường đảng. Tuy nhiên, ở nửa kỳ trước chính thức tuyển lớp trưởng, Hứa Thông thất bại thảm hại, đã bị mất mặt rất nhiều. Bởi vậy, chức lớp trưởng kia không tới tay, kết quả cũng bị gạch tên khỏi lớp bồi dưỡng thanh niên do ban tổ chức trung ương tổ chức. Chương 679, Oai Phong. Cho nên, chuyện kết oán thù là rất có thể. Trước mắt Hứa Thông vẫn muốn hại Diệp Phàm vào tù, chắc hẳn danh sách huấn luyện kia vẫn còn biến số đó. Lý Sương Hải trên mặt lộ vẻ thản nhiên. Ha ha, không cần phải nói là Diệp Phàm vào tù, vì tội danh này sẽ bị hiềm nghi mất mấy tháng liền, ắt hẳn danh sách kia phải đổi chủ rồi. Hứa Thông tính toán giỏi thật đó. Mã Quốc Chính không khỏi tán dương. Cũng chưa chắc, Diệp Phàm cũng không phải cái đèn cạn dầu. Lý Sương Hải đột nhiên lắc đầu cười, nhả khói nói với Mã Quốc Chính. Sao, chẳng lẽ tên nhãi kia thực sự có chút lai lịch? Mã Quốc Chính liếc nhìn Lý Sương Hải cười nói. Lai lịch, tôi cũng không biết có tính là lai lịch hay không. Lần trước ở nhà hàng Bát Bảo, tôi định mời Diệp Phàm một bữa cơm, vì lần trước chuyện đưa Đặng Kiến Quân xuống cậu ta cũng nhiều công sức vì tôi, cho nên muốn mời một bữa cơm để cảm ơn. Nhưng không ngờ bản thân cậu ta cũng đang mời khách ở Bát Bảo. Vào trong phòng mới phát hiện khách mời là một nhân vật quan trọng. Ngài đoán xem là ai? Lý Sương Hải mỉm cười. Vẻ mặt thần bí. Không phải là ủy viên thường vụ tỉnh nào chứ? Mã Quốc Chính cao hứng, cả người đều thẳng lên. Không phải. Lý Sương Hải kích thích sự tò mò của Mã Quốc Chính. Nói thẳng ra đi, không có thời gian cho cậu vòng vèo đâu, ha ha ha. Mã Quốc Chính nhả khói cười nói. Thiết Chiêm Hùng ở Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu. Sau khi Lý Sương Hải phun ra câu này cũng tương đối kinh ngạc. Vì ông ta phát hiện Mã Quốc Chính phản xạ có điều kiện đứng bật dậy. Ngay cả điếu Trung Hoa đang ngậm trên miệng cũng cầm xuống tay, trong lòng chấn động. Lý Sương Hải suy nghĩ, nghe nói Thiết Chiêm Hùng là đoàn trưởng binh đoàn báo săn, dù có là đoàn trưởng một binh đoàn đặc biệt thù cũng không thể làm cho bí thư Mã thất thố vậy chứ, chuyện này rốt cuộc là sao? Bọn họ có quan hệ gì? Mã Quốc Chính khôi phục bình tĩnh trong giây lát, hỏi. Nghe nói là đã kết nghĩa anh em. Lý Sương Hải nói ra câu này, làm Mã Quốc Chính khó có thể giữ được bình tĩnh, kêu lên thất thanh. Kết nghĩa anh em rồi. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lý Sương Hải, Mã Quốc Chính lập tức cười nói. Nếu quả thực là như vậy, thì thủ đoạn của Hứa Thông đối với Diệp Phàm sẽ là một đổi một rồi. Bí thư Mã, chẳng lẽ Thiết Chiêm Hùng kia thực sự là một nhân vật lớn? Lý Sương Hải có chút nghi hoặc, không kìm được bèn hỏi. Bọn họ biểu hiện thân thiết lắm à? Mã Quốc Chính không đáp mà hỏi ngược lại. Lúc đó ở Bát Bảo các biểu hiện của hai người tương đối tự nhiên, Diệp Phàm gọi Thiết Chiêm Hùng là anh Thiết, Thiết Chiêm Hùng gọi Diệp Phàm là cậu em Diệp, hình như quan hệ rất thân thiết. Lý Sương Hải nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ha ha ha. Mã Quốc Chính đột nhiên cười phá lên, liếc mắt xem xét Lý Sương Hải một cái, nói. Đối với chuyện của Diệp Phàm, anh kéo được thì kéo trước đi. Tốt nhất là cứ để bọn họ đấu với nhau một trận, nếu có thể dụ được người phía sau ra mặt thì càng tốt. Tôi tin, Thiết Chiêm Hùng chắc chắn sẽ không để cho người anh em kết nghĩa này vào tù đâu, kịch hay thật sự bắt đầu rồi. Hươu chết về tay ai, ha ha, kết cục đã được định rồi. Một câu kết cục đã được định đã khiến cho Lý Sương Hải phải cân nhắc, cuộc đua vẫn chưa bắt đầu bí thư Mã Quốc Chính này đã thấy được kết cục rồi. Rốt cuộc ai thắng ai thua,
trừ phi Diệp Phàm và Hứa Thông phải có một bên thế rất mạnh. Nếu Mã Quốc Chính nói Hứa Thông thắng thì còn có lý, nếu nói Diệp Phàm thắng là kết cục đã định thì phải suy xét lại. Cái này căn bản là dựa vào Thiết Chiêm Hùng, tướng quân Thiết kia chắc chắn là một pho tượng đại thần, phân lượng còn cao hơn so với ủy viên thường vụ Hứa Vạn Sơn nhiều. Kéo, sao mà kéo được? Nếu mà kéo thì cái danh sách Diệp Phàm chẳng dễ dàng gì mới kiếm được kia chắc hẳn sẽ bay mất. Lý Sương Hải có chút không đành lòng, dù sao Diệp Phàm cũng giúp ông ta nhiều, tim con người cũng là máu thịt mà, ông ta còn có một món ân tình với Diệp Phàm. Ha ha, chuyện này không phải là không có cách, thiệt hại càng nhiều, tôi tin rằng hai người sẽ càng đấu hăng. Mã Quốc Chính nhẹ nhàng gõ gõ bàn, đột nhiên thu lại vẻ tươi cười, nghiêm túc nói. Sương Hải, cậu cứ vận dụng thân phận sở tỉnh của mình thì sẽ lập tức điều tra được tung tích của Bì Cổ, đã nắm được tài liệu trong tay, chúng ta có thể vận dụng nó một cách linh hoạt. Lý Sương Hải cũng đoán ra được một số những tính toán của Mã Quốc Chính, nhưng đối với chuyện đấu đá nhau giữa Hứa Thông và Diệp Phàm, Lý Sương Hải không thể không coi trọng được. Trong lòng thấy rất buồn bực, cảm thấy bí thư Mã hình như tương đối kiêng kỵ Thiết Chiêm Hùng kia. Thật là kỳ lạ, một đoàn trưởng của binh đoàn bộ đội đặc chủng thì có gì đáng sợ. Mã Quốc Chính đường đường là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật kiêm giám đốc sở công an tỉnh, quan to cấp phó bộ, nói là nắm đại quyền trong tay cũng không quá, chẳng lẽ lại sợ một đoàn trưởng nhỏ bé. Nhưng, cái tên Thiết Chiêm Hùng kia cũng kỳ lạ, là một đoàn trưởng binh đoàn không ngờ lại cấp bậc thiếu tướng, thực sự không thể tưởng tượng được, Lý Sương Hải đương nhiên là không thể hiểu rõ được sự kỳ diệu này rồi. Nhưng, Mã Quốc Chính lại biết rõ năng lượng của Thiết Chiêm Hùng. Trên phạm vi lớn mà nói, Thiết Chiêm Hùng là tổng lãnh đạo của phòng ban chấp pháp cường lực của quốc gia như binh đoàn đặc công, công an, an ninh 7 tỉnh Nam Bộ. Đương nhiên, phía Nam mà có phát sinh chuyện trọng đại, nguy hiểm cho quốc gia đại sự Thiết Chiêm Hùng có toàn quyền điều động mấy phòng ban đó hoặc bộ đội phối hợp hành động. Bình thường cũng không có bao nhiêu quan hệ trực thuộc. Tuy nhiên, dù là như vậy, năng lượng của Thiết Chiêm Hùng cũng là cho Mã Quốc Chính kiêng kỵ. Nếu Diệp Phàm người anh em kết nghĩa của ông ta thực sự bị vu cáo hãm hại vào tù, Thiết Chiêm Hùng kia không nổi trận lôi đình mới lạ. Tính tình người này nóng nảy có tiếng, nếu Hứa Thông chọc giận ông ta, chắc chắn cũng chẳng được vui vẻ gì. Dù cha của cậu ta Hứa Vạn Sơn có là nhân vật số một của tỉnh, lại là ủy viên thường vụ, nhưng nếu phải chống đỡ Thiết Chiêm Hùng, cũng phải tốn chút sức lực đó. Kết quả cuối cùng là hai bên đều thiệt hại, đương nhiên, bên Diệp Phàm sẽ bị nhẹ hơn nhiều. Cứ như vậy, có lợi cho bí thư tỉnh ủy Quách tiến thêm một bước trong việc khống chế đại cục tỉnh ủy, đây là chuyện tốt đối với Quách Phác Dương. Mã Quốc Chính cảm thấy bàn cờ này tương đối lớn, chắc chắn có thể dựa vào chuyện này mà làm được một mâm thức ăn lớn. Cho nên, Lý Sương Hải vừa mới đi ra, Mã Quốc Chính vuốt lại tóc, sửa sang lại quần áo, đi thẳng đến phòng làm việc của bí thư Quách nhân vật số 1 tỉnh ủy. Diệp Phàm chắc chắn không thể biết được vì một chuyện nhỏ của hắn mà lại dính dáng đến gút mắc giữa các ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nếu biết được ắt hẳn sẽ rụng hết cả hàm răng. May là Lý Sương Hải cũng là một tay giỏi che giấu, chỉ nói chuyện gặp Thiết Chiêm Hùng ở nhà hàng Bát Bảo. Kỳ thực lúc đó còn có Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tề Trấn Đào và Tư lệnh quân khu tỉnh Trấn Thang Thành. Hai nhân vật quan trọng này lại bị Lý Sương Hải làm biến mất. Nếu nói ra... Lý Sương Hải lo là Mã Quốc Chính sẽ không để ý đến sống chết của Diệp Phàm. Vì Tề Trấn Đào là phe bản địa mạnh mẽ, nghe nói có quan hệ liên minh với Chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm. Mà quan hệ của Diệp Phàm với Tề Trấn Đào khá tốt, mà quan hệ của Tề Trấn Đào với Bí Thư tỉnh ủy Quách Phác Dương lại không hề tốt, như vậy Bí Thư Quách sẽ ghi hận lên Diệp Phàm. Một khi Diệp Phàm bị Bí Thư Quách nhân vật số 1 tỉnh ủy này ghi hận, ắt hẳn muốn tiếp tục đi trên con đường làm quan này là không được nữa rồi. Hơn nữa, hiện nay Lý Sương Hải chỉ đi theo Mã Quốc Chính, chưa thể len vào cuộc đấu tranh của những quan lớn cấp phó bộ ủy viên thường vụ tỉnh ủy kia, có thể không dính dáng đến đương nhiên càng tốt. Làm một quân cờ nhỏ hò reo phất cờ một chút còn được. Chứ nếu thực sự bị kẹp vào đó, bị Chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm ghi hận rồi, vậy thì đau đầu lắm. Bây giờ chiều hướng của tỉnh còn chưa rõ ràng, vấn đề đứng ở bên nào tương đối quan trọng. Đúng sai là xong một đời. Đứng đúng thì đời này còn có cơ hội. Cũng có thể sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh. Cho nên, ai dám cam đoan bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương ngồi ở tỉnh Nam Phúc cả đời, ai dám cam đoan chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm một ngày nào đó sẽ không ngồi vào ngai vàng đó. Làm người, dù sao cũng phải giữ đường lui cho mình,
bằng không sau này phái bản địa đến tính sổ, ắt hẳn mình sẽ chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, Lý Sương Hải vẫn còn một băn khoăn, từ thái độ của Mã Quốc Chính cũng nhìn được chút manh mối, thì Thiết Chiêm Hùng kia quả không phải là một người đơn giản, vậy thì cũng phải suy xét cho Diệp Phàm một chút. Nếu mình diệt đối thủ cho Diệp Phàm, toàn bộ ưu đãi đều để cho mình và Quách Phác Dương mỗi người kiếm một chút. Còn nếu Diệp Phàm xui xẻo, vậy chắc chắn sẽ bị Thiết Chiêm Hùng kia ghi hận. Thiết Chiêm Hùng, một nhân vật mà ngay cả chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật tỉnh ủy Mã Quốc Chính phải thất thố, Lý Sương Hải chắc chắn là không muốn đi trêu chọc vị đại thần này rồi. Và, thông qua cuộc nói chuyện với Mã Quốc Chính, thái độ của Lý Sương Hải đối với Diệp Phàm thay đổi lớn, quyết định về sau phải tích cực tiếp cận với Diệp Phàm này. Không thể làm bạn bè tri âm thì chắc chắn cũng không thể là đối thủ. Buổi sáng không có gió thổi lay ngọn cỏ gì cả, cứ bình yên trôi qua, 3 giờ chiều, gió đột nhiên đổi hướng. Các học viên trong lớp đang nghe giảng, một đám người từ bên ngoài đi vào, đi đầu là nhân vật số 1 của trường đảng, hiệu trưởng Lôi, phía sau là hiệu phó Lâm Đức Trì, những người này đều có chung đặc điểm, đó là vẻ mặt của ai cũng nghiêm túc, xem ra đã có chuyện gì lớn xảy ra rồi. Diệp Phàm liếc mắt đã hiểu rõ, âm thầm liếc mắt nhìn Hứa Thông, cùng với Mâu Cương Thiếu hai răng cửa, thấy chân mặt hai tên này đều lộ vẻ mặt vui vì người khác gặp họa. Cái gì đến cũng đến rồi, tiếp nhận sự thật thôi. Trong lòng Diệp Phàm thở dài, cũng chẳng có gì căng thẳng. Lâm Đức Trì liếc nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt tương đối đau khổ. Hiệu trưởng Lôi Ngọc Phượng cũng không nói lời nào dư thừa, gật đầu với một người đàn ông cao gầy, người đàn ông kia cầm một tờ giấy giống như thông cáo. Bên trên hình như có đóng con dấu lớn gì đó, mở ra bắt đầu đọc. Xét thấy học viên Diệp Phàm hiện nay có hiểm nghi về thân phận, thông qua cuộc họp đảng ủy của trường, thông báo lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy quyết định như sau. Miễn chức phụ lớp trưởng của học viên Diệp Phàm trong khóa học anh tài vượt thế kỷ, ngừng phát giấy chứng nhận huấn luyện, hủy bỏ tư cách huấn luyện. Hủy bỏ danh sách đi học khóa học hậu bị thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy ở trường đảng trung ương. Và phải chịu sự kết hợp điều tra của tổ chức và cơ quan công an. Đồng chí Diệp Phàm tạm thời không thể rời khỏi trường đảng, bất cứ lúc nào cũng phải tiếp nhận điều tra. Sau khi tuyên bố thì không hề nói nguyên nhân, đây cũng là vì hiệu trưởng Lôi đặc biệt để lại chút thể diện cho học viên Diệp Phàm. Chính vì giữ chút thể diện này mà hiệu trưởng Lôi và hiệu phó Lâm Đức Trì mới tranh chấp với lãnh đạo xuống điều tra của tỉnh ủy nửa ngày. Chương 680, chủ nhiệm ban giám sát tỉnh ủy. Hiệu trưởng Lôi, không thể ngờ được học viên của trường đảng lại có kẻ suy đồi như vậy, đã vậy các người còn giao trọng trách cho cậu ta, chẳng những bổ nhiệm cậu ta làm lớp trưởng, mà ngay cả danh sách quan trọng đi huấn luyện ở trường đảng trung ương cũng giao cho cậu ta, đây đúng là đem chuyện tuyển nhân tài cho quốc gia ra làm trò đùa mà. Chủ nhiệm phòng giám sát điều tra tỉnh ủy Mâu Tư Thành 9 giờ sáng đã đến trường đảng, bộ dạng hùng hùng hổ hổ. Đương nhiên, Mâu Tư Thành thực sự không kiềm được mới như vậy. Nói xong câu đó thì cũng thấy có chút hối hận, dù sao Lôi Ngọc Phượng cũng là một cán bộ cấp giám đốc sở, cùng cấp bậc với mình. Hơn nữa người ta cũng thực sự là nhân vật số 1 của trường đảng tỉnh ủy là đâu chứ, là nơi bồi dưỡng cán bộ. Cán bộ bước từ đây ra cũng đã thăng lên vị trí cấp phó bộ thậm chí là bộ trưởng. Những quan cao này lẽ nào không niệm chút tình hương khói chứ? Cho nên, sức ảnh hưởng của Lôi Ngọc Phượng chưa chắc đã thấp hơn mình. Các cán bộ đi ra từ trường đảng khá nhiều, ở khắp nơi trong tỉnh Nam Phúc đều đến. Chủ nhiệm Mâu, dựa theo những tài liệu anh cung cấp, thì hiện nay đồng chí Diệp Phàm gần như chỉ là nghi phạm, Cục Công an cũng còn đang điều tra, vẫn chưa có kết luận. Cho nên, nếu phải xử lý đồng chí Diệp Phàm thì hiện nay còn quá sớm. Thái độ của Lôi Ngọc Phượng khá tốt. Hừ, người bị tình nghi, cậu ta sớm đã bị Cục Công an tiếp nhận điều tra rồi. Vì hiệu phó Lan Cơ Văn Đại học Hải Giang bảo lãnh nên tạm thời cậu ta mới không bị bắt giam. Dựa vào hành vi của cậu ta, cố ý ẩu đả dẫn đến gây trọng thương cho nhiều người, bị tù vài năm là có. Hơn nữa, hiện nay còn thêm tội cưỡng bức phụ nữ, tuy nói là chưa hoàn thành. Nhưng loại học viên có tư tưởng suy đồi như vậy, trường đảng các người còn muốn bao che cho hắn, chỉ từ một chút chuyện nhỏ này cũng có thể nói là trái với kỷ luật của tổ chức. Mậu Tư Thành quơ số tài liệu Cục Công an cung cấp, giọng lớn hơn. Có vẻ như chứng cứ trong tay là thiên hạ vô địch rồi. Chủ nhiệm Mâu, trường đảng chúng tôi chưa bao giờ bao che một tội phạm nào, trường đảng tỉnh ủy là nơi bồi dưỡng những cán bộ đủ tư cách. Hơn nữa biểu hiện của học viên Diệp Phàm rất ưu tú,
những việc làm vì trường, vì lớp mọi người đều rõ như ban ngày. Hơn nữa, chức phụ lớp trưởng của cậu ấy là do toàn thể học viên cùng bộ máy lãnh đạo trường thông qua một cách công khai, công chính, công bằng, hoàn thành dưới sự giám sát của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Trường đảng chúng tôi không chút thiên vị nào. Lâm Đức chỉ đứng bên cạnh giải thích, hơn nữa, đặc biệt nhấn mạnh nhận định. Điểm này Mâu Tư Thành đương nhiên nghe ra được, không ngờ trên mặt tên nhãi này lộ ý cười, nói. Dù vẫn chưa có nhận định, nhưng dựa vào thân phận bị nghi ngờ của cậu ta, đã không còn thích hợp để đảm nhận vị trí lớp trưởng nữa rồi. Hơn nữa đối với một đồng chí có tính nguy hại lớn cho xã hội như vậy, không đáng để nhận sự huấn luyện của trường đảng. Nghĩ đi, một đồng chí bị giam giữ ở cục công an có thể làm lớp trưởng của khóa học anh tài vượt thế kỷ, còn được phép đi học ở trường đảng trung ương nữa, chuyện này sẽ bôi nhọ trường đảng. Là không có trách nhiệm với nhân dân, là làm bại hoại thanh danh của đảng, là cực kỳ vô trách nhiệm với quốc gia, về phần danh sách huấn luyện ở trường đảng trung ương, tôi tin tưởng các đồng chí ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đồng sẽ thận trọng suy xét một lần nữa. Mậu Tư Thành tràn đầy tự tin, giống như đang cầm thượng phương bảo kiếm ép xuống. Chủ nhiệm Mâu, đồng chí Diệp Phàm đúng là không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí lớp trưởng được, chúng tôi có thể tạm dừng chức lớp trưởng của cậu ấy. Còn quyết định khai trừ khỏi lớp huấn luyện lần này, trước khi sự kiện lần này còn chưa định luận thì hơi trái với quy định rồi. Nếu cuối cùng chứng minh được đồng chí Diệp Phàm trong sạch, vậy không phải trường đảng chúng tôi xử lý qua loa chuyện hiềm nghi này quá sao? Còn chuyện hủy tư cách đi huấn luyện ở trường đảng trung ương hay không, cái này là do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy quyết định, trường đảng chúng tôi chỉ chấp hành thôi. Lôi Ngọc Phượng đương nhiên cũng không muốn vì chuyện của Diệp Phàm mà rắc rối với Mâu Tư Thành chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy nắm quyền quan trọng trong tay này. Tuy nhiên, Lôi Ngọc Phượng muốn giữ lại một đường sống, không muốn để Diệp Phàm bị lột sạch như vậy. Cái này đương nhiên cũng có nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân đương nhiên là Lôi Ngọc Phượng bận tâm đến thể diện của trường đảng tỉnh ủy. Nếu trực tiếp khai trừ rồi, lột sạch của cậu ta, đó không phải là thừa nhận trường đảng sai sót trong chuyện chọn người hay sao? Chuyện này Lôi Ngọc Phượng đương nhiên không muốn nhìn thấy rồi. Đây không phải nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chủ yếu là lần trước Diệp Phàm mời khách ở nhà hàng Bát Bảo, chuyện đem một số học viên đi kính rượu đám người Tề Trấn Đảo đã lọt vào tai Lôi Ngọc Phượng. Cái này cũng không phải nói là có người truyền ra ngoài, chuyện kính rượu chẳng có ai loan truyền lung tung. Đương nhiên có một số học viên có quan hệ khá tốt với hiệu trưởng Lôi. Nên sau khi những học viên này báo cáo chuyện đó cho Lôi Ngọc Phượng, khiến hiệu trưởng Lôi đưa ra quyết định không ngờ lựa khi chọn người đảm nhiệm vị trí lớp trưởng, lần đó đã làm quyền lực của hiệu phó Lâm Đức Trì mở rộng không ít, chuyện một phiếu chống 10 phiếu. Theo miêu tả của học viên kia, hiệu trưởng Lôi nghĩ là mối quan hệ của phó chủ tịch thường trực tỉnh Tề Trấn Đào cùng Diệp Phàm rất tốt, bằng không sao Diệp Phàm lại gọi ông ta là chú Tề. Nói đến đoàn trưởng Thiết, tư lệnh quân khu Trấn Thăng Thành cũng không làm cho hiệu trưởng Lôi coi trọng nhiều, nhưng Tề Trấn Đào thì chắc chắn không thể bỏ qua. Đây mới chính là nguyên nhân hiệu trưởng Lôi chống lại chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy. So Mâu Tư Thành với Tề Trấn Đào, bên nào nhẹ bên nào nặng nhìn vào là thấy ngay. Một người là chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy, cán bộ cấp giám đốc sở, còn một người là cán bộ phó chủ tịch tỉnh, hơn nữa còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, là đại thần ngồi ghế thứ 5 của tỉnh Nam Phúc này. Lúc này đương nhiên hiệu trưởng Lôi có xu hướng nghiêng về Tề Trấn Đào, kết quả đương nhiên Diệp Phàm là người được lợi, đối với chuyện này thằng nhãi Diệp Phàm chẳng biết chút gì. Hiệu trưởng Lôi, còn muốn tôi nói thế nào nữa, thực sự muốn tôi đem chỉ thị được phê chuẩn của hiệu trưởng Chu ra mới được sao? Mậu Tư Thành thấy muốn lập tức lột sạch của Diệp Phàm hình như hơi khó khăn. Bực bội vì Lôi Ngọc Phượng sống chết bảo vệ Diệp Phàm, cho nên cười lạnh một tiếng, rốt cục không kìm được bèn tung đòn sát thủ, nhẹ nhàng đem ra một bản chỉ thị được phê chuẩn, đưa ra trước mặt Lôi Ngọc Phượng và Lâm Đức Trì. Trên bề mặt là chỉ thị viết tay như phượng múa rồng bay của Chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm. Xét thấy thân phận bị hiềm nghi của đồng chí Diệp Phàm. Sau khi sự thật điều tra rõ ràng hy vọng hiệu phó Lôi phải xử lý nghiêm túc, giữ gìn danh dự của trường đảng, làm gương cho tất cả các cán bộ. Trước mặt Lôi Ngọc Phượng và Lâm Đức Trì chỉ là một câu ngắn ngủn, nhưng đã làm cho hai người lập tức biến sắc. Lời nói của Chủ tịch tỉnh Chu tuy vô cùng khó hiểu, phía trước còn thêm vài chữ sau khi sự thật điều tra rõ ràng, nhưng huyền cơ không phải ở đây. Là ở đâu? Chính là ở bốn chữ xử lý nghiêm túc trước mắt.
Trước khi sự việc được điều tra rõ, Chủ tịch tỉnh Chu đã hạ bút 4 chữ xử lý nghiêm túc, chứng tỏ tương đối chú ý đến chuyện này. Nếu trước khi sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng, ban lãnh đạo trường đảng còn không có động tĩnh gì trước, cũng chẳng biểu thị thái độ gì, thì đương nhiên là sau khi điều tra xong sự thật, ban lãnh đạo trường đảng cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Chu Thế Lâm chẳng những là chủ tịch tỉnh, mà còn là hiệu trưởng trường đảng, Lôi Ngọc Phượng chỉ là hiệu phó ủy viên thường vụ thôi. Nếu hiệu trưởng đã lên tiếng, mà bên Diệp Phàm đến bây giờ Tề Chấn Đào vẫn chưa hé răng, Lôi Ngọc Phượng chẳng còn lựa chọn nào khác, bên nào nặng bên nào nhẹ nhìn vào là thấy ngay. Đành phải mạo hiểm đắc tội với Tề Chấn Đào, bất đắc dĩ mà gật đầu thôi. Thấy Lôi Ngọc Phượng gật đầu, mặt Lâm Đức Chỉ tối sầm, cuối cùng nói một câu. Hiệu phó Lôi, cái này có chút không ổn, Diệp Phàm chỉ là người bị tình nghi, không phải đã khẳng định là phạm tội. Trường đảng chúng ta phải có trách nhiệm với từng đồng chí, không buông tha những cán bộ làm bại hoại thanh danh của đảng, nhưng cũng không thể làm oan một cán bộ tốt. Ông Lâm, không cần nói nữa, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Lôi Ngọc Phượng vẻ mặt trầm xuống, sắp mưa rồi, thực sự nội tâm của bà cũng đang đấu tranh. Biết rõ quyết định này có chút qua loa, dù sao chuyện của Diệp Phàm vẫn còn chưa định luận, cái này là nghi oan cho người tốt. Đối với một cán bộ mà nói, có lẽ sẽ ảnh hưởng đại sự cả đời. Nhưng cuối cùng Lôi Ngọc Phượng cũng thỏa hiệp, khuất phục dưới cường quyền, đưa ra quyết định trái lương tâm. Lâm Đức Chỉ mặt đen như bao công không hề hé răng, ông biết nói tiếp thì càng ấn tượng xấu trong lòng Chủ tịch tỉnh Chu, không phải là chuyện tốt. Sau khi tuyên bố xong, Diệp Phàm bước đi trong ánh nhìn kinh ngạc của các bạn cùng lớp. Vì hắn đã bị khai trừ khỏi khóa học anh tài vượt thế kỷ, đã không còn là một thành viên ở đây nữa, nên đành phải rời đi. Hứa Thông và Mâu Cường đương nhiên sắc mặt rạng rỡ, tên Mâu Cường kia nhe chiếc răng cửa bị hở, giống như đang muốn ăn thịt người. Diệp Phàm giơ năm ngón tay về phía y, ý là đồng chí Tiểu Mâu à, hai chiếc răng cửa còn chưa đủ, có lẽ sau này phải đánh cho răng của mày rụng đầy đất. Lần sau là 5 cái, không phải 2 đâu. Đương nhiên, hành động của Diệp Phàm làm ánh mắt của Hứa Thông và Mâu Cường có ý trào phúng, thắng làm vua, thua làm giặc, hai người sớm đã hiểu chuyện này rồi. Hai ngón tay của Mâu Cường làm thành một vòng tròn, ý trả lời lại đồng chí Diệp Phàm, mày sẽ bị vào tù, sẽ đem mày nhốt vào vòng tròn. Diệp Phàm lắc lắc 5 ngón tay, nói với Mâu Cường, người cười cuối cùng mới là anh hùng. Hứa Thông cũng gật đầu, thừa nhận quan điểm của Diệp Phàm. Tuy nhiên, Hứa Thông cho rằng, người cười cuối cùng chắc chắn là mình rồi. Diệp Phàm không được rời khỏi cổng trường đảng, kỳ thực giống như giam lỏng. Đành phải cười khổ một tiếng, nói, ông đây thành một nhân vật lớn rồi, từ lúc nào mà lại biến thành một nhân vật nhỏ bị giam lỏng giống như trong phim, hay, xem ra chỉ có thể dùng điện thoại thôi. Chớp mắt đã đến tối rồi. Cương Tử, sao cậu lại chọc người đó? Mậu Tư Thành bộ dạng hơi nổi cáu hừ giọng nói. Ba, con có chọc gì hắn đâu, chỉ vì tên nhãi đó hám gái, ở nhà hàng bát bảo muốn chọc ghẹo cô gái kia. Ba nói đi, con là một cảnh sát, có thể để chuyện đó xảy ra trước mắt không? Mậu Cương cũng thu lại nụ cười, thể hiện bộ dạng hiên ngang lẫm liệt. Màn diễn của thằng nhãi này tương đối thành công, nhất thời đã lừa gạt được cha y Mậu Tư Thành. Nhưng trong nháy mắt Mậu Cương có chút khó hiểu. Hỏi ba. Ba, sao ba lại hỏi vậy, chẳng lẽ thằng danh Diệp Phàm có gì đặc biệt hơn người à? Chỉ là một phó chủ tịch huyện nhỏ của một huyện nghèo thôi mà. Một phó chủ tịch huyện nhỏ của một huyện nghèo, còn cho rằng người ta không có chút giao tế sao? Hôm nay nếu không phải đưa chỉ thị do chính tay chủ tịch tỉnh Chu phê duyệt, ắt hẳn vẫn không thể làm gì tên họ Diệp đâu. Vẻ mặt Mâu Tư Thành nghiêm túc, luôn có ngờ ngực vô căn cứ tại sao thái độ của Lôi Ngọc Phượng lại cứng rắn. Mạnh mẽ như thế. Chương 681, kiêng kỵ. Sao à, chúng con đã sớm điều tra về hắn, chẳng qua cũng chỉ là một phó chủ tịch huyện nhỏ, hơn nữa cha của hắn cũng chỉ là một chủ nhiệm nhỏ cấp phó phòng, mẹ thì nghe nói dạy ở một trường nghèo. Trong nhà hình như cũng chẳng có ai làm quan, có thể vượt qua được nhiều sóng gió như vậy, kể ra cũng hơi kỳ lạ. Mâu Cương vẻ mặt kinh ngạc thì thào, dường như hơi khó tiếp nhận. Không ngờ nếu không phải đưa ra chỉ thị xử lý tạm thời Diệp Phàm do Chủ tịch tỉnh Chu phê duyệt thì ba mình, đường đường là một chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy không cách nào bắt được hắn ta rồi. Hai, đừng tưởng cha con là vạn năng. Sáng hôm đó hiệu phó Lôi và hiệu phó Lâm hai người sống chết bảo vệ tên nhãi đó,
lấy cái cớ là chuyện này vẫn chưa được định luận rõ ràng, không muốn xử lý Diệp Phàm. May mắn là trước đó cha đã tìm bí thư Hứa, thông qua ông ta mới lấy được chỉ thị do chủ tịch tỉnh Chu phê, bằng không, con chắc đã mất không cái răng cửa này rồi. Sau này ít gây chuyện đi, để cho cha còn làm việc yên ổn, đừng có suốt ngày nằm trên bụng đàn bà như thế, hừ. Mậu Tư Thành cũng có chút bất đắc dĩ, đứa con này cứ toàn gây phiền phức cho mình. Nhưng, trước đây những phiền phức nhỏ bọn nó đều tự giải quyết, phiền phức lần này dường như tương đối lớn, hơn nữa con mình còn bị thiệt hại nặng. Mậu Tư Thành đương nhiên khó nuốt được cơn giận này, cho nên phải tự mình hành động. Ba không thể tự đi tìm chủ tịch tỉnh Chu sao? Mậu Cường hơi giật mình, vẫn nghĩ ba mình cũng là người trong vòng tròn của chủ tịch tỉnh Chu kia, sao lại phải thông qua cha của Hứa Thông Hứa Vạn Sơn xuất ngựa? Có khi chơi với Hứa Thông, nhìn khí khái đại ca của y, trong lòng Mậu Cường có chút không phục. Đương nhiên, ai cũng muốn được làm anh cả, Mậu Cường đương nhiên cũng có mong muốn này. Tuy nhiên đầu óc của y cũng không hồ đồ, cho nên vẫn chịu đựng sự cuồng ngạo của Hứa Thông. Tìm chủ tịch tỉnh Chu, con cho rằng ba con cấp bậc gì hả? Có thể lọt vào mắt chủ tịch tỉnh Chu sao? Có thể đối thoại với chủ tịch tỉnh Chu đều phải là quan lớn cấp phó tỉnh. Hơn nữa, không phải ủy viên thường vụ nên phân lượng còn rất nhẹ. Ba của con cũng chỉ là một chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh, cấp giám đốc sở, tuy nói chỉ cách cấp phó tỉnh một bước thôi, nhưng cũng là cách xa ngàn dặm rồi, muốn lên tới cấp phó bộ, không biết kiếp này có còn hy vọng hay không. Mà, nói về phòng giám sát tỉnh ủy, người làm chủ chân chính không phải cha, cấp trên của cha còn có trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lô Minh Châu, bà ta mới là nhân vật số một của phòng giám sát tỉnh ủy. Chỉ có điều công việc của bà ấy khá bận, chuyện quan trọng là việc của tỉnh ủy, cho nên cha mới được nắm chút quyền thôi, chuyện này, khó lắm. Mậu Tư Thành không khỏi thở dài, liếc nhìn con trai, trầm ngâm một lát, dường như nhớ đến chuyện gì đó. Lại hỏi, cái tên nhãi họ Diệp sao có thể khiến một phụ nữ đã có chồng như Lôi Ngọc Phượng coi trọng hắn như vậy? Ngay cả cái ông già bảo thủ như Lâm Đức Trì cũng kêu oan cho hắn, chuyện này hơi kỳ lạ, con thực sự không nghe được chút tin tức gì về mối quan hệ của hắn chứ. Chẳng lẽ là Tề Thiên giật dây Bắc Cầu ở đâu đó? Mậu Cường không kìm nổi lẩm bẩm. Lời nói này vừa lọt vào tai Mậu Tư Thành, ông ta bèn lập tức hỏi. Tề Thiên là ai? À, Tề Thiên là con trai Tề Chấn Đào. Mậu Cường thấy không thể giấu giếm được, đành phải khai ra. Trong lòng đúng là có chút hoài nghi về chuyện này, cho rằng không biết có phải Tề Thiên thông qua cha của mình là Tề Chấn Đào để đánh tiếng với Lôi Ngọc Phượng không, bằng không với năng lực Diệp Phàm làm sao có thể nhờ Lôi Ngọc Phượng đối đầu cứng rắn với cha mình được. Hơn nữa, gần đây hình như ngay cả Lý Sương Hải cũng có chút khách khí với Diệp Phàm, bằng không, dù sao Diệp Phàm cũng là một nghi phạm, theo quy định thì phải bị tạm giam, làm sao còn có thể tiêu dao bên ngoài như vậy. Con trai của Tề Chấn Đào, rốt cục là có chuyện gì, con nói rõ cho cha, không được giấu giếm gì hết. Mậu Tư Thành đột nhiên cảm thấy đuôi bị người ta dẫm chân lên, đứng bật lên khỏi ghế, mặt âm u, nhìn chăm chú vào đứa con trai Mậu Cường trong lòng sợ hãi, mồ hôi cũng tuôn ra khắp người. Lần đó, Hứa Thông với một vài người bạn đi đến ba chơi, thấy Diệp Phàm thì nảy sinh xung đột, lúc đó Tề Thiên cũng ngồi chung với Diệp Phàm, hình như còn gọi Diệp Phàm là anh Diệp gì đó. Còn quan hệ của bọn họ thế nào? Con cũng không rõ. Mậu Cường có chút né tránh nói. Còn gì nữa? Mậu Tư Thành nhìn chằm chằm vào con trai, con cáo giả này biết chắc đứa con trai còn giấu giếm gì đó. Lúc đó Mai Thiên Kiệt của Mai gia cũng ở đó, sao lại bị đánh, ngay cả Mai Diệp Thu cũng phải chạy đến. Mậu Cường đem toàn bộ chuyện lúc đó nói ra. Mậu Tư Thành nghe xong gương mặt sắt kia đương nhiên càng khó coi hơn rồi, tay cầm chén trà mà run bần bật. Con ơi là con, đúng là làm cha tức chết. Mai gia là nhà giàu ở thủ đô, là tai to mặt lớn trong giới quân đội, không phải chỗ mà con đắc tội được. Ngẫm lại, nếu lúc đó Mai Thiên Kiệt thực sự có chuyện gì lớn, ắt hẳn Mai gia sẽ bắt Hứa Thông và con chịu tội rồi. Đừng tưởng cha của Hứa Thông Hứa Vạn Sơn có thể một tay che trời. Dù đây là thành phố Thủy Châu, tuy nói ông ta là nhân vật số một, nhưng cũng không thể một tay che trời được. Trên đầu ông ta còn có 10 ủy viên thường vụ tỉnh ủy đó. Người nào cũng không phải là loại mà ông ta có thể đối phó dễ dàng được. Quan hệ hiện nay ở tỉnh rất phức tạp, con cẩn thận một chút dùm cha đi, đừng có chịu tội thay cho người ta, đến cuối cùng ngay cả cha cũng chẳng bảo vệ được cho con.
Mậu Tư Thành thở dài, khoát tay, không muốn nói gì nữa. Con hiểu mà ba. Mậu Cường nhỏ giọng trả lời, trong lòng nỗi hận đối với Diệp Phàm tăng thêm một tầng nữa. Công tử, nếu thật sự không thể tìm ra bì cổ, chi bằng trực tiếp bắt Mậu Cường lại, tin rằng với thủ đoạn của tôi, sợ gì nó không nhận tội chứ. Trần Khiếu Thiên giọng bực bội nói trong điện thoại. Không ổn, không được làm như vậy. Trước mắt Mậu Cường là người làm chứng, tôi tin Lý Sương Hải sớm đã sắp xếp người quan sát y. Nếu Mậu Cường mất tích hoặc có thương tổn gì, thì chúng ta sẽ càng bất lợi, cứ chờ xem đã. Diệp Phàm gác máy. Cậu em Diệp, có cần ra trước không, anh em mình đi uống vài ly giải sầu. Trong điện thoại truyền ra giọng của Hạ Hải Vĩ, ắt hẳn chuyện của Diệp Phàm anh ta cũng có nghe nói. Vì hôm qua sau khi Diệp Phàm nói với anh ta vẫn luôn chú ý. Thông qua các đồng chí công an huấn luyện ở trường đảng tỉnh ủy cũng biết được một số chuyện. Cảm ơn anh Hạ đã quan tâm, em không ra ngoài được, phải đợi cho vụ án điều tra xong mới ra ngoài được. Bây giờ, ha ha, trường đảng thành nhà tù rồi. Diệp Phàm cười khổ. Tôi sẽ tăng số người đi tìm kiếm bì cổ, chẳng lẽ có thể biến thành con chuột chui xuống đất sao? Hạ Hải Vĩ mắng. Cảm ơn anh. Diệp Phàm gác máy bước vào phòng của Lâm Đức Trì. Thầy, em xin lỗi thầy. Diệp Phàm hơi bất an, đưa lên một điếu thuốc. Hai, rốt cuộc là sao thế này? Ngay cả hiệu phó Lan trường Đại học Hải Giang cũng tin tưởng em, làm người bảo lãnh cho em, Lâm Đức Trì tôi còn không tin em sao? Em là một học sinh ưu tú nhất của tôi, giờ lại thành ra thế này, tôi đau lòng lắm. Còn nữa, em có oan uổng gì nói đi, tôi chạy cho em. Lâm Đức Trì thực sự hơi thích Diệp Phàm, nói như một trưởng bối. Tối qua, Diệp Phàm kể lại chuyện xảy ra ở Bát Bảo Các, Lâm Đức Trì sau khi nghe xong thì trầm tư. Thật lâu sau mới nói. Nếu chân tướng sự việc giống như em nói, thì dụng tâm của Mâu Cương kia thật là độc ác, tôi không thể ngờ được trong khóa học anh tài vượt thế kỷ chúng ta còn có người như thế. Thế lực của cha Hứa Thông quá lớn, em tạm thời không nên xung đột với cậu ta. Đợi khi nào em có năng lực rồi hãy tính sau. Tôi có bạn học bên ủy ban kỷ luật tỉnh, để tôi đánh tiếng với ông ấy, nhờ ông ấy đi nói với người bên tỉnh một chút, nhờ bọn họ để tâm một chút. Cảm ơn thầy, chuyện này không cần thầy phải ra tay đâu ạ. Em đã sớm có cách rồi, tin là không lâu nữa, em có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng cái danh sách đi huấn luyện ở trường đảng trung ương kia, hy vọng thầy có thể giữ lại cho em thêm vài ngày, bằng không, sợ là không kịp. Diệp Phàm cung kính nói, hắn tương đối cảm kích Lâm Đức Trì. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Lâm Đức Trì liếc nhìn Diệp Phàm, chua xót nhả một vòng khói, trong lòng bi ai vì một học sinh mà mình hài lòng nhất sắp mất đi tiền đồ. Thầm nhủ, chắc cái danh sách kia cũng không đảm bảo rồi, nếu bọn họ có thể đem được chỉ thị do Chủ tịch tỉnh Chu phê duyệt đến, thì hiệu phó trường đảng Lôi chắc chắn sẽ không ủng hộ Diệp Phàm nữa, dù đây là học sinh ưu tú thì cũng đã sao chứ. Thực tại tàn khốc như vậy đấy, có một số chuyện không kịp trở tay, chính trị là như thế, khi đụng đến anh thì chỉ cần một chuyện nhỏ thôi cũng có thể là con dao giết người rồi. Khi không động đến anh thì anh tham ô đến mấy chục triệu cũng cứ tiêu dao. Khốn nạn, hai. Trung Quy cũng không nhịn được, vẫn nhắc nhở Diệp Phàm một chút, nói. Diệp Phàm, em cũng chuẩn bị tâm lý đi, bắt hẳn danh sách kia, hai. Còn về giấy chứng nhận huấn luyện, tôi sẽ cố gắng hết sức giữ lại. Nhưng, hy vọng cũng không lớn. Được rồi, người sống một đời, đều có thể gặp phải những chuyện như vậy, không phải có cán bộ cả đời chìm nổi mà vẫn có thể vượt qua được sao? Mượn những vĩ nhân của nước ta mà nói đi, không phải cũng gặp bao khó khăn, thậm chí phải trao quyền cho cấp dưới. Diệp Phàm, em phải học nhẫn nại, học được thì có thể chống đỡ được, nhất định đừng để bị đánh ngã. Em sẽ không ngã đâu, xin thầy cứ yên tâm. Thái độ của Diệp Phàm cương quyết. Làm cho Lâm Đức Trì yên tâm hơn nhiều, chỉ sợ hắn không nghĩ thoáng, cứ cam chịu trong lòng, cuối cùng thì nầm non tốt lại bị hủy hoại mất. Thầy, đây là em kính tặng thầy, chắc hẳn không lâu sau em phải về, muốn gặp lại cũng không dễ dàng gì. Mà, cũng chỉ là một cây thuốc thôi, cũng chẳng đáng là bao, nếu như thầy tin em thì xin nhận lấy ạ. Diệp Phàm lấy ra một cây trung hoa đặc biệt, bên ngoài còn có hàng rời đưa cho Lâm Đức Trì một gói. Lâm Đức Trì nhìn lướt qua, phát hiện là trung hoa, nhưng phải mấy trăm một gói, vì để Diệp Phàm tin tưởng, ông nhận lấy, chủ yếu là Lâm Đức Trì tin tưởng vào trực giác của mình. Tào Hồng,
bị cổ ở chỗ cậu vẫn khỏe chứ, ha ha ha. Hứa Thông thích chí cười, bản thân từ khi nhờ Tào Hồng con trai của Phó Tư lệnh quân khu tỉnh ủy Tào Chính Đức đưa bì cổ vào sân sau của khu nhà quan quân tầng cao tỉnh ủy, lòng Hứa Thông cũng nhẹ nhõm. Giấu bì cổ ở đâu an toàn hơn đây được, chỗ quan quân lớn ở, có mấy ai đuôi mù mà dám đi vuốt râu hùng chứ? Ngay cả Lý Sương Hải muốn đến điều tra chắc hẳn cũng khó mà vào tròn được, huống chi căn bản là không thể tra được chỗ này. Chương 682 Quân khu tỉnh là ổ của kẻ trộm. Tương đối tốt, bì cổ ở đây cũng quen rồi, hơn nữa còn giúp người thân của em trông mấy đứa trẻ, nói là môi trường ở đây cũng tốt, ở cũng thoải mái. Anh Hứa, nói không chừng bì cổ đã vui quên trời đất rồi, ha ha ha. Tào Hồng hắng giọng cười nói, đột nhiên đảo mắt hạ giọng nói. Anh Hứa, nghe nói mông của bì cổ không những siêu lớn, mà nghe nói vẫn còn là gái trinh, đúng không vậy? Cái đó đương nhiên. Ở Nam Phúc khó tìm ra được một cô nàng có cái mông lớn quyến rũ như vậy đó. Còn cái động tiên ở phía trước, đương nhiên là vẫn chưa được mở rồi. Nếu cậu em Tào có ý đồ, thì cứ việc thăm dò đến đáy đi, ha ha ha. Hứa Thông cười, kỳ thực khóe miệng cũng co giật, không ngừng đau lòng. Nên biết bì cổ đã theo Hứa Thông hơn một năm, cái mông siêu lớn kia không biết đã bị Hứa Thông đánh bao nhiêu roi rồi. Tuy nhiên, động tiên phía trước thực sự là vẫn chưa được thăm dò qua. Cái này là vì chỉnh Diệp Phàm, mà Hứa Thông dâng cả người phụ nữ mình sủng ái nhất ra. Không thể không nói lần này Hứa Thông quyết tâm bỏ khoản vốn lớn. Mà Tào Hồng mỗi lần đến tiệm rượu Hoành Thành, đều lén liếc nhìn cặp mông siêu bự kia, nhưng do ngại Hứa Thông, nên cũng không tiện làm càn. Hứa Thông cũng biết Tào Hồng muốn hành hình bì cổ, cho nên, chủ ý lần này mới đánh đến Tào Hồng. Đúng là một bên muốn đánh, một bên chịu bị đánh. Vừa nghe Hứa Thông nói muốn để bì cổ ở nhà mình một thời gian, Tào Hồng không nghĩ ngợi gì đã đồng ý ngay. Cái này còn không à, tối qua bì cổ đương nhiên đã bị Tào Hồng sờ mó rồi, con đàn bà này đúng là rất hăng hái, làm trò rất được, làm Tào Hồng rất hài lòng, ắt hẳn được Hứa Thông dạy dỗ 2 năm, đúng là cũng có mấy cái bàn trải rồi. Đương nhiên, chỗ động tiên phía trước tạm thời Tào Hồng còn chưa dám động vào. Dù sao đây cũng là vùng cấm của Hứa Thông, không thể dễ dàng vào thế được. Tào Hồng cũng không muốn mất đi người bạn Hứa Thông này. Tuy nhiên, vì tính thận trọng, thằng nhãi Tào Thông này mời riêng một chuyên gia phụ khoa của bệnh viện quân khu tỉnh đến, danh nghĩa đương nhiên là mời đến kiểm tra toàn thân cho bảo mẫu nhà mình rồi. Kỳ thực chủ yếu đương nhiên là muốn kiểm tra cái màng trinh của bì cổ còn hay không mà thôi. Bằng không, Hứa Thông đem cái thứ hàng nát dến. Thế thì bản thân mình có làm chuyện đó thì cũng có ý nghĩa gì chứ? Vừa nghe chuyên gia trả lời một cách chắc chắn, lòng Tào Hồng như bị lửa thiêu đốt. Cho nên, vừa thấy Hứa Thông ân cần gọi điện tới, cây gậy cũng lập tức đứng lên, bật cười ha ha, mỏ mẫm trước khi hành động. Không ngờ là Hứa Thông vẫn còn tiếc rẻ, cũng bật cười ha ha trả lời Tào Hồng, còn lờ mờ đồng ý để cho đồng chí Tào Hồng có thể thăm dò cái gì đó của bì cổ. Đương nhiên, trong lòng Tào Hồng tương đối vui. Nhưng cũng phải kiêm tốn một chút đúng không nào? Cho nên, lập tức cười nói. Nói gì vậy, anh Hứa cho Tào Hồng em là loại người gì vậy? Chúng ta là anh em nói mấy cái này làm gì? Lần này ông em đã giúp tôi một việc lớn. Hơn nữa, bì cổ cũng theo tôi gần 2 năm rồi, nói thật là tôi cũng có chút ghét rồi. Nhưng ông anh đây cũng nói với cậu một chút, bì cổ cho dù có theo tôi 2 năm nhưng ngoại trừ bị tôi đánh chăm roi, những chỗ khác tôi chưa hề động vào. Từ việc cô ấy vẫn là gái trinh, cậu đã có thể biết ông anh đây đối nhân xử thế thế nào rồi đúng không nào? Cậu em, bì cổ giao cho cậu, ha ha. Hứa Thông bật cười ha hả, đau lòng chết đi được, phải đem bì cổ dâng đi. Kìa, em đây đúng là ngại quá, ha ha ha. Tào Hồng còn đang từ chối, Hứa Thông đương nhiên biết thằng nhãi này chỉ làm bộ làm tịch thế thôi. Lập tức nghiêm mặt, nói. Ông em Tào, còn chưa tin anh Hứa à? Nói thẳng với cậu, tôi đã tìm đứa khác rồi. Ha ha ha. Tào Hồng cười khan vài tiếng, sau khi gác máy thì hát vang, vào phòng túm lấy bì cổ, trong lòng đã như lửa đốt đi về phía phòng ngủ. Vừa hay trong khoảng thời gian này cha y là Tào Chính Đức đang ra ngoài làm nhiệm vụ, thằng nhãi Tào Hồng này tha hồ làm chuyện phong nguyệt, hơn nữa còn trốn ở đại viện quân khu, hệ số an toàn đạt đến 9 điểm. 10 giờ tối, Trương Cường gọi điện đến, nhưng cũng không có tin gì tốt. Nói là cũng ngầm đến nhà bì cổ điều tra một phen, tra được bì cổ vẫn chưa về nhà.
ắt hẳn là người trong nhà nói thật, vì thuộc hạ của Trương Cường ngồi máy bay đến, nếu bị cổ mà có thể về đến nhà trước thì đúng là thiên tài có 102. Trương Cường đành phải lệnh cho thuộc hạ cứ ở yên cái địa phương nghèo Hưng Yên lĩnh kia, tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Nhưng, Diệp Phàm biết là hy vọng không lớn, nếu Hứa Thông muốn dồn mình vào chỗ chết, chắn sẽ không để cho bì cổ về quê. Vì quê là chỗ rất bắt mắt, ắt hẳn ngay cả Lý Sương Hải cũng nghĩ ra được. Còn Trần Khiếu Thiên thì âm thầm đi theo Mâu Cường, nhưng cũng không phát hiện ra tung tích của bì cổ, bên Phương Viên cũng vậy. Làm cho lòng Diệp Phàm như lửa đốt. Điện thoại cho Lý Sương Hải, anh ta nói bên đó cũng phải không ít cảnh sát đi khắp các phố vào từng nhà truy hỏi, nhưng tạm thời cũng chưa phát hiện được bì cổ. Nhưng, Lý Sương Hải vừa gác máy, trên mặt không ngờ đã lộ tia cười nhạt, nói. Bí thư Mã, xem ra Diệp Phàm đứng ngồi không yên rồi, chắc hẳn là lo chuyện danh sách huấn luyện ở trường Đảng Trung ương. Nghe nói đợt huấn luyện của bọn họ còn 2 ngày nữa là kết thúc, nếu lỡ thời gian này, cái danh sách đi học ở trường Đảng Trung ương kia sẽ mất, chắc là ngay cả giấy chứng nhận hoàn thành khóa học anh tài vượt thế kỷ cũng không lấy được, cho nên, có nên tung con bài chưa lật ra không? Không vội, đã biết Hứa Thông từng đến chỗ người bạn Tào Hồng, bì cổ kia có thể được giấu trong đại viện quân khu. Cậu cho người đến đó thăm dò chưa? Mã Quốc Chính bộ dạng thản nhiên, căn bản là không phải rất coi trọng chuyện Diệp Phàm có được vào danh sách huấn luyện ở trường Đảng Trung ương không? Nói cũng đúng. Sống chết của Diệp Phàm có liên quan gì đến ông ta chỉ cần để ý đến mục đích của bản thân là được rồi, hơn nữa cơ hội như lần này rất khó có được, Mã Quốc Chính chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay. Vì hồi sáng, Mã Quốc Chính đã đem chuyện này nói với bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương rồi. Hiện nay mâu thuẫn của bí thư Quách phái ngoại lai và chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm phái bản địa ngày càng sâu sắc, nhất thời muốn hòa hợp cũng tương đối khó khăn. Hơn nữa, gần đây... Bí thư đảng quần chúng Cố Phong Sơn từ thủ đô đến cũng dục dịch, làm cho Quách Phác Dương thấy đau đầu, cảm xu thế bị bao vây tứ phía. Sau khi Quách Phác Dương nghe xong chuyện này, ánh mắt âm trầm như hồ sâu cũng lóe lên một tia chớp, nhưng rất khó để người ta phát hiện được mà thôi. Bí thư Quách cũng không biểu hiện thái độ gì, chỉ ừ một tiếng, bảo chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Mã Quốc Chính xử lý chuyện này thích đáng là được. Tuy nhiên, cuối cùng khi Mã Quốc Chính ra cửa thì bí thư Quách bồi đem một câu. Ông Mã, chúng ta phải coi trọng cán bộ thanh niên, họ chính là tương lai của Tổ quốc. Trên đường quay về phòng mình, Mã Quốc Chính luôn nghiền ngẫm ý nghĩa thực sự trong câu nói này của bí thư Quách. Suy nghĩ cả buổi sáng, cảm thấy ắt hẳn bí thư Quách đang nhắc nhở mình, phải nhân cơ hội này làm cho Hứa Vạn Sơn đau lòng một chút, gõ hắn một chút, đồng chí Diệp Phàm bên này cũng bất lợi trở thành vật hy sinh. Lời nói của bí thư Quách làm Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc, trong lòng thầm nhủ. Chuyện này đúng là khó nói, Diệp Phàm là một phó chủ tịch huyện nhỏ, sao lại khiến cho bí thư Quách chú ý? Chẳng lẽ chuyện lần trước mượn tay hắn để chỉnh đảng kiến quân đã là bí thư Quách vừa lòng, do đó nên mới khiến cho bí thư Quách tiếc nuối như vậy? Nhưng, Mã Quốc Chính ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy hình như không có khả năng. Cấp bậc của Diệp Phàm thấp quá, cán bộ cấp bậc như hắn, cả tỉnh Nam Phúc này không có 100.000 người thì ít nhất cũng mấy chục ngàn người. Nói về phân lượng của Diệp Phàm, trong mắt các nhân vật lớn này thì tính là gì chứ, nhân tài ưu tú hơn hắn còn khối người. Vì bảo vệ hắn mà hành động bên này bị tổn thất có đáng không? Nhưng, nếu bí thư Quách đã lên tiếng, thì trong đầu Mã Quốc Chính chỉ có thể đánh dấu chấm hỏi, chứ không thể coi Diệp Phàm như không khí không thèm nhìn được. Hơn nữa, Mã Quốc Chính cũng khá kiêng kỵ người anh em kết nghĩa Thiết Chiêm Hùng của Diệp Phàm, vẫn sợ chọc cho Thiết Chiêm Hùng bất mãn. Nên biết bằng sự kiện của Diệp Phàm lần này dù nói hiện nay vẫn chưa báo lên sở tỉnh, chỉ do phân cục công an Đông Thành của thành phố Thủy Châu phụ trách xét xử. Bên sở tỉnh Lý Sương Hải cũng chỉ chọn vài người thân tín âm thầm hỗ trợ điều tra mà thôi. Nhưng Thiết Chiêm Hùng này khi nổi trận lôi đình, ông không thèm để ý sở tỉnh phụ trách hay Thủy Châu phụ trách, nói tóm lại là cũng đều do Mã Quốc Chính anh phụ trách. Nhưng Mã Quốc Chính cũng có những suy tính của riêng mình, dù lúc đó Thiết Chiêm Hùng có mắng mình. Thì chỉ cần nói một câu mình không biết chuyện là có thể giải quyết được rồi. Đến lúc đó có nghẹn là Thiết Chiêm Hùng anh nghẹn, đương nhiên, nếu thực sự đến mức đó, ắt hẳn Lý Sương Hải sẽ là người chịu tội thay. Thiết Chiêm Hùng tuy nói là bên quân đội, nhưng năng lượng của ông Mã Quốc Chính biết rất rõ. Nếu ông ta thực sự nổi giận, muốn lột mũ một cán bộ cấp phó giám đốc sở như Lý Sương Hải, ắt chỉ cần một câu nói là đủ. Đương nhiên, Mã Quốc Chính cũng không muốn chuyện này xảy ra.
vì Lý Xương Hải là thân tín của mình, hơn nữa Thiết Chiêm Hùng giận đốt Lý Xương Hải xong thì chắc là mình cũng bị bỏng mất rồi. Đại viện quân khu, tôi chưa vào đó, Bí Thư Mã có cần nói trước với Tư lệnh Trấn một câu không, tìm cớ để vào đó kiểm tra một vòng. Chắc là Tào Hồng cũng rất an tâm, nên sẽ không đưa Bì Cổ giấu ở chỗ nào bí mật đâu. Còn nữa, đoán chừng giờ này Diệp Phàm cũng huy động lực lượng đi tìm Bì Cổ rồi. Nếu tiết lộ chuyện này cho hắn, chắc hẳn dựa vào lực lượng của Thiết Chiêm Hùng, sẽ trực tiếp phái quân binh báo săn âm thầm đi điều tra. Nếu ông ta đồng ý ra mặt, chắc hẳn tiến vào đại viện của quân khu không có gì khó. Tuy nói ông ta chỉ là một đoàn trưởng nhưng hình như quân hàm lại là cấp thiếu tướng gì đó, chuyện này đúng là kỳ lạ, một đoàn trưởng cấp bậc thiếu tướng, chưa bao giờ nghe thấy. Lý Xương Hải thật sự muốn đem chuyện Bì Cổ hiện đang ở quân khu tiết lộ cho Diệp Phàm, y có chút không đành lòng. Vì chuyện phát sinh ở trường đảng sáng nay y chú ý rất cặn kẽ. Nếu cứ phát triển thế này, tiền đồ cả đời của Diệp Phàm coi như xong rồi. Như thế sẽ làm Thiết Chiêm Hùng nổi giận, xem ra Bí Thư Mã cũng hơi kiêng kỵ Thiết Chiêm Hùng, Thiết Chiêm Hùng này chắc chắn là người không thể đắc tội rồi. Ha ha, binh đoàn của tướng quân Thiết là binh đoàn đặc công, cho nên, dù nói chỉ là một đoàn trưởng, nhưng cấp bậc cũng là thiếu tướng, binh đoàn của bọn họ là binh đoàn cấp phó quân đó. Mã Quốc Chính không lộ sắc mặt, bí mật này đương nhiên không thể nói với Lý Xương Hải, đừng nói là thân tín như Lý Xương Hải, mà ngay cả bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương cũng không hiểu được thân phận thực sự của Thiết Chiêm Hùng. Cấp phó quân, vậy đoàn trưởng Thiết kia không phải là phó quân đoàn trưởng sao? Lý Xương Hải không nén được kinh ngạc, sự kiêng kỵ bốc lên từ đáy lòng. Chương 683, vào quân khu lục soát. Đối với loại binh đoàn đặc thù này, Lý Xương Hải đương nhiên cũng có nghe thấy. Sau khi về kiểm tra lại tư liệu, mới hiểu báo săn là binh đoàn vương bài của đại quân khu lĩnh Nam, cấp bậc không hề thấp hơn so với quân đoàn thứ hai đóng quân ở Thủy Châu. Đương nhiên, có một số bí mật mà một phó giám đốc sở tỉnh như Lý Xương Hải cũng không thể nào tra được gì. Vì cấp bậc của ông ta còn chưa đủ, chỉ biết được một số bí mật của tỉnh Nam Phúc, ngoại trừ giám đốc sở an ninh quốc gia, giám đốc sở công an tỉnh, những nhân vật quan trọng, cùng trưởng phòng công an, an ninh quốc gia một số vùng trọng yếu, thì những người khác sẽ không thể biết được. Vừa đúng, vừa không đúng, ha ha. Câu trả lời của Mã Quốc Chính làm cho Lý Xương Hải mê muội, tối đen như hũ nút. Trong lòng thầm kinh ngạc, bí thư Mã hôm này đúng là hơi kỳ lạ, lời nói làm người ta khó có thể cân nhắc được. Thế nào là cũng đúng cũng không đúng, là cấp phó quân rồi, chẳng lẽ cấp bậc của Thiết Chiêm Hùng không chỉ là cấp bậc phó quân này, chẳng lẽ là cấp trưởng? Lý Xương Hải cũng không ngốc, dường như ngửi thấy chút mùi vị mơ hồ. Đương nhiên, ông ta cũng không ngốc đến nỗi nhất định hỏi rõ chuyện này, nên cũng không nói nữa. Chỉ nhìn Mã Quốc Chính, chờ chỉ thị của ông. Như vậy đi, ngày mai vừa hay phải mở hội nghị thường vụ, tôi sẽ đến chỗ Tư lệnh Trấn lấy tấm giấy thông hành, anh phái người vào trong đó. Nhưng, chú ý ảnh hưởng, chỉ kiếm cớ thôi, tự tôi sẽ giải quyết. Tốt nhất là đừng phái người của sở tỉnh, kêu mấy người bên dưới vào là được rồi. Bằng không, chuyện này mà làm Tư lệnh Trấn bất mãn thì tôi rắc rối to. Mã Quốc Chính lên tiếng, Lý Xương Hải đành phải thở dài một tiếng, biết hẳn là Diệp Phàm xong rồi. Bản thân lại không cách nào giúp được, đành phải đi sắp xếp thôi. Chiều hôm sau, Diệp Phàm ngơ ngẩn ngồi trên giường, miệng lẩm bẩm, lớp huấn luyện còn một ngày nữa, ngày mai kết thúc rồi, đám Trương Cường không có tin tức gì, có phải ông trời muốn hại mình không, lẽ nào lại kết thúc như vậy sao? Mất danh sách trong lớp huấn luyện, chuyến này đi không đến trường đảng không nói, quay về Lâm Tuyền trên lưng lại còn mang tội danh nghi phạm, còn mặt mũi nào nữa đây? Đã vậy, lại mất luôn danh sách đi trường đảng trung ương, còn mặt mũi vào về Lâm Tuyền mà gặp cha, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện này, mẹ nó, không thể để nó toại nguyện được. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Ngư Thái vẻ mặt lo lắng chạy vào, liếc nhìn Diệp Phàm, muốn nói nhưng không nói được. Có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi chịu được. Diệp Phàm ném cho Ngư Thái điếu thuốc, khuôn mặt nở nụ cười thản nhiên. Danh sách đã bị Hứa Thông cướp rồi, vừa mới tuyên bố. Hơn nữa, còn do hiệu phó Lôi đích thân tuyên bố, hai. Ngư Thái giận dữ nói. Cướp thì cướp, không tính nữa. Mặt Diệp Phàm không có biểu hiện gì, Ngư Thái báo tin xong rồi đi, nói là giờ đang báo cáo tổng kết lớp huấn luyện, tối mai sẽ tiến hành phát giấy chứng nhận. Cậu ta lợi dụng cơ hội đi vệ sinh chuồn ra.
Hứa Thông, tao sẽ cho mày trả giá. Nếu danh ngạch này bị mày cướp đi, ông đây cũng sẽ cho mày nếm mùi, bị người khác cướp đi. Ông đây không có được, thì tên nhãi như mày cũng không có được. Hai chúng ta chơi bên tám lạng người nửa cân. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời hung hăng giống một câu. Lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy vào một cách thô bạo, hai bảo vệ cổng của trường đảng lò đầu vào, nghĩ là hắn ở trong này nghĩ quẫn đang làm gì đó, nên vội vàng chạy vào, để khuyên bảo một phen, làm Diệp Phàm suýt chút nữa cười thành tiếng. Cười nói, hai anh, tôi sống còn chưa đủ, sẽ không đi con đường đó đâu, các anh yên tâm, ra ngoài đi, đúng rồi, hút một điếu nào. Diệp Phàm đưa hai điếu Trung Hoa đặc biệt ra. Nói là gác cửa nhưng kỳ thực là đồng chí phòng bảo vệ của trường đảng, đương nhiên là hiệu trưởng Lôi đồng ý với đề nghị của Mâu Tư Thành, cho hai đồng chí này đến giám sát giam lỏng Diệp Phàm. Cửa vừa đóng, điện thoại vang lên. Công tử, có chuyện kỳ lạ. Lý Sương Hải lén lút rút một đồng chí tên Triệu Phong đội cảnh sát hình sự thành phố Mặc Hương đi. Triệu Phong cùng Lý Sương Hải vào xe đi thẳng đến khu nhà thuộc quân khu tỉnh, chuyện này hơi kỳ lạ, sao Lý Sương Hải lại cho người vào quân khu tỉnh? Chẳng lẽ điều tra được manh mối quan trọng của vụ án, mà hình như là bí mật, ngay cả người của sở tỉnh cũng không tin, đặc biệt rút người của thành phố Mặc Hương. Chuyện này Phương Viên rất có kinh nghiệm, cho nên anh ta phát hiện ra được một chuyện kỳ lạ. Có chuyện này à, anh theo dõi chặt chẽ hướng quân khu, nhưng, anh chắc là không vào được, nghe nói phải có giấy thông hành đặc biệt. Ở đây, tôi cũng có một tờ, do tư lệnh Trấn Thang Thành tự tay đưa. Có điều anh không tiện đến trường đảng lấy. Chỗ này chắc đã bị lão già Mâu Tư Thành cử người theo dõi. Nếu buổi tối thì tốt, hai. Với thân thủ của anh, buổi tối muốn vào đại viện quân khu có gì khó chứ? Diệp Phàm nói xong, cau mày. Để tôi hỏi anh Vu thành phố Mặc Hương rồi tính. Anh Vu, đội cảnh sát hình sự của anh có phải có một cảnh sát hình sự tên Triệu Phong không? Diệp Phàm giả bộ tùy ý hỏi. Chuyện phát sinh bên trường đảng hắn không muốn làm phiền Vu Kiến Thần. Huống chi đây không phải chuyện vẻ vang gì, Diệp Phàm tin vào người của mình, hẳn là có thể giải quyết được chuyện này, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Sao cậu biết cậu ta là cảnh sát hình sự bí mật của chúng tôi, đội viên bình thường đều không biết cậu ấy. Thân thủ người này không tồi, nghe nói trước đây cũng có luyện võ vài năm, một cước có thể đá gãy hai viên gạch đó. Phu Kiến Thần kinh ngạc hỏi, cũng không thể nào che giấu Diệp Phàm. Gần đây cậu ấy có nhiệm vụ gì à? Diệp Phàm hỏi, không có, trong đội hiện tại không có chuyện gì quan trọng cần cậu ấy xuất mã cả, nghe nói cậu ta đi nghỉ phép rồi. Sao vậy, có phải cậu ấy chọc gì cậu không? Phu Kiến Thần hình như ngửi được mùi gì đó, hỏi ngược lại. Ha ha, không có. Diệp Phàm gác máy. Tên nhóc này, chẳng hiểu ra làm sao cả, hỏi xong là gác máy. Phu Kiến Thần tự nói, cũng không nghĩ gì nhiều. Xem ra Triệu Phong bị rút đi mà ngay cả trưởng phòng Vu nhân vật số 1 của Cục Công an thành phố Mặc Hương cũng không biết, chắc chắn là thân tín của Lý Sương Hải, ngay cả trưởng phòng Vu cũng giấu, lẽ nào chuyện này liên quan đến mình. Hôm qua Trương Cường đã điều tra nói là quân khu tỉnh có phó tư lệnh Tào Chính Đức có con trai tên Tào Hồng, cũng là một khách quen trong vòng tròn của Hứa Thông. Lý Sương Hải không phải là người thấy gì đó, cho nên mới gọi người đến thăm nhà Tào Chính Đức. Chẳng lẽ bị cổ giấu ở chỗ Tào Hồng? Chỗ đó đúng là nơi an toàn nhất. Không được, trước buổi tối phải sắp xếp ông Trần đi thăm dò rồi tính. Đáng tiếc thân thủ Phương Viên hiện nay chỉ còn nhị đẳng, trên người lại đang bệnh, ban ngày cũng không thể kêu cậu ấy đem giấy thông hành vào trong đó. Nhưng cũng có thể tin vào thân thủ ông Trần, ẩn vào đại viện quân khu tỉnh hẳn là chuyện nhỏ, có cơ hội để lật lại ván cờ. Diệp Phàm nghĩ, dường như thấy được hy vọng. Triệu Phong chỉ đi dạo một vòng. Đi không lâu bèn nhấc điện thoại lên, chắc hẳn là báo cáo tình huống cho Lý Sương Hải. Sau khi nghe Phương Viên miêu tả xong, Diệp Phàm lẩm bẩm. Có lẽ Triệu Phong phát hiện ra gì đó, cũng có thể là chưa phát hiện gì, cứ để tối nay ông Trần đến xem sao. Ông Trần đương nhiên là không phụ mong đợi, 10 giờ tối, không lâu sau đã tìm đến đứng tại sân số 5 của Tào Chính Đức. Lát sau thì truyền tin về, thông qua đối chiếu hình vẽ. Có thể khẳng định cô nàng mà Tào Hồng đang ôm hôn trong nhà Tào Chính Đức chính xác là cô nàng bì cổ mà Diệp Phàm đang tìm. Công tử, có trực tiếp xông vào bắt bì cổ đi không, dựa vào thân thủ của tôi, hẳn là có thể đem người ra khỏi đại viện quân khu. Ông Trần đề nghị. Không cần, cứ lưu lại đó đi.
cứ trực tiếp đem đi như vậy nhiều nhất chỉ có thể đem lại cho Tào Hồng chút phiền phức nhỏ, kỳ thực y cũng có thể thoái thác, chúng ta không thể chỉnh được Hứa Thông và Mâu Cường. Nếu đã không có tên trong danh sách đi học tập ở trên rồi, vậy thì chơi với đám Hứa Thông một trận. Để tôi thăm dò Lý Sương Hải trước rồi tính sau. Diệp Phàm nói xong gác máy, gọi cho Lý Sương Hải. Nhưng, câu trả lời của Lý Sương Hải là đang tìm, còn chưa tìm được tin tức liên quan đến Bỉ Cổ. Xem ra Lý Sương Hải nói dối, rõ ràng là hồi chiều Triệu Phong có vào đó, làm sao mà không phát hiện được gì. Cô nàng Bỉ Cổ kia lại chẳng bị che giấu gì, chỉ có điều lấy thân phận bảo mẫu để trốn trong Tào gia thôi. Lý Sương Hải ơi Lý Sương Hải, bình thường tôi đối đãi với anh như anh em, xem ra anh thực sự lợi dụng tôi, người này không thể làm thâm giao được. Diệp Phàm thở dài, cảm thấy tương đối thất vọng. Kỳ thực Lý Sương Hải cũng có chỗ khó xử của Lý Sương Hải, chuyện này đang bị bí thư Mã Quốc Chính giám sát chặt, anh ta không dám tự đem tin tức báo cho Diệp Phàm. Vì Mã Quốc Chính muốn thả dây dài câu cá lớn, chưa câu được con cá Hứa Thông thì tạm thời ông sẽ không cho phép Lý Sương Hải động thủ. Làm thế nào mới có thể ép cô nàng Bỉ Cổ đi ra từ trong tay Tào Hồng, để cho Hứa Thông đi gặp cô ta, sau đó sắp xếp bên công an đến bắt tại trận, bằng chứng như núi, từ đó có thể làm cô nàng Bỉ Cổ khai ra, tìm được chứng cứ Hứa Thông và Mâu Cường vu cáo hãm hại mình, chỉnh cho hai tên này thành bánh bao luôn. Diệp Phàm trầm tư, chuyện này đúng là không dễ. Hứa Thông này tương đối giảo hoạt, đây là thời kỳ quan trọng, tuyệt đối sẽ không dính líu chút gì đến Bỉ Cổ. Lúc này, Lý Sương Hải đang ngồi trong phòng Mã Quốc Chính nói thầm. Bước rắn ra khỏi động. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh Mã Quốc Chính nói một tiếng, ném cho y gói Trung Hoa trên bàn. Bước rắn ra khỏi hang thì dễ, mấu chốt là sợ Hứa Thông sẽ không tự mình đi gặp. Hứa Thông không đi thì còn có ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng tên nhãi chối bay mất. Hơn nữa, trước đây Đặng Kiến Quân nắm phòng công an thành phố Thủy Châu nhiều năm, dù là hiện nay, tôi cũng không biết có thể tin tưởng ai trong phòng này. Mất ngày qua phái người đi đều là thân tín của tôi trên sở tỉnh, tôi căn bản không dám phái người phòng công an thành phố Thủy Châu đi. Đoán chừng gió thổi cỏ lay, sẽ truyền đến tai Hứa Vạn Sơn mất. Lý Sương Hải cũng cảm thấy nhức đầu, không nghĩ được cách gì hay cả. Mã Quốc Chính hút ba điếu thuốc, uống mấy tách trà, đột nhiên đập tay xuống bàn, sau tiếng rầm, nói. Cậu thả gió đi. Sắp xếp các đồng chí phòng công an nửa kín nửa hở lộ chuyện này ra. Nói là điều tra được một cô gái tên Hoàng Hoa Thái, ngoại hiệu Bỉ Cổ, đến từ Hưng Yên lĩnh. Cứ vậy đi, chắc chắn tin này sẽ lọt vào tai Hứa Thông. Trong lòng cậu ta chắc chắn sẽ rối loạn, sau đó, chúng ta lại châm thêm lửa, để cho Mâu Cường biết được tin tức. Chẳng hạn như cậu nghi ngờ Bỉ Cổ được giấu trong đại viện quân khu tỉnh gì đó. Hiện nay các đồng chí quân khu tỉnh cũng can thiệp. Muốn cử người đi vào đó điều tra.